Già thiên tập 185, giếng cổ loạn nhân thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Cửu Vĩnh Ngạc Long cũng gầm lên lo âu, nó coi trọng tư chất của Diệp Phàm, biết là tuyệt thế hiếm thấy, tương lai nhất định có thể đánh với Thánh Linh một trận, nhưng trước mắt còn sớm quá. Diệp Phàm không nhúc nhích, vẫn chưa lùi bước, ánh mắt ác liệt nhìn về phía thạch nhân đang lao tới, huyết khí màu vàng toàn thân hắn tỏa ra mênh mông, sau đó vung nắm tay phải đánh ra một quyển phá thiên địa trong cơ thể hắn có một luồng tử khí mênh mông như tinh hà tràn ra dọc theo cánh tay hắn giống như ngân hà từ chín tầng trời chút xuống đương nhiên vùng ngân hà này đã bị nhuộm đen như mực khủng bố vô cùng đây là lực lượng tử vong vô tận khiến người ta tuyệt vọng giao thạch nhân mạc phổ kêu to luồng lực lượng này có tính hủy diệt mênh mông khiến hắn sợ hãi có thể ô nhiễm thánh linh bất hủ của hắn lui không thể lui tránh cùng không thể tránh lực lượng tử vong vô tận đánh tới bên trong luân hải của diệp phàm âm ngư màu đen lập tức trong vắt đi không ít ít đi hơn phân nửa hắc khí vào thời khắc này thiên địa biến sắc nhật nguyệt vô quang một quyền lực tử vong của tinh hải mạnh mẽ quá mức đánh thẳng vào thạch nhân mạc phổ a à, tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên đại quân dị tộc bị tổn thất thảm trọng bị lực lượng của hải dương mênh mông màu đen này ăn mòn rất nhiều người trở thành cho bụi sương mù máu cũng không lưu lại nổi chẳng thể hiến tế thạch nhân mạc phổ kêu to sau đó liên tục rên rỉ lui lại phía sau vài dặm toàn thân đen kịt bị lực lượng tử vong ăn mòn hắn đã bị thương không nhẹ đây là việc không thể tưởng tượng nổi không chỉ nói là thánh nhân dù là cường giả vương của thánh nhân cũng khó làm hắn bị thương lúc này lại bị một tu sĩ nhân tộc đánh một quyền gần như xuyên thủng thánh linh là vô địch hôm nay hắn lại suýt ngã xuống điều này khiến Mọc phổ kinh sợ dao hắn giống lên như dã thú huyết khí tràn ra như biển đẩy hắc khí toàn thân ra nhưng lỗ máu trên ngực cũng rất khó khép lại hắn tức giận vô cùng lao tới đánh giết diệp phàm nhưng ngay giờ khắc này một lão già nhân tộc xuất hiện chỉ đánh một kích thôi đã đẩy lùi hắn tiếp dẫn sứ của thành thứ 10 của nhân tộc xuất hiện chặn thạch nhân vương vô địch này đại chiến với hắn chiếm được thế thượng phong ô cổ ngươi đần độn ở nơi này phóng và giết hung thủ giết cường giả tộc ta ngay mau giết hắn đi thánh linh mạc phổ giống giận truyền âm tới bên ngoài một tiếng kêu khác truyền ra thạch nhân trước kia lại xuất hiện đánh về hướng này nhưng rất nhiều cao thủ của nhân tộc cùng tới lao về phía trước có cả lão thánh nhân chống lại thánh linh kia giờ khắc này diệp phàm bắt đầu đại khai sát giới giống như thánh linh vô địch vừa rồi sông sáo trong đại quân dị tộc không ai có thể kháng cự không được lưu lại xương mù máu phải đánh thành cho bụi hết không cho bọn chúng hiến tế diệp phàm mạnh mẽ liên tục xuất quyền liên tiếp đánh nổ tung cả trăm vị cường giả dị tộc trên bầu trời xương cốt bắn ra bốn phía Máu chảy đầm đìa, cuối cùng thiêu đốt hừng hực. Hắn huyết chiến một đường, khiến những kẻ chống lại tan tác, tiến sâu vào trong Đại Nguyệt Pha, đi tới trung tâm của Mai Táng Thần Quỷ. Thể đánh của như trẻ tre, cùng không biết giết bao nhiêu cường giả rồi, có thể nói là thay chất thành núi, máu chảy thành sông, nhưng vào khoảnh khắc hắn nhìn thấy giếng cổ thì toàn thân lạnh ngắt. Băng sơn gần như đều tan chảy, rất nhiều thi thể hài cốt trôi bập bềnh trong Minh Hà đen sì, mà hồ sâu cũng bị trưng khô, lộ ra cái giếng cổ ở phía dưới một thánh linh đứng sừng sững ở nơi đó, không người nào có thể đến gần. Đúng là thạch nhân do bá long nữ vương Đà Lan đi tới chỗ sâu trong tinh không kia mời đến. Cảnh giới đạt tới vương của thánh nhân đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào lĩnh vực đại thánh. Hắn quét cặp mắt lạnh nhìn khắp tứ phương, nhưng cũng không động thủ. Có thể nói, đây là một trí cường giả, dưới đại thánh tuyệt đối không có đối thủ, mặc dù là đại thánh đến đây, đều có thể sẽ bị hắn đánh chết, bởi vì hắn là thánh linh. Có một cường giả như vậy tọa chấn, ai dám đến gần hắn nhấp nháy cặp mắt lạnh tanh nhìn quét bát phương để mặc cho đao quang kiếm ảnh máu tê bắn vào mình cho dù có người đánh tới phụ cận cũng không hề ra tay không có di chuyển một bước long mã cùng cửu vĩ ngạc long toàn thân phát lạnh vốn tưởng rằng có thể đánh giết vào phá hỏng mưu đồ của bọn chúng ngăn cản chúng mở ra phong ấn hiện tại vừa nhìn thấy trong lòng lập tức lạnh xuống đương nhiên đây cũng không phải là nguyên nhân chân chính làm cho diệp phàm lộ vẻ sợ hãi mà hắn nhìn thấy một sự thực còn đáng sợ hơn ở ngay nơi miệng giếng cổ sương mù lượn lờ bao phủ mà không ai có thể nhìn thấu các ngươi có nghe gì không có người đang tụng kinh diệp phàm trao mày nói long mã cùng cửu vĩ ngạc long nghe vậy ngạc nhiên rồi sau đó đồng thời lắc đầu từ vẻ không hiểu diệp phàm nói gì nơi này có một tồn tại không thể tưởng tượng tuyệt đối cường đại vô song diệp phàm nói nhỏ cảm giác như là có một ngọn núi lớn đè lên trái tim mình người tin chắc là thật vậy long mã cùng cửu vì ngạc long đều sởn lông gáy diệp phàm mở nguyên thiên nhãn tăng lên linh giác tới cực hạn hắn nghe được từng chàng tướng tụng kinh nhìn thấy một bóng người lờ mờ ngồi xếp bằng bên miệng giếng cổ bị sương mù lượn lờ bao phủ đang phá giải phong ấn mà thạch nhân vương của thánh nhân đỉnh phong kia vẫn không nhúc nhích đang làm hộ pháp cho hắn có một tồn tại khó tin đang phá giải phong ấn trên giếng cổ vực ngoại đang đại chiến thanh hoàng đạo nhân cùng thánh linh vô địch kia bận rằng co đâu có ai nghĩ đến trước giếng cạn nơi mai táng thần quỳ này còn có một sinh linh vô địch khủng bố tuyệt thế diệp phàm cảm thấy thần thức đều bị tổn thương trong màn sương mù kia dường như có một đoàn tiên hỏa nhảy lên có một hình người ngồi xếp bằng trên bồ đoàn tụng kinh giải phá phong ấn hỏa linh đây là một thánh linh hỏa tộc cường đại đến khó tin khi diệp phàm biết chân tướng liền sinh ra một cảm giác bất lực sinh linh thạch nhân xuất hiện hỏa thánh linh cùng tới đây điều này làm cho người ta tuyệt vọng hoàng huyết xích kim tiên lệ lục kim các thứ thông thiên có thể hóa thành thánh linh thần thai dựng dục trong đá có thể hóa thành thánh linh trong tiên kiếp hỏa sinh ra linh trí cũng có thể hóa thành thánh linh đây là thánh linh sinh ra trong trí thần trí thánh thành tựu thân thể vô địch một khi đại viên mãn có thể tranh hùng cùng đại đế cổ năm đó ở bất tử sơn diệp phàm từng gặp được tiên kim thành hình có phi yến kim nhu kéo xe hoài nghi nó đã trở thành thánh linh mà đông hoang có một địa phương tên là hỏa ma lĩnh ở nơi đó diệp phàm đã từng dựa vào lôi kiếp đánh chết chư hùng tương truyền hỏa ma lĩnh cũng từng sinh ra một vị thánh linh hỏa tộc nhưng hai mươi mấy vạn nam trước bị độc nhân đại đế đánh diệt hắn vạn lần không ngờ hôm nay tự mình gặp phải một vị thánh linh hỏa tộc vô cùng cường đại điều này làm cho da đầu hắn run lên ở chỗ sâu trong vũ trụ này có mấy thánh linh tụ hợp lại cùng nhau ý đồ quá lớn có lẽ tai họa còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của chúng ta khi đến gần nơi này bọn họ đã dùng khi thiên trận văn che mắt thiên cơ bằng không thạch nhân vương của thánh nhân đỉnh phong kia có thể đã đánh giết tới báo thù cho tộc nhân hắn mặc dù vậy diệp phàm cũng cảm thấy như là có một ánh mắt nóng rực mà khủng bố quét qua là ánh mắt của hòa thánh linh đang tụng kinh phá giải phong ấn ở giếng cổ miệng giếng cổ này tất nhiên sắp bị mở ra nếu nhân tộc chỉ có một vị hộ đạo giả tới đây căn bản là không có cách nào ngăn cản tất cả nhân loại trên tinh vực này đều phải bị đánh chết thánh linh hòa tộc này quá cường đại không ai có năng lực ngăn cản hắn tinh vực này nếu vỡ tan thì đoạn cổ lộ này có lẽ đã chú định bị sụp đổ rồi long mã cửu vĩ ngạc long mặc dù không cam lòng cùng đều không dám thở mạnh ở trước mặt loại tổ tông thánh linh này cho dù chúng thành thánh cùng sẽ bị một lóng tay gì chết diệp phàm không một tiếng động lui ra xa nói đi vực ngoại hiện tại người duy nhất có thể chi phối chiến cuộc chỉ có lão đạo thanh hoàng lão ké một bước là có thể bước vào cảnh giới chuẩn đế được xưng là hộ đạo giả nhân tộc ở tinh vực này những người khác hoàn toàn không giải quyết được vấn đề, tiếp dẫn sứ của thành thứ 10 nhân tộc cũng không được. Sát A à. Trong đại nguyệt pha, tiếng hô sát không dứt đại chiến vẫn đang tiếp tục, máu đổ thành dòng, thi thể hải cốt thành đống, chư hùng đều đánh giết đỏ cả mắt. Phốc, phốc. Diệp phàm một quyền một tên, liên tiếp đánh nổ tung mấy tên dị tộc, máu tươi chảy đầm đìa, nhiễm đỏ nắm tay màu vàng của hắn, rồi sau đó lại bị luyện hóa thành cho tàn. Keng, keng, keng. Phát ra, các loại âm thanh kim khí sau lưng diệp phàm hiện ra hoàng kim thần tàng đạo trung thần kiếm thiên tháp phúc thiên tán từng cái từng cái kim quang rực rỡ cả ngàn kiện binh khí hoàng kim cùng nhau bay vụt ra đây là một loại công kích tranh lệch lập tức vang lên từng tràng tiếng kêu gào thảm thiết nơi hắn đi qua trên mặt đất thay chất đầy đất không có người nào có thể ngăn cản diệp phàm ở trên chiến trường đại khai sát giới chung quanh lập tức xuất hiện một khoảnh đất trống người chống lại hắn đều tan tác bất kể là đại quân vực ngoại hay là nhân tộc hoặc là cổ thú tất cả đều vô cùng sợ hãi cùng nhau nhìn về hướng bên này một trận chiến này hắn với máu tắm thân thể đánh ra uy danh hiển hách xa xa ngay cả tiếp dẫn sứ đều kinh hãi thầm nghĩ không hổ là thể chất mà mấy lão già trên cổ lộ đều chờ mong xuất hiện mà thánh linh mạc phổ đang đối chiến cùng tiếp dẫn sứ thì ánh mắt lạnh giá như hầm băng hắn giống to một tiếng điều khiến cao thủ đánh về phía trước lại là ngươi chạy đi đâu bên ngoài đại nguyệt pha thánh linh ô cổ tới nơi dốc toàn lực đuổi giết diệp phàm vẫn không hề e sợ đánh thẳng lên hướng vòm trời từng cỗ từng cỗ thi thể rơi xuống phía dưới giống như ngày tận thế chúng ta đi vực ngoại làm gì cửu vĩ ngạc long hỏi đi đưa một cái đỉnh diệp phàm không còn lựa chọn lúc này chỉ có thể mượn dùng cái đỉnh đồng xanh ngăn cơn sóng dữ bằng không cả tinh vực này đều sắp bị đánh thành mảnh nhỏ lòng mã nhảy dựng trong lòng nói làm như vậy trên tinh không cổ lộ này ngươi sẽ có nguy cơ thật lớn có thể phải trở thành mục tiêu truy sát của tất cả sinh linh bao gồm cả nhân tộc đấy không đến nỗi như vậy ta tin tưởng thanh hoàng đạo nhân thời điểm then chốt này nếu không giao ra ta thật hổ thẹn trong lòng diệp phàm nói kẻ muốn thành đại sự đầu chấp nhất hồng thủy ngập trời phía sau cho dù ước vạn thấy chất đầy đất thì có sao chứ chỉ cần ta lên trời còn lại đều là bụi bặm cửu vĩ ngạc long không cho là đúng nói mọi người đồng loạt ra tay đánh cho tên này ngã xuống cho ta trên mặt đất thánh linh mạc phổ lạnh căm căm ra lệnh hắn nhìn ra diệp phàm huyết mạch dị thường một khi trưởng thành lên ngày sau ắt sẽ là nhân vật cái thế trong nhân tộc trên mặt đất các lộ đại quân bay lên khí thế cuồn cuộn mãnh liệt như là đàn châu chấu rậm rạp bay lên trời cao truy sát đánh về hướng diệp phàm trong nhóm người với thạch nhân ô cổ cầm đầu thần uy ngập trời ngay cả vòng trời đều xé nát cảnh tượng này khiến cho ra đầu long mã và cửu vĩ ngạc long run lên thánh giả tay giơ lên bảo tháp người khổng lồ dương cung cài tên đại quân vô tận đánh giết lên đại nguyệt pha lập tức xuất hiện một khoảnh đất trống thiên quân vạn mã đều xuất hiện chung sức truy sát diệp phàm bọn họ ô cổ trở thành người tích cực dẫn đầu nhân tộc xong rồi sắp xóa tên khỏi tinh không này rồi hộ đạo giả bọn họ sao có thể tranh phong cùng thánh linh rất nhanh sẽ ngã xuống trong chiến trường loại thanh âm này vang lên không ít ngay cả nhân tộc đều thầm đau buồn tuy rằng nhân tộc đạt tới cảnh giới đại thánh tất nhiên hiển hách muôn đời nhưng thánh linh là một loại danh hiệu vô địch khiến người ta càng sợ hãi hơn diệp phàm từ cổ tinh này đánh giết tới vực ngoại cuối cùng cũng không biết hắn giết chết bao nhiêu cường giả chiến y sứt mẻ nhuộm đầy vết máu mới đầu cử vì ngạc long còn rất hưng phấn hắn cằn nuốt vào vô số máu thịt máu thịt của tu sĩ càng cường đại đối với nó mà nói càng là đại bổ thế nhưng sau lại nó vừa nhìn thấy thi thể đã muốn nói ra nó nghẹn họng không còn can đảm cắn nuốt nữa. Long mã cũng thế, mặc dù là nhìn thấy sinh linh còn sống đều muốn ói ra. Trong một trận chiến vừa rồi, chúng nó hóa thành hai đầu hung thú, toàn bộ tu sĩ bị giết chết tại đương trường đều là thức ăn của chúng. Đến lúc này đã nghẹn họng. Con bà nó, tên đầu đá ngươi cút đi cho ta, thấy người ta đã muốn ói rồi, còn đuổi theo chúng ta làm chi. Hai đầu hung thú chửi ầm lên, ói ra tới mặt đắng rồi. Một trận chiến này, bởi vì công pháp, chúng nó không muốn cắn nuốt cùng phải nuốt lúc này đã tới cực hạn thạch nhân ô cổ thật sự rất cường đại xuất lình đại quân vây công diệp phàm bọn họ từ trên mặt đất đánh tới bầu trời theo đuổi không bỏ đây là một cường giả vô địch cảnh giới thánh nhân là một vị vương vô địch có thể chống lại diệp phàm khó có thể chiến một trận mà giải quyết được ô cổ kỳ thật rất phẫn nộ hắn đã sắp đạt tới cảnh giới vương của thánh nhân mà lại bị một tên cảnh giới thấp hơn hắn rằng co không thể giải quyết đối với thánh linh nhất mạch vô địch mà nói là một loại xỉ nhục bởi vì từ xưa tới nay đều là bọn hán vượt cấp giết địch cung cấp tất nhiên vô địch ngày nay lại phản ngược ta nếu không bị tấn công ở giếng cổ nơi đó không bị kinh văn của lão đạo nhân tụng kinh kia đánh bị thương căn nguyên thì sớm đã giết chết toàn bộ bọn ngươi rồi ô cổ lạnh giọng nói ở vực ngoại theo đuổi không bỏ thanh hoàng đạo nhân cùng thánh linh kia đánh tới nơi nào rồi lòng mã thấy tìm kiếm khắp trong tinh vực mờ mịt nhưng chung quanh sinh mệnh cổ tinh đều là cảnh tĩnh mịch không thấy bóng người nào nó kêu lên hai đại chí cường giả không biết đánh tới phương nào mọi người đều lo lắng dù sao thánh linh cường đại này là chiến tích huy hoàng trong truyền thuyết đi tới trước đột phá diệp phàm nói cảnh giới của hắn sắp sửa đột phá vừa rồi phóng xuất ra rất nhiều lực lượng tử vong lúc này thái cực tiên đồ trong luân hải đã mất đi cân bằng không thể duy trì tiếp được thực xui xẻo đuổi tới rồi long mã nguyền rủa Vừa rồi nuốt nạp máu thịt quá nhiều, hai đầu hung thú ói đến mật đắng đều thành nước loãng. Tuy nhiên, hiển nhiên bọn chúng thu được lợi ích thật lớn, trong máu thịt của thánh gia ẩn chứa đạo hạnh cùng trật tự pháp tắc các thứ, tuyệt diệu không thể tả, có thể trợ giúp chúng nó đột phá cửa ải. Ầm. Diệp Phàm không chờ chúng làm nhàm, sinh lực vô tận trong cơ thể trào ra hoàn toàn bao bọc chúng lại, cuối cùng hóa thành hai cái kiện lớn bao kín hai con hung thú. Đi. Diệp Phàm tế ra trận thai, mở ra một vực môn cùng long mã cửu vĩ ngạc long truyền tới chỗ sâu trong tinh không đúng lúc này trong cơ thể hắn trống rỗng sinh lực bị hút ra nhưng chẳng vực do luân hải sáng lập vẫn không giảm bớt trong cơ thể hắn từng đạo từng đạo cánh cửa mở ra từ hành phóng tinh khí ra ngoài bổ sung căn nguyên của thánh giết hắn thạch nhân ô cổ đuổi kịp kêu to xuất lĩnh mọi người tấn công diệp phàm đánh ra một tầng lực tử vong cuối cùng lập tức rất nhiều người kêu gào thảm thiết chết oan chết uổng ầm ầm đúng lúc đó thiên kiếp buông xuống cả địa phương này biến thành lôi hải hóa thành một hồi đại kiếp nạn chấn thế vô số tia chớp đánh xuống a à, liên tiếp vang lên tiếng kêu gào thê thảm trong tinh không vũ trụ sấm rền chớp giật địa phương này trở thành một vùng kiếp lôi rất nhiều dị tộc trái đen biến thành than người nạp mệnh đi không thể không nói thành nhân ô cổ quá cường đại hắn có thể đi xuyên qua trong lôi kiếp có thể tưởng tượng chỗ khủng bố của nhất tộc này hắn vẫn nộ đến thân thể run run muốn liều mạng huyết chiến với diệp phàm hòng giải quyết phát tiết cơn tức đáng tiếc cuối cùng vẫn bị lôi kiếp ngăn chặn ngay chỗ trung tâm biển hỗn độn làm cho hắn khó có thể vượt qua dù hắn thân là thánh linh cũng không được đây là một hồi tai nạn khó có thể tưởng tượng đại quân đuổi giết tới đây rồi hỏng mất hơn chín phần nhân mã hóa thành cho tàn trong thiên kiếp gần như chết sạch sẽ ngay lúc thiên kiếp chấm dứt trong sương mù hỗn độn kia bắn ra hai luồng điện lạnh băng còn sắc bén kinh người hơn so với thiên kiếm tuyệt thế nhìn thẳng vào ô cổ tên duy nhất sống sót trong vũ trụ hỗn độn khí mù mịt một thân ảnh cao lớn cường kiện đứng trong sương mù nhìn không thấy chân dung chỉ có một đôi mắt sắc bén tuyệt thế khiếp người sau khi thiên kiếp kết thúc khắp thiên địa đều yên tĩnh lại trong tinh vực không một tiếng động ầm ầm một bá quyền tuyệt thế đánh ra thạch nhân giành chức chiếm tiên cơ ta muốn giết ngươi thánh linh ô cổ gào thét từ thân thể đá lao ra từng luồng từng luồng đạo quang Thánh huyết trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra đôi mắt hắn sáng rực như hai vì tinh tu tại trong tràng thiên kiếp này chỉ có một mình hắn còn sống đây là một trường hạo kiếp trước nay chưa từng có tổn thất thật lớn những bộ chúng trung thực này đều là do hắn thu phục hắn nén giận sung phong liều chết thể quyết phải một quyền đánh cho diệp phàm thành máu bùn đây là lửa giận của thánh linh huyết khí sông thẳng lên trời cao làm cho vũ trụ đều thất sắc tinh quang ảm đạm ầm diệp phàm tung ra một quyền độc nhất vô nhị tấn công tinh vực vô ngần như là một mảnh tinh hào buông xuống đinh tai nhức óc mở mịt khôn cùng hắn sừng sững trong sương mù hỗn độn dùng cứng trọi cứng cứng rắn va chạm với một thánh linh được trời xanh che chờ ở phụ cận một mảnh lại một mảnh vẫn thạch nổ tung hóa thành từng đóa từng đóa pháo hoa sáng lạn bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube di cắp phim truy cập kênh youtube di cắp phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé đây là quyền lực vô lượng dưới một kích thiên địa xé ra vũ trụ run rẩy thần uy không thể đỡ rõ ràng là một nhân loại thân thể máu thịt cũng không phải là thiên thể khổng lồ nhưng giờ phút này mỗi cái giơ tay nhấc chân của diệp phàm đều làm cho cả tinh không này rung chuyển như là có một thiên thần đang phẫn nộ có thể nút nạp nhật nguyệt giác nắm tay màu vàng của diệp phàm đánh vào tay quyền đá của thánh linh phát ra tiếng vỡ vụn rõ ràng rồi sau đó là thần huyết đáng sợ vẩy bán ra thạch nhân ô cổ thối lui lộ vẻ mặt khiếp sợ cổ tay phải hắn bị gãy đoạn toàn bộ nắm tay vỡ nát máu tươi tuôn chảy đầm đìa đây còn là vì hắn quyết đoán cắt bỏ cổ tay bằng không ngay cả cánh tay cũng không giữ được sẽ bị một kích đó chấn gãy thánh linh huyết rơi vãi khiến hắn cực độ không cam lòng cùng mất mát không thánh linh nhất tộc ta là vô địch từ xưa tới nay đều là đi ngược chiều phạt tiên sẽ không bị kẻ cảnh giới thấp đạt thương là lão đạo nhân bên giếng cạn kia là hắn tụng kinh làm căn nguyên của ta bị thương bằng không ngươi tất phải bị ta chém chết dưới vương của thánh nhân không có nhân tộc nào là đối thủ của ta trong mắt hắn âm lạnh phẫn nộ gào giống diệp phàm đứng sừng sững trong sương mù hỗn độn ánh mắt bắn ra như ngọn lửa giống như một chiến thần nói thánh linh thì thế nào chứ ta không đồng ý các ngươi vô địch trong cùng cấp hắn độ kiếp thành công liên tiếp vượt qua hai tầng thiên tiến vào tới cảnh giới thánh nhân tầng thứ năm cùng chính là luân hải bí cảnh tầng thiên thứ năm thực lực tăng lên một mảng lớn trong cơ thể hắn Luân Hải hoàn toàn hóa thành thái cực tiên đồ. Thời gian mới cách một năm mà thôi, hắn lại đột phá quan ải, hơn nữa là liên tiếp độ hai kiếp. Loại tốc độ này, nếu như chuyển ra nhất định sẽ khiến người ta kinh sợ. Hắn ở cảnh giới thánh nhân kiên định cất bước, xông lên con đường vô địch. Người đừng vội miệt thị tộc của ta, từ xưa đến nay, thánh linh đều là vô địch cùng cấp, với chiến tích chân thật định ra huy hoàng vô thượng. Thạch nhân ô cổ quát. Diệp phàm bình tĩnh lên tiếng. Ta chỉ biết là, chính vì thánh linh cường đại mới phụ trợ làm nổi bật cho đại đế cổ càng thêm rực rỡ trói mắt chiếu sáng muôn đời hôm nay ta cùng phải ấn chứng một phen ta chém đầu ngươi để biểu hiện cho nhân tộc câu nói này như một cây cương chùy đập vào tim ô cổ từ xưa đến nay trong các trận giao phong cùng mấy vị đại đế nhân tộc thánh linh nhất mạch thường nhận lấy thất bại chua sót khó tả khôn xiết nó gầm lên hết thầy đều chỉ vì các vị tiền bối đó không có đạt tới đại viên mãn đều xuất thế trước thời hạn bằng không dù là đại đế cổ cũng phải chết cũng bị giết sạch sẽ. Phải không? Vậy ngươi đánh bại ta là được, để nhìn xem ai yếu ai mạnh. Ta, cho ngươi một canh giờ chữa trị thương thể, xóa đi ảnh hưởng của lão đạo nhân kia đối với ngươi. Diệp Phàm bình tĩnh nói, nhưng nghe vào trong tay ô cổ lại giống như tiếng sấm động, làm cho thân thể hắn run rẩy, rồi sau đó giống lên phẫn nộ. Hắn biết rõ, tên nhân tộc này không phải kiêu ngạo, không phải bất bình thường, mà là rất chấn định, là nói ra trong tâm tính bình thản, điều này hàm xúc ý tứ gì chứ? là muốn dùng hắn để xác lập ý chí vô địch. Tên nhân loại này tâm tồn trí đại đế, đây là muốn hắn trở thành một tảng đá mài dao, chém thần giết ma để mà chứng minh đạo tâm, làm cho tín niệm vô địch càng mạnh hơn. Ngươi, xem ta trở thành cái gì? Ô cổ gào một tiếng, tinh không nứt ra, toàn thân máu huyết sôi trào, xem hắn là đá lót chân, điều này với hắn mà nói là một loại nhục nhã. Thánh linh nhất mạch vô địch thiên hạ, tự cho mình cực cao, ai dám khinh thị bọn họ, thế mà trong mắt người này, lại là không chịu nổi như thế ta không có khinh thị người bàng không cần gì phải chém đầu của người để thí luyện chứ diệp phàm bình thản nói a à, ô cổ gần như điên cuồng phóng tới công kích diệp phàm diệp phàm không để ý đến ngồi xếp bàng trong sương mù hỗn độn không ngừng lui lại thủy chung giữ một khoảng cách nhất định với hắn yên lặng thể ngộ pháp cùng đạo của bản thân ta liều mạng với ngươi ô cổ gào lên chịu không nổi loại khinh thị này dồn hết thực lực bất kể cái giá phải trả công kích về phía diệp phàm mỗi một vị thánh linh đều có một viên tâm vô địch của trời sinh đất dưỡng sao cho bọn họ thần uy không gì sánh nổi mỗi người đều là cao thủ tuyệt đỉnh không chấp nhận bị xem thường người đã muốn chết ta thanh toàn cho ngươi diệp phàm thoát mở mắt ra đánh tan sương mù hỗn độn lộ ra chân thân tóc đen tung bay cơ thể lấp lánh hào quang từng bước vọt tới ầm đây là một loại thế công tràn ngập tính xâm lược diệp phàm gần như không có phòng ngự Hai tay nối tiếp, quyền lực xé trời, vừa vọt tới đã đánh bay ô cổ ra ngoài. Ô cổ thực kiêu ngạo, từ trong té ngã cố gượng thân mình, muốn đứng lên dùng thân thể cường đại đối kháng với Diệp Phàm, nhưng mà sự thật thực tàn khốc. Phốc. Sau mấy chục quyền, cả cánh tay phải hắn bị Diệp Phàm đánh nát, máu tươi cùng thần huy tuôn rơi, hắn bị tổn thương thần khí, ảm đạm xuống. Vì sao? Thánh linh kiêu ngạo, được tôn vinh vô địch, giờ khắc này bị phá thành mảnh nhỏ mặc dù thân thể hắn không việc gì nhưng cung cấp tranh phong coi như hắn bị thua rồi luân hải của diệp phàm phát ra tiên quang bốn phía từng đợt từng đợt gợn sóng hiện lên rồi sau đó vọt ra thái cực đồ khoách tán bao phủ toàn thân hắn mà thân thể hắn thì biến thành đường cong hình rồng kia hắn đang diễn biến luân hải kinh kiếm nghiệm đạo dùng sinh linh thạch nhân trở thành đao phong tiến hành ấn chứng đây là một hồi đại chiến thực kịch liệt nhưng lại không có kéo dài lâu cuối cùng trong tiếng giống giận dữ không cam lòng của thạch nhân diệp phàm tung một quyền đánh xuyên qua thân thể hắn với đường cong hình rồng cắt lấy đầu của hắn từng khối đá bay tản ra bốn phía đây là báu vật luyện khí chúng đã trải qua thiên địa dựng dục tới mấy trăm vạn năm mới có thể thành hình là chất liệu còn kiên cố hơn so với thánh khí mà những máu loãng trong suốt phát sáng kia cũng đều là bảo bối là thiên sinh địa dưỡng có bảo tồn đạo tác nguyên thủy diệp phàm thu lấy toàn bộ chuẩn bị đưa cho long mã để giúp nó ngộ đạo tinh không rơi vào yên tĩnh một hồi đại chiến kết thúc tất cả truy quân đều trở thành cho tàn ngay cả u cổ cũng bị giết chết diệp phàm tế ra trận thai mở ra vực môn cất bước đi vào một tinh không khác vừa lúc nhìn thấy một màn long mã cùng cửu vĩ ngạc long kết kiện tham ngộ đạo không thể không nói một trận chiến này chúng nó thu hoạch quá lớn tắm rửa thánh huyết ăn thực phẩm máu thịt đều cao khiến người ta líu lưỡi mà số lượng khổng lồ này ngày thường dù có muốn cùng không dám nghĩ tới bọn chúng từ trong động yêu hoàng chiếm được một loại cổ pháp có thể không ngừng tinh lọc máu ân cần bồi dưỡng ra long huyết nhiều huyết thực như vậy lặp lại tinh luyện trích xuất tẩm bổ cho bản thân chúng cùng có trật tự pháp tác các thứ ẩn chứa trong máu chúng thu hoạch chỗ tốt vô số kể pháp quyết cổ xưa của yêu hoàng lưu lại tuy rằng chỉ là một loại pháp môn mà không phải một bộ cổ kinh nhưng cực độ nghịch thiên đây là một loại đạo tiến hóa có thể giúp cho cường giả yêu tộc trưởng thành vô hạn diệp phàm đưa tới thánh linh huyết đối với bọn chúng mà nói là một loại đại bổ khó có thể tưởng tượng giúp cho tinh luyện máu càng thêm mạnh tuy rằng hai con hung thú đều ói ra mật đắng thành nước loãng nhưng lúc này vừa nhìn thấy ngoài kiện đưa vào vẫn như cũ điên cuồng nuốt nạp thánh linh huyết không hề lãng phí một giọt đây là một loại nguyên tuyền giúp bọn hắn lột xác cường giả chết trận nhiều như vậy phần lớn đều bị các người cắn nuốt có không ít thánh giai mà lúc này lại uống vào thánh linh huyết các ngươi nếu không tu đạo thành công thì thật sự có lỗi với những thứ này diệp phàm đưa chúng đến một tinh không vắng lặng rời xa chiến trường để chúng bình an độ kiếp hơn nữa lúc này cần phải tránh quấy dày để hai con hung thú phải rèn luyện long huyết tiến hành quá trình tự ngộ đạo sau đó diệp phàm rời nơi này tìm kiếm khắp chung quanh nhưng hoàn toàn không tìm thấy thanh hoàng đạo nhân cùng thánh linh vô địch đỉnh phong kia không biết đã đánh tới phương nào rồi diệp phàm trở lại thành thứ mười nhân tộc nhìn cổ tinh xa xa phía dưới lúc này chiến đấu càng thêm kịch liệt nhân tộc đến đây không ít cường giả đều là từ chỗ sâu trong tinh không đến tiếp viện. Đại quân dị tộc rất mạnh, bất kể cái giá phải trả liều mạng lấp đầy nơi mai táng thần quỷ trong đại nguyệt pha, không chỉ nói nhân tộc ngã xuống, chính là máu huyết của nhóm người này cũng đủ lấp đầy. Đại nguyệt pha đang rung chuyển, cả cổ tinh đều lay động nhẹ nhẹ, vô số cổ thú trên mặt đất đều sờn tóc gáy, các cường giả đang giao chiến cùng đều lông tóc dựng đứng. Bên giếng cổ tiên hòa bừng bừng, một thân ảnh đáng sợ vẫn ngồi ở chỗ đó, tiếp dẫn tới từng lũ lại từng lũ thánh huyết, toàn bộ rót xuống giếng cổ, hỏng phá giải làm tan rã phong ấn. Ở giờ khắc này, thần ma tê giống, cùng phong gào thét, các bay đá chạy, ngay cả vực ngoại đều ảnh hưởng lan đến. Đây là một loại dị tượng thiên địa, sắp có phát sinh đại sự kiện đáng sợ long trời lờ đất, sơn xuyên vạn vật đâu đâu cũng đều rung truyền, toàn bộ cổ tinh dường như sắp vỡ nát. Ngăn cản bọn chúng, đừng cho hắn mở ra giếng cổ, bằng không cả tinh vực này đều không giữ được. Tiếp dẫn sứ của thành thứ 10 nhân tộc kêu to rất nhiều cường giả tấn công vào trong đó có cả nhân vật vương của thánh nhân đỉnh phong đánh tới chỗ mà địa sâu nhất trong đại nguyệt pha nhưng mà không ai có thể tới gần thạch nhân đứng sừng sững bên giếng cổ thủy trung không nhúc nhích kia rốt cục ra tay thần uy cái thế luân đạc bá long nữ vương đà lan mang theo một đám cổ thú đang tấn công không kìm nổi giống giận luân đạc là bạn hữu của trượng phu nàng khi còn sống không nghĩ tới lại là người sai sử trộm lấy con nối dòng của họ cuối cùng còn giả làm người tốt khi được nàng mời đến còn làm ra vẻ chính khí nghiêm nghị, một bộ dáng sẽ vì nàng xuất đầu, ai ngờ lại chính đầu sò đứng phía sau. Phốc, phốc. Luân Đạc vô tình ra tay, bất kể là cổ thú hay là cường giả nhân tộc, đều khó có thể đến gần giếng cổ nửa bước. Tất cả đều bị hắn đánh chết trên mặt đất máu tươi chảy ồ. Đà Lan cùng tiếp dẫn sứ đều không địch lại Luân Đạc, bị thương nặng, mà Thạch Nhân mặc phổ đứng xa xa cũng cười lạnh liên tục, xuất lĩnh dòng chính vào tới bảo vệ miệng giếng cổ này. ầm. Um âm um. một tiếng lại một tiếng nổ phát ra dưới giếng cổ dường như có thứ gì đó sắp xuất hiện không ngừng tấn công vách giếng làm cho đại nguyệt pha chấn động núi sông dung chuyển mãnh liệt không chỉ có thạch nhân luân đạc mặc phổ biến sắc mà ngay cả hòa thánh linh vô địch đang ngồi xếp bằng trước miệng giếng thân thể cùng run lên ở trong màn hòa vụ sắc mặt hàn biến đổi không ngừng trải qua dài dòng năm tháng như vậy trong giếng cổ còn có sinh vật còn sống sao diệp phàm cũng lộ ra thần sắc khó tin thực hiển nhiên tới hiện tại ý chí của thánh linh nhất mạch không thể thay đổi mà cho dù lúc này bọn họ thu tay lại thì miệng giếng cổ này cùng nhất định bị phá vỡ bởi vì thứ sống lại bên trong đang xông ra ngoài mà tốc độ còn nhanh hơn còn kịch liệt so với bọn hán phá giải phong ấn ầm ầm tiếng vàng càng ngày càng mạnh mẽ đều đều như là nhịp đập một trái tim cường đại lại giống như tiếng chống thần của thiên đình cổ phủ đầy bụi muôn đời vang lên tu sĩ thực lực hơi yếu đều sắc mặt tái nhợt dưới loại tiết tấu này trái tim như sắp nổ tung Từng người từng người tay ôm ngực Không ngừng thối lui Thạch nhân luân đạc, mọc phổ lần lượt biến sắc Trong lòng đều phát lạnh Đây là một cái giếng cạn trước thái cổ Qua muôn đời còn có thể có vật sống sao Điều này quả thực khó tin Thật khiến người ta sờn tóc gái Sinh vật này cổ xưa đến mức nào Xa xưa như vậy mà nó có thể còn sống Hoàn toàn phá vỡ lẽ thường Giống như chuyện thần thoại bất tử Đúng rồi, giếng cổ này vốn chính là thời đại thần thoại có thể có loại thần tích bất hủ này cũng không chừng có người run giọng nói nói hưu nói vượn không ai có thể sống qua năm tháng dài dòng như vậy một đời của đại đế cổ cũng chỉ là một hai vạn năm thọ nguyên mà thôi có người phản bác tiết tấu tiến công của nhân tộc trở nên chậm lại nơi đây quá mức quỷ dị làm cho mọi người cảm thấy tràn ngập bất tường mà thánh linh nhất tộc cùng tiến thối lưỡng nan hiện tại thủ hộ cũng không phải mà không thủ hộ cũng không phải sự việc phát sinh quá mức siêu việt lạ thường bảo vệ đi bên giếng cạn sương mù lượn lờ đó là từ hòa diễm ngưng tụ mà thành trong màn hòa vụ có một thánh linh khủng bố ngồi xếp bằng hạ mệnh lệnh ác nghiệt như vậy luân đạt nghe vậy ánh mắt lại hừng hực vô tình ra tay đánh giết làm cho nhân tộc cùng với cổ thú khắp nơi máu thịt bay tung tóe không thể không rút lui không người nào có thể kháng cự lại hắn thạch nhân vương của thánh nhân đỉnh phong ở chỗ này đích xác là vô địch ngoại trừ đại thánh đích thân tới không có người nào có thể hàng phục hơn nữa nếu là đại thánh bậc thấp thực rất có thể sẽ bị hắn phản ngược đánh chết nghĩ tới thánh linh nhất tộc ta mấy trăm vạn năm mới thành tựu đạo thân một khi xuất thế thì không chịu thiên địa sinh dưỡng sẽ giống như nhân tộc sinh mệnh ngắn ngủi dần dần già đi tồn tại này đến tột cùng là thứ gì có thể vượt qua năm tháng dài dòng như vậy mà bất tử thánh linh mặc phổ nói nhỏ trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng nếu không có lão thánh linh hỏa tộc ngồi xếp bằng trên mặt đất ra lệnh như thế hắn thực tình không muốn thủ hộ miệng giếng cổ này có trời mới biết sẽ phát sinh điều gì. Các người hãy yên tâm, miệng giếng này có quan hệ rất lớn cùng thánh linh nhất tộc ta, nếu như có thánh vật, cùng là cổ tổ thiết đặt chuẩn bị cho đời sau. Trong ngọn lửa cháy bừng bừng, lão thánh linh lạnh lùng lên tiếng. Sát, kẻ dám tới gần giết không tha, dùng máu tươi của nhân tộc cùng những cổ thú này rót vào giếng cạn, nghênh đón tổ khí của tộc ta xuất thế. Luân đạc, bạc phổ ra lệnh, chỉ huy rất nhiều cường giả quét ngang tu sĩ ở phụ cận, cướp lấy máu tươi hiến tế giếng cổ nơi này lập tức trở thành một chàng tu la tiếp dẫn sứ của thành thứ 10 nhân tộc xuất lĩnh rất nhiều cường giả công tới phía trước bá long nữ vương đà lan cũng chỉ huy rất nhiều cổ thú khởi xướng công kích mãnh liệt bọn họ biết rằng không thể để tổ khí của thánh linh nhất tộc xuất thế bằng không cả tinh vực này sẽ nổ tung di ngôn của tổ tiên làm cho bọn họ tin tưởng không nghi ngờ phải ngăn cản hết thảy chuyện này song phương đại chiến giao phong kịch liệt đầu rơi máu đổ không ngừng hội tụ chảy xuống giếng cổ tiếp dẫn sứ cùng đà lan bi ai thối cũng không xong tiến cùng không được đại nguyệt pha tiếng hô sát sung trời trong nơi mai táng thần quỷ mưa máu gió tanh diệt phà một lần nữa xông vào đại nguyệt pha nhưng cũng không có thể thay đổi được gì cường giả quá nhiều không có đại thánh tọa chấn, ai có thể đối phó với trí cường giả hòa thánh linh ngồi xếp bằng bên giếng cổ từ bầu trời đến trong lòng đất từng cỗ từng cỗ thi thể rơi xuống mưa máu vãi ra đây là cảnh tượng của ngày tận thế như là đi tới đại hủy diệt a à, sát truyền đến đủ các loại kêu la thảm thiết tiếng gào giống giận dữ chấn động thiên địa trên chiến trường máu tuôn ồ ồ thi thể hài cốt thành đống loại cảnh tượng này phi thường đáng sợ như là thần ma đại chiến thi thể rơi rơi xuống đập cho đại nguyệt pha đều rung chuyển diệp phàm tắm trong máu bước trên đống người chết ngổn ngang tiến tới không ngừng đại chiến tuy rằng không giết được lão thánh linh kia nhưng cũng già hết sức ngăn cản phá hỏng ý đồ không cho giếng cổ mở ra giờ khắc này Mái tóc trên đầu hắn đều bê bết máu loãng, túm túm dính cùng một chỗ, chiến y cũng rách tả tơi nhuộm đầy vết máu. Ầm. Đột nhiên, thiên địa chấn động, vòm trời nứt vỡ, xuất hiện một uy áp khiến người ta hít thở không thông, đại thành chiến tới nơi đây rồi. Thanh hoàng đạo nhân tóc rối tung, khoái miệng đầy vết máu, từ trong hư không hạ xuống. Nhân tộc các ngươi không được rồi, không ngăn được bước chân của thánh linh. Một thanh âm uy nghiêm truyền xuống, một thạch nhân cao lớn đứng sừng sững trên vòm trời như là một thiên thần nhìn xuống phía dưới tiếng máu chảy trong cơ thể hắn vang động như là tiếng sấm cực kỳ khủng bố chấn cho rất nhiều người ủ tai đứng không vững đây là một thánh linh vô địch tối thiếu ở trong tinh vực này không tìm thấy đối thủ giờ phút này ngay cả thanh hoàng đạo nhân đều bị đánh bại sắc mặt tái nhợt lảo đảo lui về phía sau cũng không biết bao nhiêu dặm mới dừng lại trên không trung người hộ đạo của nhân tộc bị đánh bại rồi thanh hoàng đạo nhân cùng không ngăn được thánh linh làm sao bây giờ tất cả tu sĩ nhân tộc đều tuyệt vọng thanh hoàng đạo nhân cường đại biết bao vang dội cổ kim là nhân vật tối cao trên tinh không cổ lộ ở khu vực này thế mà cùng không địch lại thánh linh nhân tộc các ngươi số lượng đông đúc nhưng đều là cừu non sao có thể so sánh với tộc ta một người đủ để giết chết ức vạn các ngươi mạc phổ đứng trên mặt đất hét lớn những lời này như là một mũi đao nhọn đâm vào trái tim mọi người thanh hoàng đạo nhân bị đánh bại ai còn có năng lực vừa sóng to đi đánh nhân tộc ai dám ngăn cản toàn bộ giết sạch. Thánh linh trên trời cao tên là Ngao Mãng, lạnh lùng nói. Thanh hoàng đạo nhân chùi vết máu nơi khóe miệng, rồi không có lui bước, từng bước một bước lên trời, trong tay cầm một cây chiến mâu, một lần nữa đi tới hướng thánh linh Ngao Mãng. Nhân tộc các ngươi không được rồi, bị đánh bại chính là thất bại, không có người nào có thể tranh phong cùng thánh linh tộc ta, cùng cảnh giới các ngươi đều là sơn dương đợi làm thịt. Trên mặt đất mặc phổ cười lạnh, nói. Các ngươi mặc dù đông đúc tới ước vạn thì thế nào chứ? lại tìm không được một tên cường giả nào có thể chiến một trận cùng ngao mãng tổ ta tất cả đều là con kiến ức vạn con kiến loại lời nói này của mạc phổ như một cây cương châm chui vào tim mọi người đau đớn mà không làm sao được thánh linh thật quá mức cường đại trong cùng cấp khó có người nào địch nổi thật đáng giận mà những kẻ thể chất vô địch đời sau của nhân tộc cũng không có người nào trưởng thành đến cảnh giới đại thánh bằng không đâu có để cho các người kiêu ngạo toàn bộ giết cái sạch sẽ tiếp dẫn sứ của thành thứ mười nhân tộc nói với giọng căm hận nhân tộc đời sau ư những người này đều giao cho ta tốt lắm ngươi yên tâm ta sẽ xông lên cổ lộ gạt bỏ sạch sẽ những cái gọi là tuyệt đại thiên kiêu của các ngươi mạc phổ nói giọng lạnh như băng hắn được tôn là tiểu chủ thượng thực lực ở vương của thánh nhân bậc trung trong cùng cảnh giới hắn dùng mãnh phi thường vô địch đến nay cũng không thất bại lần nào ngươi thật cuồng vọng rất nhiều người phẫn nộ trong lời nói của hắn quá mức thương tổn người khác thật khiến cho mọi người hận không thể lập tức đánh chết tay hắn trên bầu trời truyền xuống tiếng bước chân thanh hoàng đạo nhân tóc bạc tung bay thân thể hơi khòm bóng dáng đơn bạc mà tiêu điều tay cầm chiến mâu vừa muốn đánh lên vô dụng nhân tộc các ngươi không phải đối thủ của thánh linh ta thạch nhân mạc phổ nói hắn đứng sừng sững trước giếng cổ nhìn lên bầu trời chờ xem cuộc chiến lời nói của hắn làm cho rất nhiều người siết chặt nắm tay nhưng lúc này lại khó có thể cãi lại không người nào có thể đứng ra chống lại được thánh linh tuyệt thế tên là ngao mãng trên bầu trời kia bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng kinh hô mọi người đều vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy một nam nhân còn trẻ bay lên trời bay về hướng thanh hoàng đạo nhân bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt giờ viết liền không giấu nhé diệp phàm ngầm truyền âm cho thanh hoàng đạo nhân muốn đưa cái đỉnh đồng xanh cho lão làm vũ khí là người còn chưa chết trên mặt đất mạc phổ cùng luân đạc đều cả kinh rồi sau đó đều lộ ra vẻ phẫn nộ, cùng kêu lên. Người lại giết một thành viên của tộc ta, ô cổ chết rồi. Mọi người đều chấn động, người tên là Diệp Phàm này, nhưng lại giết chết không chỉ một thạch nhân, bất kể là nhân tộc hay là cổ thú, hoặc là dị tộc vực ngoại, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Ở xa xa bên ngoài đại nguyệt pha, đám người mục quảng hàn, phú tiên, khổ đầu đã cũng đều ở trong chiến trường, ai nấy đều lộ ra dị sắc, không kìm nổi quay, nhìn lại hướng bên này mà rất nhiều thí luyện giả nhân tộc thì trực tiếp trợn mắt há hốc mồm người này quá hung mãnh mà đây là thánh thể đến từ táng đế tinh có người hạ giọng nói trong phút chốc mọi người đều ngẩn ngơ trong lòng rung động không thôi chiến tích bực này rất kinh người không ngờ lại có thể giết chết thánh linh thật là kinh thế hãi tục giờ khắc này cái tên diệp phàm được người người ghi nhớ nhưng mà rất nhiều người không rõ vì sao hắn bay theo lên trời dù hắn có cường đại mấy đi nữa cũng không có khả năng tranh phong cùng thánh linh cảnh giới đại thánh cứ như vậy đi lên hơn phân nửa khó có đường sống lúc này diệp phàm vô cùng nôn nóng thanh hoàng đạo nhân làm như không có nghe được hán truyền âm cũng không có dừng lại cứ mang theo thân thể già lão mệt mỏi cầm trong tay cây chiến màu sứt mẻ một đường bay lên đi độc chiến với thanh linh ngao mãng nhân tộc ngươi bám giết không bỏ nghĩ rằng vĩnh viễn không buông bỏ là có thể thắng được cuộc chiến này sao ta thừa nhận ngươi là kẻ tài giỏi xưa nay hiếm thấy nhưng không phải đối thủ của ta Lúc này, nếu không thu tay lại, ta dù rằng phải trả cái giá nhất định, cùng phải cho người hình thần câu diệt. Ngao mãng ác nghiệt nói. Lời nói của hắn tràn ngập sát khí, như là một cơn gió lạnh gào thét thổi qua, làm cho tất cả tu sĩ trong đại nguyệt pha đều phát lạnh từ đầu xuống chân. Mọi người nhìn theo bóng thanh hoàng đạo nhân, trong lòng nổi lên nỗi bi thương. Nếu như ta trẻ lại 500 năm, ta sẽ không thua. Thanh hoàng đạo nhân khẽ thở dài. Những lời này vừa nói ra, rất nhiều người chua sót trong lòng đây là nỗi bia ai của tuổi già người này từng là một nhân vật vô địch nhưng tới lúc tuổi già đã khí huyết suy yếu không còn sôi sục nữa rồi đã không còn khí thế uy nghiêm và khí nuốt vạn dặm như xưa sư tổ tiếp dẫn sứ thành thứ 10 nhân tộc không kìm nổi rơi lệ mọi người đều bi phẫn thanh hoàng đạo nhân ngày xưa tài ba chắc tuyệt biết bao nhưng cuối cùng không chống lại được tuổi già hôm nay sắp sửa đại bại có lẽ phải máu nhuộm thiên địa nỗi bi thương anh hùng tuổi xế chiều lại kết thúc như vậy thật khiến cho lòng người yêu thương diệp phàm đuổi theo không kịp trong lòng càng khẩn trương thanh hoàng đạo nhân không có dừng lại hắn cũng không thể tùy tiện tế ra cái đỉnh đồng xanh sợ bị sinh linh ngao mãng cướp đi thạch nhân mạc phổ cười âm lãnh dù ngươi có trẻ lại 500 năm thì không được chính là không được sự thực tàn khốc sẽ nói cho các ngươi biết tranh lệch chính là tranh lệch nhân tộc không bằng thánh linh nếu không phục các ngươi có thể tìm ra một cường giả tràn đầy huyết khí đi chỉ cần dám ra đây ta trực tiếp giết cái sạch sẽ, đạp thành máu bùn. Mọi người đều nổi giận, khí huyết bốc lên, hận không thể lập tức quyết chiến cùng hắn, với cảnh giới cung cấp đích thân giết chết hắn trước mặt mọi người. Ầm. Đột nhiên, trời sụp đất nứt, một cổ huyết khí cuồn cuộn mãnh liệt, như đại dương mênh mông phủ xuống, một thân ảnh cao lớn xé mở hư không vọt ra. Sáng người hắn hùng vĩ, tóc tai bù xù, để lộ ra dao động khủng bố tuyệt thế, hắn chỉ ra ngón tay như kiếm, búng về phía thạch nhân Mạc phổ nhanh đến mọi người đều không kịp phản ứng a à, mặc phổ thét to trên đầu bay ra một cỗ thanh khí hắn bị chém rớt xuống một phần đạo hạnh từ cảnh giới vương của thánh nhân vô địch hạ xuống tới cảnh giới thánh nhân diệp phàm vừa nhìn thấy người này liền lệ nóng doanh tròng vô cùng kích động người này có đại ân với hắn không ngờ lại chưa chết ầm trời sụp đất nứt thân ảnh cao lớn bay lên vòng trời huy động lục đạo luân hồi quyền khí nuốt vạn dặm đánh tới hướng thánh linh vô địch ngao mãng trên bầu trời khi thế chỉ có ta vô địch chưa từng có từ trước đến nay. A, à, trên mặt đất, Mạc Phổ kêu gào, gần như sắp điên rồi, khi không bị người chém dụng một đại cảnh giới. Hiện tại, ta muốn cho người biết rằng, thánh linh trong cùng cấp tính cái dám gì. Diệp Phàm phóng tới, hắn hiểu được ý của thân ảnh cao lớn trên bầu trời kia, muốn cho hắn quyết đấu với Mạc Phổ đều là cùng cấp thánh nhân. Một tiếng giống đánh nát núi sông, khí nuốt vạn dặm, đập tan vòng trời, giống như một ngọn núi lớn chấn áp bát hoang, vung lục đạo luân hồi quyền tạo thành sức mạnh hiếm gì sánh nổi ầm 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 ngao mãng thánh linh được xưng là không có đối thủ lúc này không dám đón đỡ tránh sang một bên vẻ mặt khiếp sợ nhìn về xa xa giờ khắc này khí quán thương vũ một tới đánh ra một quyền bá thiên tuyệt địa ngao mãng chỉ có cách né tránh tiếng động đinh tai nhức óc truyền ra tinh hải mờ mịt vô tận ầm ầm rung động đây là một người thân thể hùng vĩ vung nắm tay liền khiến chín tầng trời mười tầng đất lục hợp bát hoang run dày chấn động kịch liệt cùng nắm tay hắn. Ngao mãng bất đắc dĩ lại phải lui tiếp, vỏ ra ngoài đại nguyệt pha, ánh mắt lộ sự rung động sâu sắc. Đây là người phương nào mà một quyền lại bá đạo tới vậy? Có thể nói là thần uy cái thế. Mọi người đều ngây dại, người tới dùng một quyền bức lui thánh linh ngao màng, có thể nói là thần uy tuyệt địa, thế gian chú ý. Bất kể là tu sĩ nhân tộc hay là dị tộc, hoặc cổ thú đều chố mắt nhìn chân chối, đó là một thánh linh có thể xưng là chuẩn đế, vô địch đương thời đó. Người tới chỉ cần dùng một quyền thôi mà đã bức lui ngao mảng rồi. Mạc phổ ở bên ngài cũng tái mét mặt mũi, bị lột bỏ một phần đạo hạnh đã khiến hắn thống khổ vô cùng rồi. Trong lúc vội vàng, hắn bất chấp quyết đấu với Diệp Phàm, bay tung ra ngoài nhìn người ở trên bầu trời. Lúc này đại nguyệt pha lập tức yên tĩnh hẳn, nơi mai táng thần quỷ có thể nghe rõ cả tiếng kim rơi. Đây là một nam nhân cao lớn, sáng người hùng vĩ dị thường, mái tóc đen nồng đậm tung bay sau lưng, đàn da đồng cổ, mạnh mẽ vô cùng. Hắn đứng vững trên ngọn núi lớn, khí nuốt vạn dặm, giống như biển sâu tràn ra, chẳng khác gì thiên thần nhìn xuống đại địa mênh mông. "Tiên bối!" Diệp Phàm kêu lên, lòng đầy kích động. "Lão phong tử?" Không ngờ lại là hắn, đã qua mấy chục năm, không thể tưởng tượng là còn có thể gặp lại. Trong lòng Diệp Phàm kích động vô cùng, vốn tưởng kiếp này không có khả năng nhìn thấy hắn nữa. Trận chiến ở Tử Vi cổ tinh vực năm đó gần như đã là thế cục chắc phải chết, lão phong tử một mình độc chiến cổ thánh trên cả thuyền. Trong đó có ba gã đại thánh. Trận chiến ấy quá thảm thiết, một mình hắn ra đi cùng thuyền của tổ vương, sau đó chỉ có tử đồng chiến thuyền nhuốm máu và xương vụn rơi xuống mặt đất, tất cả những thứ khác đều không có. Không có ai cho rằng hắn có thể sống sót, kết cục lý tưởng nhất là có thể tuẫn đạo, lôi kéo cổ vương toàn thuyền phải chôn cùng. Mấy chục năm không gặp, Diệp Phàm tuyệt đối không ngờ là lại có thể gặp lại lão phong tử trên tinh không cổ lộ. Nhiều năm qua đi, phong thái của lão phong tử nay càng hơn xưa, ngày nay hắn không còn mái tóc trắng xóa già nuôi như xưa cũng không phải là hình dáng thiếu niên lông bông đánh một trận vì tử vi mà đã ở trạng thái tráng niên hắn vô cùng cao lớn mái tóc đen nồng đậm con người sâu sắc giống như cổ thần đứng sừng sững không giận mà vẫn uy nghiêm lão phong tử gật gật đầu với diệp phàm sau đó ánh mắt lại nhìn thẳng về phía thánh linh ngao mãng đang lùi lại kia ung dung mà chấn định chư hùng nhân tộc ồ lên tại thời khắc mấu chốt của trận chiến thế nào lại xuất hiện một cao thủ như vậy khiến mọi người vô cùng kích động đây chính là một người mạnh, khiến thánh linh vô địch cũng phải lui lại phía sau, tuyệt đối là một tu sĩ siêu phàm. Ngươi là ai? Mạc phổ trên mặt đất kêu to, trên mặt đá hiện lên từng luồng khí xanh, bị người ta lột bỏ đạo hạnh toàn thân khiến cho hắn như muốn phát điên. Xa xa, thánh linh ngao mãng trầm giọng nói. Lại là một người hộ đạo của nhân tộc sao? Người đạt tới trình độ này, hẳn là khiến cả vùng tinh vực này rung chuyển. Ngươi cho rằng, ngươi có thể một mình nghịch thiên sao? Hắn bước từng bước đi tới dưới chuẩn đế là vô địch câu này cũng không phải do hắn nói ra mà là uy danh do bộ tộc thánh linh đánh mà có được xưa này đều như vậy cả lão phong tử nói nhỏ với thanh hoàng đạo nhân một câu người ngoài không thể nghe rõ bị ngăn cách trên bầu trời thanh hoàng đạo nhân gật đầu nói diệp phàm kinh ngạc khó trách thanh hoàng đạo nhân vừa rồi lại không đón đỉnh đồng xanh chẳng lẽ biết lão phong tử sẽ đến sao ầm um, trong giếng cổ truyền gia tiếng chấn động mãnh liệt giống như có một quái vật lớn đang va chạm muốn dãy ruột đi ra tiếng vang chấn động lòng người khiến thân thể rất nhiều người cũng phải lay động hỏa diễm bừng bừng trong tiên vụ bùng lên kia một lão thánh linh hỏa tộc hiếp mát suy nghĩ từ trong sương mù bán ra hai luồng thần quang vẫn không nhúc nhích gia tăng làm tan giã phong ấn trong lòng diệp phàm cảm thấy trầm trọng đây là hỏa linh khủng bố chỉ có trên ngao mãng nếu cũng ra tay thì liệu có thể đánh bại lão phong tử không phải đây chính là một thánh linh đại biểu vô địch trên đời khó tìm được địch thủ ai gặp cũng phải sợ hãi một nhân loại mà thôi, chẳng ăn thua gì, cùng cảnh giới thì tộc ta là vô địch, nhân tộc chỉ như sâu kiến mà thôi. Mạc Phổ nói, mang theo vẻ thù hận, hắn rất hy vọng hỏa linh ra tay, chém chết kẻ đã hủy đạo hạnh của hắn kia. Ta không tin nhân tộc có thể chiến thắng thánh linh nhất mạch tạ. Trên bầu trời, ngao mãng âm trầm nói, khí chất hoàn toàn đại biến, huyết khí một bàn tay hắn lượn lờ, từ vật liệu đá biến thành huyết nhục. Mọi người đều hít sâu một hơi khí lạnh, đây là một loại lột xác đáng sợ. Chỉ có thánh linh chạm tới lĩnh vực này mới có tư cách đi theo đế đạo. Lão phong tử gật gật đầu với Thanh Hoàng đạo nhân, sau đó nhằm về phía Ngao Mãng, khiến Nhật Nguyệt núi sông rung động, trước nắm tay hắn có thiên địa vạn vật, vũ trụ tinh hà, các loại cảnh tượng đều tái hiện. Đại chiến bạo phát. Đây là một trận chiến tuyệt đỉnh, nhanh tới khó tin, khủng bố tới mức tận cùng, hai người va chạm liên tục. Thánh linh nhất mạch ta là vô địch tại cùng cảnh giới. Mạc Phổ trên mặt đất kêu to, thanh khí hiện đầy mặt, nắm chặt tay lúc này rất nhiều người đều thấy rất mâu thuẫn, hy vọng lão phong tử là một vị chuẩn đế trong truyền thuyết có thể ra tay chấn áp loạn thánh linh, lại hy vọng hắn là một vị đại thánh ở cùng cảnh giới có thể giết chết thánh linh để lập uy danh hiển hách, hoàn toàn xóa sạch sự tự tin của bọn chúng, dẫm lên sự kiêu ngạo của chúng. ngươi chịu chết đi. Diệp phàm đi về phía trước nói với mạc phổ để người cùng cảnh giới đập nát ngươi. thần sắc mạc phổ lạnh như băng không trả lời. Hắn ngồi xếp bằng trước người Hỏa Linh, nhờ đối phương trợ giúp, hy vọng có thể khôi phục đạo hạnh, bằng không thì hắn muốn sống cũng khó. Âm. Trận chiến trên bầu trời nhanh chóng phát triển, lão phong tử và Ngao Mãng luận sinh tử, bắt đầu trận chiến đỉnh phong. Sáu phiến vũ trụ cổ xưa luân hồi, diễn biến ra vạn vật, tinh hà bừng bừng, chu tước xé tan cửu thiên, một quyền của lão phong tử vang dội cổ kim đánh ra liền xuất hiện những tiếng tụng kinh cổ. Một kích tuyệt thế, huyết khí tràn nhật nguyệt, thiên địa dường như đi vào luân hồi lâm vào một cảnh tượng vô cùng đáng sợ phụt máu tơi bắn ra tay phải của thánh linh ngao mãng bị đánh nát đây là một kích mạnh nhất của hắn một quyền hóa thành huyết nhục có pháp tắc nguyên thủy mà thiên địa sinh ra hắn nhưng hắn vẫn không thể ngăn nổi lục đạo luân hồi quyền một thánh quyền rèn luyện tinh hoa huyết nhục lúc này bị lão phong tử đánh nát giống như trong trận chiến tại tử vi cổ tinh vực lão phong tử đại chiến với người khác trong nháy mắt đã phân sinh tử hắn điều khiến trần nghĩa vô địch chưa từng có từ trước tới nay mang theo niềm tin ta là vó vung một kích mạnh nhất chỉ trong khoảnh khắc đã phân thắng bại cảnh giới đại thánh mọi người đều ngây ra lão phong tử với lực lượng của cảnh giới đại thánh lại đánh nát cả tinh huyết ngao mãng đây là loại khí phách nào chứ đúng là kinh diễm vô cùng đây là một thánh linh ý nghĩa mà hắn đại biểu ai mà không biết nhưng lại bị một nhân tộc đồng cảnh giới đánh tan khiến mọi người đều khiếp sợ trên mặt đất mạc phổ kêu to một tiếng lời vừa rồi hắn nói Thánh linh nhất mạch vô địch tại cùng cảnh giới như lại bị người ta dùng một quyền đánh vỡ huyền thoại, cũng giống như đánh thẳng vào mặt hắn. Nhân loại này thật là đáng sợ, thân thể có thể chống lại thánh linh sao? Từ xưa tới nay, nhân tộc chiến đấu với thánh linh đều dựa vào đạo hạnh và pháp lực thủ thắng. Ngày nay có người cố tình phá tan vầng hào quang bất bại tại lĩnh vực mà bọn họ mạnh nhất này. A, ngao mạng thống khổ vô cùng, cổ tay phải bị đánh gãy, máu tươi chảy ra đầm đìa. Loại đau đớn này còn chưa vào đâu so với cảm giác thất bại, khiến hắn như muốn phát cuồng. Giết! Hắn thét lớn, thúc giục thánh linh huyết toàn thân, muốn quyết đấu với địch thủ, không tiếc mọi giá mà đánh tiếp. Lão phong tử oai hùng cao lớn, thân thể màu đồng cổ lóe lên thần quang. Hắn bước nhanh về phía trước, vẫn đơn giản đánh ra một quyền như trước, lần này uy lực càng lớn hơn, lôi kéo thần uy của thiên địa vạn vật trong vũ trụ tới. Ấm ẩm ầm, đây là một loại quyền ý vô địch, đánh nát tất cả mọi thứ ngăn cản phụt thánh linh ngao mãng kêu to da thịt toàn thân nứt nẻ một quyền đánh nát tay hắn một quyền xuyên thủng ngực hắn máu của thánh linh văng khắp nơi nhốm đỏ bầu trời đây đúng là một hình ảnh quá khó tin giống như ngừng lại tại đây khiến rất nhiều người cảm thấy miệng khô lưỡi đắng tâm thần run rẩy cảnh này giống như thân thoại có ai có thể mạnh mẽ tới vậy cùng là tồn tại đại thánh cảnh lại dùng hai quyền đánh xuyên một vị thánh linh vô địch khí phách mạnh mẽ suy ngã độc tôn a à, ngao mãng gầm lên một tiếng tê tâm liệt phế cảm giác thất bại còn đau đớn hơn thân thể rất nhiều răng rắc lão phong tử vung tay cánh tay xuyên thủng người đã chấn động thánh linh này liền vỡ tan tành máu tươi chảy đầm đìa mọi người đều ngây dại nam nhân hùng vĩ này cùng quá cường đại rồi quả thực khiến người ta không dám tin ai nấy đều đã khiếp sợ tới cực hạn chỉ có diệp phàm là tin lão phong tử như vậy tuy rằng chỉ hai quyền nhưng cũng không phải là một hồi quyết đấu đơn giản bởi vì mỗi quyền đều ẩn chứa ý chí vô địch của hắn mạnh hơn cả giao chiến bằng trăm ngàn quyền. Đột nhiên một tiếng giống to truyền tới, mang theo uy nghiêm vô thượng, quét qua chín tầng trời mười tầng đất, chấn động cả viên cổ tinh run dày. Hỏa linh ngồi xếp bằng trên miệng giếng kia rốt cục bay ra, mang theo hỏa diễm ngập trời, có thể thiêu hủy toàn bộ thế giới. Tiên hỏa bừng bừng nhảy múa, hắn đứng bên trong vầng sáng, dường như là một thần ma nhìn từ trên cao xuống, tràn ngập cảm giác áp bách, khiến rất nhiều thánh nhân đều suýt nữa phải quỳ dạp xuống. Đây là một sinh linh tuyệt thế, cường đại khủng bố hơn cả ngao mãng lúc này sương mù tàn ra một phần hắn lộ ra một đôi tay là do huyết nhục tạo thành thân thể hỏa linh đôi tay lại hóa thành huyết nhục trình độ đã vượt qua ngao mãng thạch nhân ngao mãng chỉ kém một bước là tiến vào cảnh giới chuẩn đế mà thánh linh hỏa tộc này lại chỉ kém một tia khi đột phá được tầng danh giới mỏng manh kia là hắn có thể trở thành trí tôn vô địch trong tinh không cao cao tại thượng đáng tiếc vẫn còn cách một tầng mỏng thánh linh thương viêm không thể tiến vào cảnh giới chuẩn đế vẫn ở trong phạm chủ đại thánh. Đương nhiên tới cấp độ này của hắn rồi thì có thể là chỉ còn kém một đường là đánh thông đế lộ mà thôi. Thánh linh hỏa tộc thương viêm hóa thành một luồng tiên hỏa vò tới, trong nháy mắt đã đánh tan tành vị trí ngao mãng vừa rồi, miệng tụng cổ kinh, đạo âm chấn thế, dường như từ thời viễn cổ vượt qua thời không mà tới vậy. Tính kinh này có loại sức mạnh kỳ dị lớn lao. Ngao màng miễn cưỡng tổ hợp lại mà không chết, uống một viên thần đan, loạn choạng đứng đó, suy yếu vô cùng nhân tộc rất mạnh, khiến người ta hoài nghi ngươi là thánh linh tộc ta sinh ra huyết nhục vậy. Thương viêm nói, ánh mắt lấp lánh, toàn thân bừng lên thần quang bất hủ, giống như có thể đánh vỡ gông xưởng bất cứ lúc nào, tiến vào cảnh giới chuẩn đế. Từng luồng tiên hỏa bao phủ khiến toàn thân hắn trong vát như thần ly, giống như một vị thần linh dáng trần, chỉ dao động huyết khí đã khiến thánh nhân sợ run. Vậy thì còn đánh đấm gì nữa? Thế nhân đều biết thánh linh vô địch, huống chi là một kẻ chỉ cần tiến một bước nhỏ là vô địch trên trời dưới đất thế này lúc này hắn đã có khí tức khủng bố tới vậy toàn thân lão phong tử cũng tỏa ra thần mang bất hủ lực lượng mạnh mẽ không gì sánh nổi tràn ra bởi vì lúc này hắn đang phải đối mặt với một đại địch tuyệt thế giờ phút này trên người hắn hiện ra kỳ cảnh luân hải đạo cung tứ cực hóa long tiên thai ngũ đại bí cảnh của hắn đều phát sáng trong suốt rực rỡ mỗi bí cảnh đều có một cái kén tiên lấp lánh trói mắt mọi người đều rung động chuyện này đúng là khó tin thần bí quá mức nhưng bất cứ ai đều biết đây không phải là đại thánh bình thường. Lão Phong tử oai hùng to lớn, ngày nay thoạt nhìn đã ở tuổi 30, vào lúc tráng nghiên. Tóc đen như thác nước, còn người sâu sắc giống như thần ma vậy. Ngũ đại bí cảnh của hắn đều phá sáng, kinh sợ chư hùng. Mỗi một bí cảnh đều trong suốt sáng rực, có một kén tiên. Điều này đúng là rất kỳ lạ. Trong phút chốc, mọi người nơi này đều sợ run. Một khi kén tiên lột xác thì chắc chắn hắn sẽ thay đổi bất ngờ, khiến thiên địa thất xác. Bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube Di Cắp Phim. Sương mù lượn lờ, tiên hỏa bừng bừng, thương viêm đứng trong sương mù do ánh lửa hóa thành, không thể thấy rõ chân thân, nhưng lại vô cùng khiếp người, giống như ma chủ đứng sừng sững trong thiên địa. Ngũ đại bí cảnh đều có kén, chỉ là không biết người có cơ hội phá kén hay không. Thánh linh hỏa tộc thương viêm ác nghiệt nói. Mọi người nghe hắn nói như vậy lại càng cảm thấy kén tiên trong ngũ đại bí cảnh kia, không phải tầm thường, ngay cả thánh linh tuyệt thế cũng phải kiên kỵ có thể thấy con đường này rất khủng bố. Khủ! Thạch nhân ngao mãng ho ra máu, mặc dù tổ hợp lại thân thể nhưng hắn đã suy yếu vô cùng lúc này căn nguyên không xong. Hắn được xưng là vô địch trong cùng giai, nhưng lại bị người ta dùng hai quyền đánh xuyên thân thể, khiến hắn xấu hổ vô cùng, hận không thể tự tử được. Nếu không có thương viêm đạo hạnh kinh thế, niệm cổ kinh, vận chuyển lực lượng thiên đạo, kéo dài sinh mệnh cho hắn thì sợ là giờ này hắn đã mất mạng rồi. Ra tay đi! thánh linh hỏa tộc thương viêm quát lạnh lão phong tử tiến lên ngũ đại bí cảnh càng sáng trói phát ra hàng loạt tiếng tụng kinh khiến toàn thân hắn uy nghiêm như chiến thần vậy ngao mãng xoay người trận chiến kế tiếp không có quan hệ với hắn nữa đây là trận quyết đầu giữa những người càng mạnh hắn chỉ có thể không cam lồng và tùy nhục rút lui mọi người đều như ngừng hô hấp ai nấy khẩn trương vô cùng trận chiến này liên quan tới sự hưng suy thành bại của mấy tộc tại phiến tinh không này ầm lão phong tử ra tay lần này không ra quyền nữa mi tâm của hắn trói sáng bay ra một luồng sáng rực rỡ đây là đạo pháp của hắn một thiếu niên lão phong tử khống chế chiến xa cổ phóng ra từ mi tâm hắn tạo nên sát khí ngập trời cầm phương thiên họa kích màu xanh trong tay đánh nát núi sông đạo pháp của lão phong tử giống như quyền ý của hắn cũng vô song trên đời thiếu niên hóa sinh ra từ mi tâm tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn linh hoạt sắc bén bức người chém giết về phía trước ầm hỏa diễm phía trước lập tức bị đánh tan chiến xa cổ sư ù rung động va chạm về phía thánh linh hỏa tộc thương viêm kia thiếu niên oai hùng cầm phương thiên họa kích bổ thẳng xuống một đám hào quang đáng sợ đạo ngân vô tận tràn ra nối liền là một giống như trăng sáng trên biển rộng vậy trận đại chiến kinh thế diễn ra quyết đấu đạo pháp và chạm kịch liệt bọn họ không ngừng ra tay khiến cho trời đất vực ngoại cũng bị đánh cho thành hỗn độn thánh linh Hòa tộc thương viêm liên tục ra tay rất nặng cánh tay huyết nhục hiện ra hàng vạn đạo phù văn luyện chế thành trật tự thần liên hắn giống như một con tiên phượng tắm trong lửa đỏ trọng sinh chinh chiến với thiên niên chiến xa cổ xưa phát tiếng tụng kinh biến mất rất nhanh hóa thành từng luồng đạo vạn thiếu niên lão phong tử tư thế oai hùng bước người mở song trường ra bay lên trời hóa thành một con côn bằng cắt phá cả chín tầng trời một con tiên phượng và một con côn bằng chiến đấu thảm thiết vô cùng vòm trời mênh mông kia bị đánh rách nát sương mù hỗn độn tràn ra như khai thiên lập địa ầm trời đất dung chuyển giống như một tấm mền rách bị người ta đánh tan tành cả viên cổ tinh cũng lay động từng trận một thân thể thương viêm biến mất hóa thành một vùng lửa nhanh tới cực hạn vây khốn côn bằng đồng thời phân ra một bộ phận nhắm về phía bản thể lão phong tử vút giờ khắc này lão phong tử thể hiện ra thần tốc khiến thánh linh cùng phải kinh sợ bí quyết chữ hành độc nhất vô nhị trong khoảnh khắc đã vọt đi tránh thoát khỏi tên hòa và sương mù thét dài một tiếng con côn bằng hợp thể với lão phong tử hóa thành trung niên anh vĩ tỏa ra chiến ý ngập trời loẹt xoẹt tiếng sấm chấp kinh thế vang lên mọi người đều hoảng sợ một viên tiểu hành tinh ở sâu trong vòng trời nổ tung toàn bộ dập nát đó chính là vị trí vừa rồi côn bằng chiến đấu với tiên phượng sau đó lan ra xa phá hủy tinh không hủy diệt tinh tú đúng là khiến người ta phải kinh hãi tất cả đều đã ngưng lại thần uy của lão phong tử lẫm lẫn đứng sừng sững trên vòng trời tiên quang trong ngũ đại bí cảnh tỏa ra trói mắt bên trong có kén tiên sáng như trăng rằm sương mù lượn lờ tiên hòa bừng bừng thánh linh thương viêm cùng hiện ra không nhìn ra hỉ nộ ai ố nhưng lại có thể cảm thấy thần sắc của hắn ngương trọng vô cùng chặn thánh linh tuyệt thế rồi thương viêm có hy vọng trở thành chuẩn đế cùng không làm gì được trí cường giả của nhân tộc ta mọi người hoan hô từ xưa tới nói có thể đánh với thánh linh một trận thì dù không thua đã là một loại vinh quang lớn lao rồi đây là cái nhìn của tất cả mọi người có thể thấy rõ vị trí đáng sợ của chủng tộc này trong lòng mọi người. Đạo pháp của lão phong tử cũng vô địch, không kém gì quyền ý, có thể đánh với thương viêm. Đúng là nhân tài tuyệt đại, vừa rồi dùng hai quyền đánh xuyên thánh linh thạch nhân, hiện giờ thực lực lại có thể kháng cự được hòa linh cường đại hơn, đúng là độc nhất vô nhị. Mọi người đều ngạc nhiên thán phục lão phong tử có thể chống đỡ hòa linh này. Nhưng Diệp Phàm lại nhíu mày, hắn biết được trận chiến vừa rồi hung hiểm tới mức nào, không hề dễ dàng như mọi người tưởng tượng lão phong tử quyết đấu với người khác thường là mấy chiêu đã phân thắng bại giống như đối phó với thạch nhân ngao mãng vừa rồi chỉ đánh ra hai quyền còn hơn cả mấy ngàn quyền hai quyền đó chứa đạo lực toàn thân của hắn ẩn chứa ý chí vô địch còn hơn cả một hồi huyết chiến dù sao đó cũng là một thánh linh sự cường đại của thánh linh xâm nhập trong lòng mọi người sinh ra được trời xanh che chở một khi xuất thế thì khó có ai dám đối đầu từ xưa tới nay đều có uy danh hiển hách lúc này lão phong tử đối mặt với thương viêm cường đại hơn diệp phàm tất nhiên rất lo lắng hòa linh này tuyệt đối là kinh địch mạnh như lão phong tử cùng rất khó chiến thắng bản thân ngươi là cao thủ hẳn phải hiểu rõ tất cả lần này không ai ngăn cản nổi ngoại trừ ta và ngao mãng gia còn có mấy tà thần cổ xưa đang chinh chiến tại vùng tinh vực này cổ lộ đã bị chặt đứt ngươi còn muốn nghịch thế sao thương viêm nói lạnh như băng bất kể là nhân tộc hay thú tộc ở đại nguyệt pha đều biến sắc cảm thấy áp lực vô cùng tà thần là cường giả dị tộc cổ xưa hơn phân nửa không kèm gì hai thánh linh vô địch này nếu như vậy thì vùng tinh vực này nguy rồi đúng mấy vị tà thần kia mượn binh chúng ta tất nhiên có mưu đồ riêng nhân tộc các ngươi dù có cường đại cách mấy cũng không thể ngăn được một kích của các tộc liên thủ đâu ngao mãng ở phía sau âm trầm nói nhiều lời vô ích đánh đi lão phong tử nói rất rõ ràng lại triển khai công phạt thân thể hắn mở ra biến hóa kỳ dị chảy ra từng luồng phủ văn hóa thành sáu chữ tiên ầm ầm hắn dùng lực lượng vô thượng công phạt mấy chữ tiên ngưng kết lại thần uy cái thế tràn khắp đất trời lão phong tử dường như biến thành một tiên tôn dáng trần vậy bất kể là đạo pháp hay quyền lực hắn đều đạt tới cấp kinh thế mạnh không đờ nổi thương viêm hét lớn tiên quang bắn ra bốn phía thân thể hắn tan rã hóa thành từng luồng hỏa diễm dày đặc không gian đòn tấn công của lão phong tử xuyên qua không thể gây tổn thương cho hắn không tốt mọi người đều biến sắc, toát mồ hôi lạnh. Thắn bại của một mình lão phong tử có liên quan tới sinh tử của tất cả sinh linh trên cổ tinh này. Các cổ phủ xuất hiện ngày càng dày đặc, đây là cấm thuật căn nguyên của thánh linh hòa tộc, có thể đốt cháy chín tầng trời, hủy diệt ba ngàn thế giới, là dự thuật vô thượng, thương viêm phân giải ra, hóa thành tiên phù, chém giết tất cả. Trong thiên địa không có chỗ nào hắn không tồn tại, mỗi luồng tiên hỏa hóa thành một cổ phù, rực rỡ trói mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể hiện hóa ra chân thân trong từng đợt tiên quang lão phong tử vẫn không tổn hao gì chứ tiên sau lưng lại càng trói lọi có thể xóa nhỏ tất cả hơn nữa dưới chân hắn sinh ra từng đợt đạo văn môi phù văn của hắn đều đối kháng được với cổ phù hư không xung quanh lão phong tử không ngừng vặn vẹo động tác của hắn rất chậm nhưng lại kiên định cắt đứt tìm đợt tiên phù đây là lực lượng của bí quyết chữ hành phụt một tia máu tươi bắn ra thương viêm hiển hóa trên ngực xuất hiện mấy vết thương rất đáng sợ nơi đó đã mất đi hỏa diễm bị lão phong tử dập tắt một luồng lửa thông thiên vọt lên thương viêm bay lên vòm trời lão phong tử cùng bay theo chìm sâu vào trong tinh vừa khắc ầm bọn họ xâm nhập vào vũ trụ tiến hành đại quyết chiến diệp phàm tuy biết lão phong tử cường đại như trong lòng vẫn thầm lo lắng đúng lúc này thì một đạo thần niệm vang lên thanh hoàng đạo nhân truyền âm với hắn nói mấy tà thần kia ra mặt đều là cường giả cái thế của các tộc không kém gì thánh linh có thể kiềm giữ hoàng binh cực đạo không được để đình đồng xanh xuất hiện đừng để bọn chúng nhìn thấy, bảo vệ nơi mai táng thần quỷ. Làm được bước này đã là tốt lắm rồi. Dưới giếng cổ rất khó lường, đối với thánh linh nhất mạch là thứ khẳng định phải có được, mấy tà thần cổ kia cũng muốn chia lợi ích ở đây. Nhưng ở bên trong sách cổ có ghi lại tường tận nhất về giếng cổ này, nhân tộc tất nhiên hiểu rõ hơn bọn chúng. Trong giếng cổ đích xác có thứ thánh linh cần, nhưng nếu muốn thì bọn chúng sẽ phải trả giá rất thảm khốc, trong đó có một tồn tại vô cùng khủng bố. Người hộ đạo của nhân tộc đã sớm tính toán, nếu không bảo vệ được giếng cổ thì liền mặc cho bọn chúng mở ra, đến lúc đó có lẽ sẽ giết được hai ba thánh linh hoặc tà thần. Trên tinh không cổ lộ có mấy giếng cổ như vậy, đó là những nhân tố phi thường không xác định, một bộ phận cường giả của nhân tộc cùng muốn mượn tay bọn chúng mở ra, vĩnh viễn giải quyết vấn đề này. Diệp Phàm nghe thế cảm thấy lạnh ngắt, giống như có một âm mưu mà nhân tộc đã bố trí sẵn vậy. Thanh Hoàng đạo nhân lại nói tiếp: "Tất nhiên lợi ích lớn thì tác hại cũng nhiều, vì thế nhóm người hộ đạo của nhân tộc cũng chưa thể quyết định sớm." kiếp này nhân tộc rất mạnh, cường giả xuất hiện tầng tầng lớp lớp, chiến tích huy hoàng, thế nên muốn nhân thời điểm hoàng kim này để giải quyết một số vấn đề lưu lại từ thời cổ đại. Vốn là muốn tạo phúc cho hậu nhân, không ngờ lại trở thành mấy giếng ma, để thánh linh và tà thần mở ra, mượn lực lượng của bọn chúng xóa bỏ nguy cơ, sau đó lại tùy thời ra tay. Dù sao thì trận chiến này cũng rất khó biết được may rủi. Thanh Hoàng Đạo Nhân nói, Diệp Phạm biết rõ đối phương có thể báo cho hắn biết chỉ vì hắn nắm giữ đồng đình, bằng không dựa vào cảnh giới của hắn còn chưa có tư cách này. Thân thể tiền bối không sao chứ? Diệp Phàm hỏi, hắn rất hoài nghi vừa rồi lão đạo nhân này vừa thua. Già dạ rồi, thật sự không phải là đối thủ của hắn, nếu trẻ hơn 500 năm nữa, thì ta có lẽ có thể đánh với hắn một trận, dù sao thì mấy người có thể áp chế một thánh linh này chứ? Thanh Hoàng đạo nhân buồn bã nói, có hơi thương cảm, than thở tuổi già, huyết khí suy bại, thời kỳ đỉnh phong ra đi không trở lại nữa. Đột nhiên thiên địa chấn động mãnh liệt, ngao mãng nhìn lại chằm chằm sát khí tiến về phía thanh hoàng đạo nhân nói trận chiến của ta và ngươi còn chưa kết thúc hắn muốn thừa dịp lão phong tử chiến đấu với thương viêm ở vực ngoại mà giải quyết chiến trường nơi này tiền bối diệp phàm lộ vẻ lo lắng thanh hoàng đạo nhân nói hắn bị thương rất nặng sống sót được hay không còn khó nói ta tuy già rồi nhưng ngăn trở một kẻ như vậy vẫn không thành vấn đề đại chiến lại bắt đầu tiếp dẫn sứ của thành thứ 10 của nhân tộc và bá long đà lan cùng tấn công về phía thạch nhân luân đạc diệp phàm nhìn nơi giếng cạn thế mạc phổ lúc này không có hỏa linh thương viêm chống đỡ hắn đi thẳng về hướng đó quát nói người nói thánh linh vô địch trong cùng cảnh giới nhân tộc ta hôm nay đã đánh vỡ ý nghĩ của các ngươi sắc mặt mạc phổ xanh mét nói nhân tộc các ngươi không xong đâu ta đã giết một con thạch lang và thạch nhân ô cổ ngươi nói thế có xong không không xong thì đánh nát nốt ngươi diệp phàm lạnh lùng đáp mạc phổ nghe vậy sắc mặt càng khó coi hơn thạch lang và ô cổ bị diệt phàm giết đối với thánh linh tộc đúng là một loại xỉ nhục ầm toàn thân máu huyết của hắn bừng lên rực rỡ chói mắt xuyên thấu qua thân thể đá phát ra tiên quang vô lượng có thần tính bất hủ từ xưa tới nay nhân tộc khiếp nhược không đáng giá được nói tới các loại chiến tích từ xưa tới nay các ngươi bại nhiều thắng ít không tiếc quỳ bái chúng ta đã sớm bị xỉ nhục rồi mạc phổ lạnh nhạt nói hắn vạch trần ra những chuyện xưa trong niên đại hắc ẩm nhất không có đại đế nhân tộc xuất thế một đại thánh linh vô địch thống trị cả một vùng tinh vực nhân tộc phải thần phục nhân tộc suy nhược lâu ngày ở niên đại đó coi thánh linh như thần linh khó có thể chống lại không thể không vái lại. có thể nói đó là một thời đại sỉ nhục là những năm tháng đen tối của nhân tộc tổ tiên từng bị nô dịch áp bách thời đại đó còn chưa có những nhân tài kinh diễm như hiện nay đó chỉ là thời điểm nhân tộc xuống dốc bị mấy tên tiểu nhân ngang ngược đắc ý mà thôi nếu nói về quá khứ thí cổ tổ trí cường của thánh linh cùng bị người ta đánh chết đó thôi diệp phàm lạnh lùn nói hắn bước từng bước đi tới tích tụ chiến lực toàn thân phát sáng rực rỡ giống như chiến thần giáng phàm trong cơ thể hắn truyền ra tiếng tụng kinh từng luồng dấu vết của đạo hiện ra giống như một trật tự thần liên hoàng kim lan tràn ra bốn phương khiến trông hắn càng cao lớn khiếp người ta chỉ biết thánh linh nhất mạch thống trị nhân tộc các ngươi trong cả tinh vực to lớn không ai không thần phục Mạc phổ rời khỏi giếng cổ thần sắc ác nghiệt tiếp tục vô tình động tới vết thương của nhân tộc đó là cái vốn kiêu ngạo của thánh linh nhất mạch sao cũng chỉ có thể đắm chìm trong huy hoàng của quá khứ mà thôi không đề cập tới những năm tháng đại đế nhân tộc thống trị sợ bị xỉ nhục sao diệp phàm nói tới đây đột nhiên tiếp đại đế cổ y nghiêm vô thượng chấn áp thánh linh giống như giết chó vậy đó là bởi vì tại thời đại đó không có thánh linh viên mãn xuất thế thôi mà nước lại nhân tộc các ngươi ở trong thời kỳ đen tối cũng không ngán đâu. Mạc Phổ lạnh lẽo nói. Suy từ lời nói của các ngươi ra, thì tại thời đại thánh linh thống trị cùng là bởi không có đại đế nhân tộc xuất thể, nếu có một người, thì lập tức giết sạch thánh linh, ai cùng chẳng dám làm loạn. Diệp Phàm cười lạnh. Trong cơ thể hai người, đều xuất hiện tiếng tụng kinh, huyết khí che lấp mặt trời, thân thể cả hai giống như hai ngọn núi thái cổ lớn sừng sững, tỏa ra từng luồng khí tức của thần linh, vô cùng cường đại. Sắp đại chiến bọn họ đối đáp ác nghiệt, đạo hạnh trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, chuẩn bị công phạt kinh thiên động địa. Một trận chiến này là không thể tránh khỏi. Một trận chiến này cũng có ý nghĩa khác, muốn xem nhân tộc hay thánh linh nhất mạch mạnh hơn. Thánh linh bộ tộc cao ngạo tự phụ, bệ nghệ thiên hạ, tự nhận là vô địch, từ trước tới giờ quyết đấu với nhân tộc quả thật cùng chứng thực cho bọn họ. Cứ thế làm nhục nhân tộc thì cùng khiến người khác nghẹn khuất, lại còn nhắc lại những năm tháng đen tối kia. Mạc phủ lặp đi lặp lại nhiều lần, làm nhục nhân tộc khiến ai nấy cùng đều hận không thể tự tay chém hắn đánh nát hắn tắm trong tiên huyết để viết lại chiến tích huy hoàng đây là một trận chiến để diệp phàm và mạc phổ đều tự tạo nên tín niệm vô địch đồng thời cũng liên quan tới hai chủng tộc vô số tu sĩ đang xem trận chiến từ nghĩa nào mà nói thắng bại của bọn họ cùng ảnh hưởng tới niềm tin của rất nhiều người tới hiện tại đã có một loại dấu hiệu đấu tranh chủng tộc xuất hiện từ lão phong tử tới diệp phàm trước sau quyết đấu với thánh linh thắng bại liên quan tới rất nhiều điều, có thể dao động niềm tin của hai tộc. Một trận chiến quyết định nhân tộc hay thánh linh mạnh hơn này có thể sẽ động tới rất nhiều. Giống Mạc phổ đột nhiên hét lớn, cơ thể bằng đá giống như thông minh, huyết khí ngập trở nở rộ, ánh sáng bất hủ tràn ngập. Hắn giống to một tiếng, lập tức chấn tung cả nơi mai táng thần quỷ, băng sơn hóa thành cho, minh hà màu đen bị trưng khô, cổ thi biến mất. Mà mọi người trong trong sân đã có rất nhiều người bị lan tới, nhất là cường rào cự ly gần đều bị hủy diệt hiện trường có mấy chục người bị đánh nát hóa thành máu tươi lại có thánh nhân bị thương nặng gần như bị giống chết tươi mấy người trong đó vỡ tan nát san nạn tổ hợp lại thân thể lùi về phía sau dao một con thương lang đã thành thánh nhiều năm vậy mà cũng đứt gần gãy xương nó ở quá gần bị thạch nhân gầm thét vỡ nát thân thể hóa thành một đám xương mù máu mặc dù tổ hợp lại được nhưng bị tấn công liên tục thì cuối cùng nó cũng gặp phải đại kiếp chết trong vũng máu. Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, vu nắm tay, tỏa ra thần quang bất hủy, giống như một thiên thần đứng trên trời cao nhìn xuống mặt đất mênh mông, đánh mạnh về phía trước. Đây là một kích toàn lực của hắn, máu màu vàng trong cơ thể hắn tràn ra mang theo tiếng sấm, phát ra tiếng vang như sóng thần, chấn động khiến cả thiên địa đều rung chuyển. Thánh thể nhân tộc tỏa sáng, dường như có từng đám tiên hỏa thiêu đốt bao phủ lấy hắn, thoạt nhìn khủng bố ngập trời, thần uy cái thế Diệp phàm hóa thành một thần linh màu vàng đứng bên trong đạo quang vô tận một quyền mang theo đại thể của thiên địa mang lực lượng của toàn bộ vũ trụ đánh về phía trước ầm um, cơ thể mặc phổ bộc phát ánh sáng chói mắt mọi người đều phải nhắm hai mắt lại không cách nào nhìn thẳng nổi đại đạo nổ vang chân long và tiên phượng gieo vang lượn lờ xung quanh nơi này đây là căn cứ chính xác chứng tỏ hắn được trời cao che chở trong cơ thể hắn có pháp tác nguyên thủy nhất của thiên địa sau khi sinh ra cơ thể hắn liền được lưu lại lúc này bị kích hoạt để giết địch đây là vốn lướng mạnh nhất của sinh linh vô địch này hai người đều hiểu ý nghĩa của trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bại vì vậy đều muốn tăng chiến lược lên tới cảnh giới cực hạn ầm một tiếng chấn động khiến trời sụp đất nước vang lên hai nắm tay đánh vào nhau thần quang nở rộ ánh mắt của rất nhiều người đều trói lòa huyết lệ chảy dài đây là một trận chiến kinh thiên động địa vô quyền tuyệt thế so với cả trăm ngàn lần giao chiến khủng bố tới cực hạn Phụt máu tươi bắn ra hào quang vô tận mãnh liệt và mùi máu tanh tràn tới đây là máu huyết của thánh giả vô địch một kích này đã có kết quả rồi thánh huyết như mưa rơi lộp độp trên mặt đất đục thủng cả vùng đất chết có thể thấy trận chiến này tàn khốc tới mức nào bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube di phim truy cập kênh youtube di phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt phim viết liền không giấu nhé ở bên trong hào quang vô cùng vô tận một thân ảnh đứng sừng sững không nhúc nhích còn một thân ảnh tỏa ánh sáng rực rỡ mang theo một mảng mưa máu lớn bay ra mọi người đều chấn độn tới cực điểm bất kể là phe nhân tộc hay dị tộc thạch nhân đều cảm thấy tim như dâng tới tận cổ họng trong lòng lo lắng chú ý vào trận chiến này đó là diệp phàm mang theo mưa máu bay ra trái tim nhân tộc đều lạnh ngắt mà những cổ thánh mạnh mẽ trợ giúp nhân tộc cũng đều lộ vẻ lo lắng thánh linh thật sự không thể lai truyền sao điều này khiến lòng người nghẹn khuất và tuyệt vọng vừa rồi thạch nhân mạc phổ đã làm nhục nhân tộc như vậy nếu giờ mà hắn thắn thì chỉ sợ là cả nhân tộc sẽ hận tới phát điên mất thánh thể tới từ táng đế tinh bị đánh bại mọi người nắm chặt tay cảm thấy vô cùng không cam tâm thạch nhân luôn đạt cười lạnh không đại chiến với tiếp dẫn sứ của thành thứ mười của nhân tộc và bá long đà lan nữa hắn nhìn chăm chú vào chiến trường ác nghiệt vô cùng diệp phàm vọt ra trên người mang theo một màng lớn máu huyết nhất là trên tay hắn máu tươi lấp lánh như thần huyết đây không phải là máu của hắn, hắn tắm trong thần huyết lao ra. có người kêu lớn, tiếng nói này lập tức làm dậy sóng, mọi người đều nhìn bàn tay màu vàng đáng sợ kia, thấy nó không hề vỡ nát mà nhốm máu người khác. ầm, mọi người ầm ầm đàm luận, cả nơi mai táng thần quỷ này sôi trào, đại nguyệt pha hỗn loạn. Diệp phàm không phải bị thạch nhân mạc phổ đánh bay mà hai người đối kháng, một quyền của hắn ẩn chứa lực lượng toàn thân, đánh nát tay phải của thánh linh mà ra ta đã nói là thánh thể đến từ táng đế tinh mười vạn năm chưa hiện sao có thể thua được giờ khắc này ngay cả tiếp dẫn sứ của thành thứ mười của nhân tộc cùng kích động hô lớn phát biểu ý kiến nhân tộc ta thắng rồi thần thoại vô địch của thánh linh hôm nay đã bị đánh bại thua rồi lại thua bọn chúng không xong rồi rất nhiều người kêu to một trận chiến này ảnh hưởng rất lớn rất nhiều người liền tràn ngập lòng tinh sự lo lắng trong lòng lập tức tan biến tràn ngập tín niệm vô địch cường đại từ lão phong tử tới diệp phàm đối chiến với thánh linh đều đánh gãy chúng khiến chiến huyết của mọi người sôi trào cảm thấy có thần lực vô lượng còn chưa chấm dứt sương mù và thần quang tán hết trong chiến trường một cánh tay của mạc phổ đầm điểm máu cả cánh tay biến hình xuất hiện những vết sách lớn thần sắc hắn lạnh lẽo mang theo một loại khí chất khó có thể nói rõ giống như ma thần đảo qua mọi người sau đó nhìn thẳng vào diệp phàm một trận chiến này còn chưa kết thúc đâu hắn ngửa mặt lên trời gào lớn những sợi tóc đá dựng đứng mỗi sợi đều là một tinh hà phát sáng trói mắt xuyên thủng bầu trời sau đó hắn rít gào toàn thân phát sáng một ký hiệu cổ xưa hiển hóa ra trên thân thể của hắn xuất hiện trên hư không đây chính là ấn ký nguyên thủy nhất của đạo được thiên địa nuôi dưỡng ra thiên sinh địa dưỡng ngay cả trời xanh cùng đều ban phúc cho ta người có thể làm khó dễ đang ta sao thánh linh là vô địch cánh tay phải của hắn răng rắc rồi được chữa trị sau đó vùng ấn ký cổ xưa đầy trời đánh về phía diệp phàm cả vòm trời như sập xuống khi thánh linh cái thế thiên địa run rẩy phát ra từng tiếng chấn động chín tầng trời mười tầng đất như dung hợp với hắn đạo pháp vô tận sâu sắc thạch nhân mạc phổ được trời xanh bảo hộ toàn thân tỏa sáng vô tận không thể chống lại lúc này hắn trở thành người phát ngôn của thiên địa đúng là chưa từng có từ trước tới này giết về phía trước diệp phàm đứng trên mặt đất chiến y nhuốm thần huyết rực rỡ chói mắt ánh mắt rất thâm thúy thần sắc lạnh lùng tăng tiềm năng tới vô tận, bộc phát ra chiến lực tuyệt thế. Sau đó, hắn vung lục đạo luân hồi quyền, vô cùng trực tiếp dùng huyết khí khôn cùng đánh ra, duy ngã độc tôn. Thân thể to lớn sừng sững đứng trên bầu trời, giống như một thiên thần bể nghệ chín tầng trời, 10 tầng đất, độc tôn trong thiên địa này. Âm! hào quang bao phủ lục hợp bát hoang, một kích khủng bố nhất bùng nổ. Hai cường giả tranh hùng, triển khai một kích kinh thế, khí nuốt bát hoang, quét ngang lục hợp diệp phàm cứng trọi cứng cùng thạch nhân mạc phổ bộc phát ra hào quang chiếu rọi sáng lạn không ít người bị ánh sáng chói mắt bị mù mắt đủ các loại tiếng kêu gào thảm thiết vang lên liên tiếp không ngừng cùng may tu vi tới cảnh giới của bọn họ bực này có thể trong nháy mắt chữa trị không cần lo lắng hai mắt bị hỏng một kích này hỗn độn khí bắn ra bốn phía thiên địa đảo ngược càn khôn vỡ nát thần năng vô cùng vô lượng nơi nơi phát sáng rực rỡ như là tinh hà trên chín tầng trời đổ chút xuống bao phủ nơi đây mờ mịt khôn cùng diệp phàm cùng mạc phổ quyết đấu có thể nói là một trận chiến kịch liệt nhất từ khi hắn đi lên tinh không cổ lộ đến nay đây là một nhân vật đáng sợ mạnh mẽ tới cực điểm ầm thần huy mờ mịt cuồn cuộn mãnh liệt không ngừng cuốn tới lần này vẫn như cũ là một người sừng sững không nhúc nhích một người khác mang theo một mảng lớn mưa máu bay tung đi hai người đổi chỗ không phải diệp phàm xuất hiện mà là thạch nhân mạc phổ lao ra phiến gió lốc này toàn thân là máu mỗi một giọt đều óng ánh trong suốt lưu động lực lượng thần tính. Cái gì? Mạc Phổ chưa chết, vọt ra kia. Rất nhiều người chấn động, sợ hắn thắng được, thì đó chính là tới một hồi đại họa, là tai họa có tính chất hủy diệt. Giác! Đúng lúc này, ngay ngực Mạc Phổ phát ra tiếng vỡ vụn, rồi lập tức máu tươi phun trào. Trong các tinh vực, thánh linh huyết có thể coi là thần huyết. Mỗi một tia máu đều thần quang nhấp nháy, không ngừng phun tung tóe ra, khó có thể ngưng động được, làm cho mọi người đều rung động trong lòng ngay ngực mạc phổ xuất hiện một cái lỗ thủng bàng nắm tay là bị một quyền đánh xuyên qua bị thương nặng khó có thể tưởng tượng Trung quanh lỗ máu kia là từng vết dạn nứt đang lan tràn ra dẫn tới khắp nơi toàn thân hắn cả thân thể đều sắp nứt ra rồi hắn lảo đảo sắp ngà toàn thân đầm đìa máu do động lực lượng thần tính kịch liệt pháp tắc nguyên thủy của hắn được chịu trời xanh che chở không ngờ lại nứt tỏa ra bị một quyền của diệp phàm đánh nổ tung Mạc phổ lộ vẻ mặt không cam lòng hôm nay hắn ôm tâm tư độc nhất vô nhị chiến cùng diệp phàm muốn tạo nên tín niệm vô địch kết quả hắn lại trở thành đá mài dao cho người khác cường giả mãi mãi là kẻ mạnh kẻ bại sẽ bị người ta quên làng nếu có người nhắc tới cùng chỉ là để phụ trợ làm nổi bật sự cường đại của thánh thể nhân tộc thánh linh huyết chính là một phần để tạo nên ánh hào quang cho người khác a à, mạc phổ gào lên thê lương thảm thiết hắn thật sự không cam lòng trong lòng tràn ngập cảm giác khuất nhục giết gào phẫn nộ đều nói thánh linh vô địch nhưng hôm nay tiền bối của hắn bị đánh bại hắn cùng bị đánh bại chiến đấu trong cùng cấp bị đại bại không có một chút lấy cớ nào để nói vì sao hắn ngửa mặt lên trời gào giống thần huyết càng tuôn chảy nhanh hơn làm cho mặt đất cùng đá tảng đều nhuộm một màu sắc rực rỡ kỳ dị thánh thể nhân tộc đến từ táng đế tinh chiến thắng một thánh linh nhân tộc liên tiếp đánh vỡ thần thoại vô địch của thánh linh hay xuống vòng hào quang thần thánh bất bại của họ tạo dựng tấm bia vô địch cho nhân tộc rất nhiều người đều kích động kêu to mới đó không lâu những lời nói của mạc phổ đã làm thương tổn rất nhiều tu sĩ mọi người tích tụ trong lòng lúc này một người cung cấp đánh bại hắn làm cho mọi người không kiềm được giống to phát tiết nỗi lòng ở trong sương mù hỗn độn thân ảnh diệp phàm có hơi mờ mờ vẫn không nhúc nhích như là một tấm bia thần tản ra ý chí vô địch chấn nhiếp lòng người chiến y trên người hắn nhuộm thần huyết dáng người khỏe mạnh tóc đen bay phất phới ánh mắt bắn ra sáng như điện xuyên thấu qua sương mù như một thần ma vô địch một trận chiến này nhìn như đơn giản kỳ thật không thua gì một trận đại chiến ngàn vạn chiêu hết thảy ẩn chứa trong hai quyền của song phương đây là một trận đối chiến tuyệt thế diệp phàm còn thật sự hiểu rõ thu hoạch rất nhiều trận chiến đấu tuy rằng ngắn gọn nhưng ẩn chứa đủ các loại hung hiểm không thắng thì chết cần khí thế chưa từng có từ trước đến nay từ khi bước vào cửa quan thứ nhất nhân tộc đối với hắn mà nói trận chiến vừa rồi mới đúng nghĩa thực chất của nó là trận chiến đầu tiên tranh hùng trên đế lộ đây là thánh linh nhất mạch vô địch sao diệp phàm đứng sừng sững giữa sương mù hỗn độn khè nói không có trào phúng không có chế ngạo chỉ là một loại suy nghĩ sau khi bình tĩnh lại hắn đang thể hội đủ loại chỗ may mắn của nhất tộc này ngươi mạc phổ sắc mặt khó coi những lời này như là một bàn tay to hung hăng tát vào mặt hắn làm cho hắn lảo đảo lui về phía sau rắc truyền đến tiếng vỡ vụn bắt đầu từ trong ngực hắn xuất hiện từng vết nứt đáng sợ hình thể hắn nứt ra khó có thể giữ được hình người mặc phổ gào to thê lương thân thể hắn lao ra một cái tiếp một cái cổ phù gượng ép củng cố thân hình rồi sau đó phóng vọt tới diệp phàm hắn muốn trong lúc bản thân giải thể lôi kéo đối thủ cùng nhau chịu chết bởi vì căn nguyên của hắn sắp nổ tung sẽ sinh ra lực lượng đáng sợ không gì so sánh nổi diệp phàm trượt ngừng đầu ánh mắt như một ngọn lửa đánh tan hỗn độn khí hắn không có tránh lui ngược lại tiến lên rất nhanh phốc thánh linh huyết bắn tung tóe thiên địa hôn ẩm âm phong gào giết giận dữ trời xanh dường như cùng tức giận rồi một quyền của diệp phàm đánh xuyên qua mạc phổ làm cho hắn vỡ nát tan tành thần huyết hóa thành mưa máu rơi xuống thân thể hoàn toàn nổ tung kinh thiên động địa trong thiên địa xuất hiện đủ loại dị tượng như là biểu đạt sự bất mãn của trời xanh gió lốc màu vàng cuốn mưa máu bay là tả trông thật kinh thế hại tục tương truyền giết hại thánh linh cuối cùng sẽ có một ngày bị trời phạt trải qua một hồi kiếp nạn đáng sợ diệp phàm tung một quyền dập nát hết thảy trong luân hải xuất hiện một cái thái cực tiên đồ tản phát ra từng đợt từng đợt thần huy đồng thời vang lên tiếng tụng kinh làm tan biến hết thải dị tượng thiên địa ầm diệp phàm đạp một chân trên cái đầu như tảng đá sứt mẻ kia lạnh lùng nhìn mạc phổ đây là tàn thể cuối cùng còn sót lại của thạch nhân ngoài ra đều bị đánh thành bụi bậm người ngay cả thánh linh cũng giết vi phạm luật trời xanh cuối cùng sẽ có một ngày phát sinh bất tường lúc tuổi già phải gặp kết cục thảm hại mạc phổ âm lãnh nói nếu vô địch trên đời, ta còn e ngại sao? Trời xanh hư vô mờ mịt là nơi ký thác của kẻ yếu, ta không tin hắn tồn tại, nếu có người ngăn cản ta, chỉ có dùng một quyền đánh tan xác." Diệp Phàm nói. Từ khi bước trên tinh không, đây là trận chiến đầu tiên xác định vững chắc con đường vô địch của hắn, hắn đã lên đường tranh hùng trên đế lộ, cường thế quật khởi. Rất nhiều người nghe lời ấy đều biến sắc, có cảm giác hắn như một viên chiến tinh rực rỡ đang dần dần dâng lên, lòng mang tín niệm vô địch, khí nuốt bát hoang người như vậy quật khởi ai cùng không thể ngăn cản. Ai yếu ai mạnh? Diệp Phàm bình tĩnh nhìn cái đầu đá dưới chân hỏi. Ánh mắt của Mặc Phổ ảm đạm, mất đi sáng rọi, một câu cũng khó mà nói ra, một trận chiến này hắn hoàn toàn bại, tìm không thấy một cái cớ gì để chống chế, dưới trận quyết đấu công bình hắn không bị lại. Diệp Phàm cho hắn thống khoái lần cuối cùng, tung một cước đá ra, cả cái đầu đá nổ tung, thần huyết đầm đìa bắn tung ra bốn phương tám hướng. Mặc Phổ hoàn toàn biến mất trong thiên địa, từ nay về sau xóa tên ai nói thánh linh không thể chiến thắng mặc phổ thua chết không phải là kỳ tích gì ở trong quyết đấu công bình hình thần câu diệt thần thoại thánh linh không thể bị đánh bại hoàn toàn sụp đổ thánh thể tới tử táng đế tinh chỉ một người một mình giết chết ba thánh linh hiện trường xôn xao tiếng huyên náo ở mỹ truyền khắp đại nguyệt pha tất cả tu sĩ đều đang bàn tán ai dám nhục mạ thánh linh tộc ta đột nhiên trên bầu trời truyền xuống một tiếng giống to Quy áp cực kỳ mãnh liệt chấn cho tu sĩ khắp nơi đều run rẩy. Nga mãn chiến đấu từ ngoài vòm trời, nhìn thấy một màn này giống to phẫn nộ làm vừa nát cả vòm trời. Đồng thời hắn vươn ra một bàn tay đá trộp vào diệp phàm. soạt Thần mang xé rách bầu trời, thanh hoàng đạo nhân phát sao mà đến trước, chiến mâu trong tay xuyên qua thiên địa, đâm vào bàn tay đá ngăn cản đường đi của nó. Thanh hoàng đạo nhân vỗ động đôi cánh phụng hoàng, đây là thần hình của lão, giống như một tiên cầm vắt ngang bầu trời. Đại chiến với thánh linh ngao mãng, làm cho hắn lại đánh ra hướng vực ngoại. Trong nơi mai táng thần quỷ, Thạch Nhân Luân đã cầm lên, nhưng hắn mới vừa nhích thân mình, đã bị tiếp dẫn sứ của thành thứ 10 nhân tộc cùng với bá Long Đà Lan vây quanh, bọn họ vẫn luôn đề phòng hắn, cũng bắt đầu trận đại chiến mới. Diệp Phàm lấy ra một cái lọ ngọc, tế ra thần lực, từng đợt từng đợt thần huyết trong suốt từ mặt đất bay lên, như là một dây chuỗi thần ướt át tươi đẹp trói mắt, chìm sâu vào trong lọ. Đây là thánh linh huyết, có thể chế thuốc, cùng có thể giúp tinh tiến đạo hạnh là thánh vật thế gian hiếm thấy. Thiên tri thôn, có cửu khiếu thông linh thần dịch có thể phạt mau tẩy tùy cho mỗi một hậu nhân của hắn, chính là thu được từ một thạch nhân sắp thành hình, là tinh hoa của thần thai được thiên địa dựng dục thành. Thánh linh huyết này tuy rằng sau so ra kém thần thai ở trạng thái can nguyên nhất, là vật chất tinh hoa khi còn chưa hóa hình kia, nhưng cũng là vật nghịch thiên, tự nhiên đáng giá để lưu lại. Rất nhiều người đều đỏ mắt nhìn về phía bên này, dù là rất nhiều dị tộc đứng về phe thánh linh, cũng đều lộ ra ánh mắt tham lam nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ một trận chiến vừa rồi đó diệp phàm biểu hiện thực lực quá kinh người ngoại trừ vương của thánh nhân những người tại hiện trường hoàn toàn không có tư cách chiến một trận với hắn thương viêm ngao mãng đều đang đại chiến ở vực ngoại luân đạc ở đại nguyệt pha chống cự chư hùng bọn họ chưa thua chạy đương nhiên đại quân dị tộc còn phải tiến công tiếng hô sát vang trời trong lúc đó nguy cơ trong nơi mai táng thần quỷ vẫn không dừng lại mà càng ngày càng ác liệt diệp phàm thu lấy một phần thánh linh huyết sau đó tiếp tục gia nhập trong chiến đấu mỗi một quyền hắn đánh ra đều chấn động dung chuyển thiên địa đánh cho từng tên từng tên dị tộc nổ tung một cường giả lại một cường giả ngã xuống thay nằm ngổn ngang dưới chân hắn tranh hùng trên đế lộ chú định là phải dùng thi thể hài cốt tạo huy hoàng dùng máu tươi làm nổi bật màu sắc trong sự tàn khốc đáng sợ này hơi có vô ý sẽ vạn kiếp bất phục trở thành tấm đệm trên đường của người khác diệp phàm không còn lựa chọn nào khác chỉ có một đường đi tới âm um, âm um. truyền đến tiếng vang nặng nề nơi giếng cổ kia lay động kịch liệt máu huyết của từng cỗ từng cỗ thi thể hài cốt hóa thành luồng sáng bay về phía miệng giếng bao gồm một phần thánh linh huyết diệp phàm không kịp thu lấy mọi người đều bị áp lực như là có một cây chùy sắt đập vào tim bọn họ vô cùng khó chịu rất nhiều người không kiềm nổi oa một tiếng học ra một búng máu đây là một loại dao động lực lượng cường đại như là tiếng hô hấp của một đại đế loại tiết tấu này làm cho mọi người không chịu đựng nổi, rất nhiều người thối lui không kịp, thân thể đều sắp nứt ra. Chúng ta đã hết sức rồi không giữ được, cứ để cho thánh linh nhất tộc mở ra, cho bọn chúng tiêu diệt lẫn nhau. Thanh hoàng đạo nhân từ vực ngoại truyền âm nói cho Diệp Phàm lui lại. Hiển nhiên, tiếp dẫn sứ của thành thứ 10 nhân tộc cùng với đám bá Long Đà Lan đã được báo cho biết trước, bắt đầu xuất lĩnh cường giả nhân tộc cùng với rất nhiều cổ thú rời khỏi đại nguyệt pha. Thạch nhân luôn đặc tọa chấn, hắn là vương của thánh nhân đỉnh phong, có hắn chủ trì nơi này hoàn toàn bị hắn thống trị thậm chí không có máu tươi hiến tế hắn ngấm ngầm động thủ đánh chết một số dị tộc để tề sống ầm ầm chỗ miệng giếng phát ra tiếng động khủng bố trời long đất lở giống như là sắp nổ tung một lão đạo nhân xuất hiện ngồi xếp bằng bên miệng giếng vô cùng mơ hồ nhìn không rõ miệng tụng chân kinh có một loại uy nghiêm cùng khí tức đáng sợ đáng tiếc đây chỉ là một lũ đạo ngân mà thôi là từ trước thái cổ lưu lại tới nay trải qua năm tháng vô tận thân ảnh lão đạo nhân đã sắp phai mờ không thể tiếp tục chấn áp giếng cổ này nữa lạc ấn của đạo tôn vô thượng rốt cục tiêu hào hết rồi giếng cổ sắp sửa mỡ ra ai cũng không ngăn được trong thành thứ mười nhân tộc truyền đến một tiếng thở dài diệp phàm nghe mà sợn tóc gáy lão nhân mơ hồ kia là đạo tôn ư quá mức rung động đạo tôn là đại biểu cho cực hạn chính là nhân vật từ niên đại thần thoại cổ xưa theo người đời phỏng đoán là cùng một cấp số với đại đế cổ tương truyền cử bí trong thiên địa chính là do các vị đạo tôn khai sáng là đại biểu cho kế thừa cực hạn của chín lĩnh vực ầm cuối cùng vang lên một tiếng nổ lão đạo nhân mơ hồ kia biến mất hiển nhiên lạc ấn ảm đạm kia theo năm tháng hoàn toàn tiêu biến cùng lúc đó trời sụp đất nứt miệng giếng cổ vỡ nát phong ấn hoàn toàn bị phá giải ô a à. âm phong gào rít giận dữ mưa máu giàn giụa cảnh tượng trong thiên địa thật khiếp người thoáng cái liền biến dạng đáng sợ như là cánh cửa địa ngục rộng mở lại như thiên địa vỡ nát thế giới đi tới trung điểm hủy diệt mới đầu thổi quét tới từng đợt gió lốc màu vàng rồi sau đó biến thành màu đen rơi xuống mưa to như chút tràn ngập mùi tanh tưởi rơi dính trên người và mặt đất mọi người mới phát hiện đây là mưa máu loại cảnh tượng này khiến thánh nhân đều kinh sợ chưa bao giờ gặp qua đại nguyệt pha nổi gió lốc mù mịt ma kiêu quỷ khóc đủ các loại thi thể một khối lại một khối từ trên bầu trời rơi xuống như đại kiếp nạn tới nơi thần ma ngã xuống Sao lại như vậy? Mọi người sợ run, không có người nào không sợ hãi. Loại cảnh tượng này chưa từng nghe nói, chưa hề thấy qua. Ô ô! Trong nơi mai táng thần quỷ, như là có vạn quỷ đang kêu khóc, như vô số thần linh đang giống giận, dãy ruộng phẫn nộ, gào thét. Loại dị tượng này quá mức đáng sợ, khiến ra đầu mỗi người đều run lên. Ai cũng không nghĩ tới lại phát sinh loại đại loạn này. Hiện trường không còn trật tự được nữa, chúng tu sĩ đều chạy trốn tứ tán mưa máu có tính ăn mòn mãnh liệt một khi dính phải liền bị xuyên thủng hình thần câu diệt ngay cả dị tộc đến đây đã chuẩn bị đầy đủ đều tổn thất thảm trọng gần như bị dệt toàn bộ thạch nhân luôn đặc gian nan chạy trốn lao ra ngoài đại nguyệt pha ánh mắt tràn ngập kinh hãy nhìn lại giếng cổ kia lúc này nơi mai táng thần quỷ xứng với cái tên của nó thần khóc quỷ gào âm phong ngập trời mưa máu rơi tầm tả các loại thi thể rơi xuống vô cùng khủng bố đại nguyệt pha không thể sống yên phàm là sinh linh đều chỉ có thể rời khỏi bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ gió tanh mơ máu cướp đoạt sinh mệnh mọi người ầm giếng cổ dung chuyển kịch liệt chuyển ra tiếng gào hú chấn khiếp tâm hồn mọi người bên trong có một quái vật lớn sắp xuất thế mọi người đều lui chạy rồi dừng lại trên vòng trời xa tít chăm chú quan sát muốn nhìn xem rốt của có thứ gì xuất hiện mỗi người đều khẩn trương tới cực điểm kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé liên Tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người. Già Thiên Tập 186 của Lộ Tan Vỡ Thuyết Minh tại kênh Youtube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Ầm. Um, giếng cổ dung chuyển vang lên một tràng tiếng nổ kịch liệt, rồi trong ánh mắt đầy kinh hãi của mọi người, một bàn tay tái nhợt bám trên miệng giếng leo lên. Mưa máu từ trên bầu trời rơi xuống, rơi chúng bàn tay dường như giúp cho nó tràn ngập lực lượng tức thì dưới giếng phát ra một tiếng quỷ gào thê lương làm cho lông tóc từng người đều dựng đứng ra đầu từng trận đau đớn đó là thứ tổ khí gì mà bị phong ấn vô tận năm tháng trải qua từ thái cổ đến nay mà bên trong còn thật sự có sinh vật còn sống hay sao điều này không thể nghi ngờ đầy tính rung động rất nhiều người cho rằng trong giếng có thể có tổ khí tuyệt thế bởi vì bên trong ẩn chứa thần linh thông linh mới có thể xông phá miệng giếng cổ tạo thành dao động đáng sợ nhưng đâu có ai nghĩ đến thật sự có sinh linh đi ra cái này là trường sinh bất diệt sao sống bao nhiêu vạn năm trải qua vạn hiểm thiên kiếp đều còn tồn tại mọi người đều kinh hãi ầm um, một bàn tay khác trắng bệch bám trên miệng giếng rồi sau đó một thân ảnh nhảy vọt lên giống như một con viên hầu mạnh mẽ xuất hiện trước mắt mọi người ma quỷ có người run giọng nói đây là một người cổ chiến giáp trên thân sớm đã mục nát thành mảnh vụn dính trên cơ thể dường như những vải cá rách nát hắn tóc tai bù xù che khuất gương mặt cơ thể hùng vĩ giống như một ma vương. Tuy nhiên, thoạt nhìn hắn dường như rất suy yếu, ngẩng đầu lên tham lam hút lấy hút để mưa máu từ trên bầu trời rơi xuống, đồng thời dùng thân thể hứng lấy, hắn đang rất nhanh trở nên mạnh lên. Mọi người càng hoảng sợ, loại mưa máu này rơi chúng trên người tu sĩ sẽ lập tức xuyên thủng thân thể, làm cho người ta hóa thành một bãi máu loãng, thế mà người này lại hấp thu nó là lực lượng của mình. Ngao giống tiếng xít gào vang dội như là một bá chủ của nguyên thủy chấn động ngàn núi vạn sông cả đại nguyệt pha đều rung chuyển lên dường như sắp đổ sụp không ngờ hắn có thể hấp thu lực lượng mạnh mẽ như vậy mọi người hết hồn mau mau ngăn cản hắn không thể để hắn trở nên mạnh đây rốt cuộc là thứ quỷ gì có người ra tay xẹt qua hư không tế ra cấm khí đánh tới phía trung tâm nơi mai táng thần quỷ tồn tại giống như ma quỷ này thoát quay đầu lại trên gương mặt phủ kín sợi tóc lòa xòa lộ ra một đôi mắt lạnh âm u, vung tay chộp về phía cấm khí. Rắc. Pháp khí cường đại vỡ vụn, hóa thành một đám bụi, hắn chỉ chộp một cái pháp khí thành bột mịn, làm cho mỗi người đều sợ run trong lòng. Còn nữa kia, lại leo lên một tên nữa. Tại chỗ miệng giếng, lại xuất hiện một đôi bàn tay tái xanh, đang dùng sức vọt lên, làm cho người ta có cảm giác âm khí dày đặc, như một con quỷ quá lạnh giá. Hắn càng thêm tham lam, càng thêm khát vọng mưa máu, ngửa mặt lên trời gào rú, không ngừng hút vào vết máu loang lổ nhiễm đỏ cả thân thể hắn rót vào trong cơ thể hóa thành lực lượng của hắn đây là một cái hang ma có người kinh sợ kêu to mọi người ai cũng thối lui hai con ma quỷ này vô cùng cường đại người ta khó có thể đánh giá sâu cạn hơn nữa xem ra phía dưới còn có thêm nữa dưới giếng cổ tràn lên từng đợt từng đợt sương mù đen sen lẫn tiếng gào rú ngập trời từng con từng con sinh vật hình người leo lên chiến giáp tả tơi gần như mục nát bọn chúng tắm trong máu tươi từ suy yếu trở nên cường đại chỉ ngắn ngủi trong vòng nửa khắc đã có tất cả mười mấy con sinh vật hình người lao ra mỗi một con lồng ngực phập phồng vang vang như sấm động toàn thân phát ra ma quang tiếng gào thét xé nát non sông vạn vật đại nguyệt pha đang rung chuyển cả viên cổ tinh lay động vô số sinh vật trong núi hoang đầm lớn đều nơm nấp lo sợ các ngươi xem di hài trong núi băng kia cũng có người sống lại có người giật mình chỉ về hướng núi băng bên cạnh giếng cổ la lớn phần lớn núi băng đều tan chảy chỉ còn lại nền đất phía dưới có rất nhiều cổ thi đóng băng trong đó vừa lộ ra trong không khí liền hư thối trở thành bụi bậm mà lúc này có cổ thi cá biệt cực độ cường đại vừa lộ ra được mưa máu hôn đúc không ngờ cùng sống lại phát ra dao động thần năng cường đại tới cuối cùng có thêm hai mươi mấy sinh vật hình người cường đại đứng sừng sững bên giếng cổ dường như là đang thủ hộ mỗi tên tóc tai bù xù trong mắt sáng lấp lánh còn sắc bén so với tia chớp chiến giáp rách nát thân thể cường kiện lực lượng đáng sợ tản ra khí tức tăng thương cổ xưa đây là cường giả thời đại thần thoại ngày nay được một loại thần năng phó thác sống lại đây là một đám như ma thần một khi xông ra ngoài tất nhiên là một trường hạo kiếp thiên địa chấn động có người run run nói linh hồn đều sao động rất nhiều người hoài nghi hai mươi mấy người này không phải là toàn bộ mà nhất định dưới giếng cổ còn có tồn tại càng đáng sợ hơn nhưng đến tột cùng dị cảnh bực này là như thế nào tạo thành nhất thời khó có thể nói rõ ầm ầm màn xương đen cuồn cuộn mãnh liệt trào lên bao phủ toàn bộ nơi mai táng thần quỷ mọi người xuyên qua màn sương mù chợt nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đứng sừng sững bên miệng giếng càng ngày càng cảm thấy đáng sợ vù trên bầu trời thạch nhân luân đạc ra tay tế ra một kiện pháp khí cổ quái không phải kim khí mà là một kiện thạch khí hiển nhiên trải qua mài giũa tỉ mỉ thoạt nhìn cũng không thô giáp lắm lúc này nó hóa thành một luồng hào quang bay về phía miệng giếng thân ảnh cao lớn kia ngoái đầu nhìn lại trong bóng đêm lộ ra hai chùm tia sáng âm trầm thê lương rồi sau đó tung ra một quyển đánh cho thạch khí dập nát mọi người hít một hơi khí lạnh luân đạc chính là thánh linh vương của thánh nhân đỉnh phong pháp khí của hắn tế gia đều bị đánh nát đủ thấy những người cổ này rốt cuộc cường đại đến mức nào nhưng mà luân đạc vẫn không mất tinh thần tiếp theo đó lộ ra vẻ vừa kích động vừa khẩn trương cùng với chăm chú và chờ đợi bụi đá kia rơi xuống giếng cổ một lát sau phía dưới nhưng lại phát ra hào quang vô cùng tận, đánh tan màn sương mù, phá tan bầu trời, chấn cho mặt trăng trên bầu trời đều vỡ nát, khủng bố ngập trời. Cổ khí của thánh linh nhất mạch ta ở đây. Luân đạc ngửa mặt lên trời thét dài, gần như điên cuồng, vương của thánh nhân giết gào khủng bố hóa thành dao động ngập trời, truyền vào trong tinh không. Hắn đang truyền đi tin tức đó ra bên ngoài. Rồi sau đó, hắn rất nhanh mở ra từng tòa từng tòa tế đàn, mở ra một đạo lại một đạo vực môn, phái cường giả dị tộc đi truyền phát tin tức đi mau mau rời đi địa phương này không thể ở lâu nó sắp trở thành ma thổ đáng sợ nhất tiếp dẫn sứ thành thứ mười nhân tộc quát lớn mệnh lệnh cho tất cả cường giả nhân tộc rút đi rời đi viên cổ tinh này ra vực ngoại ngàn vạn dặm đợi tình thế bình ổn trở lại mới trở về bá long đà lan cũng ra lệnh cho các cổ thú nhân tộc cùng đại quân cổ thú chậm dài rút đi một khác cũng không dừng lại tất cả đều nhằm ra phía vực ngoại rời xa nơi mai táng thần quỷ để lại nơi này cho thánh linh và dị tộc rất nhanh ngao mãng xuất hiện hắn vứt bỏ thanh hoàng đạo nhân từ vực ngoại lao xuống viên cổ tinh này dừng thân ở bên ngoài đại nguyệt pha thần sắc kích động nhìn chằm chằm vào miệng giếng cổ sau nửa canh giờ một tiếng rít gào trời sụp đất nước hỏa linh thương viêm khủng bố tuyệt thế xuất hiện hắn cũng không ham giao chiến cùng lão phong tử buông xuống trước đại nguyệt pha hai đại thánh linh chỉ huy vô số dị tộc vây quanh nơi đây hiển nhiên là muốn lấy cổ khí trong giếng cổ diệp phàm thanh hoàng đạo nhân tiếp dẫn sứ thành thứ mười nhân tộc cùng đứng sừng sững trong vũ trụ thông qua một tòa cổ thai thủy tinh nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trước đại nguyệt pha thánh linh hỏa tộc thương viêm bị một số vết thương tuôn chảy ra từng luồng thần huyết sáng lạn mà trói mắt hiển nhiên là trong trận chiến với lão phong tử lưu lại điều này làm cho diệp phàm giật mình đại chiến kéo dài như vậy hỏa linh thương viêm cũng không bị trọng thương không ngờ hắn có thể tranh phong cùng lão phong tử sự cường đại của hắn có thể nói là tuyệt thế Nhung Diệp Phàm cũng thở ra một hơi nhẹ nhổm lão phong tử vẫn không bị thương, có tư chất vô địch đang đứng sừng sững dưới tinh không, chờ đợi hành động bước tiếp theo. Ầm. Thiện địa nứt vỡ, trước đại nguyệt pha, ở bất đồng phương vị liên tiếp xuất hiện mấy cánh cửa thật lớn, từ trong đó phân biệt đi ra từng vị tà thần đáng sợ. Bọn họ có huyết quang ngập trời, có hóc vụ tràn ngập, có hỗn độn khí lượn lờ, có dị tượng kinh thế, cả viên cổ tinh đều tràn ngập khí tức cường đại mà yêu tà của bọn họ thậm chí xông thẳng tới trong tinh không. Cộng tất cả bốn tà thân xuất hiện, phía sau mỗi một vị tà thân đều đi theo một đám đại quân, tinh kỳ bay phấp phới, lai động cả phòng trời. Ách nghịch lạp địch Hai đại thánh linh ngao mãng, thương viêm đồng loạt niệm cổ chú, như là đang cầu nguyện, lại giống như đang thỉnh mời, từng đạo từng đạo thần niệm cường đại xuyên thấu vào trong giếng cổ. Huyết quang ngập trời, ma vân che lấp mặt trời, trong giếng không ngừng phun trào ra huyết vụ đáng sợ, khí tức âm trầm khiếp người, Đương nhiên thỉnh thoảng cũng có tiên quang bắn lên từng mảng lớn. Thành Hoàng đạo nhân than nhẹ. Thời đại thần thoại, đạo tôn ở lúc tuổi già giết chết một vị thánh linh cực kỳ đáng sợ, muốn luyện tinh huyết của hắn làm phúc trạch cho đời sau. Đáng tiếc, bởi vì đạo tôn thọ nguyên không còn nhiều, không có luyện hóa thành, cuối cùng chỉ có thể phong ấn trong bảy cái giếng cổ, giống như rượu, nếu như thành công ngay khoảnh khắc mở ra phong ấn, sẽ có hương khí ấp vào mũi, nhưng nếu thất bại, tự nhiên là âm vụ ngập trời, hóa thành một hồi tai nạn đạo tôn phong ấn không thể làm cho thánh linh hóa thành tiên dịch mấy giếng cổ trở thành nơi mai táng dường ra thần quỷ a à, ngoài đại nguyệt pha liên tục vang lên kêu thảm thiết hai mươi mấy thân ảnh thủ hộ bên miệng giếng kia phóng vọt ra đánh giết tứ phương đại quân dị tộc từng mảng nát tan toàn bộ bị đánh chết bốn vị tà thần cổ xưa cùng hai đại thánh linh đều kinh sợ đồng loạt ra tay phóng tới phía trước không sợ mưa máu ầm đột nhiên giếng cổ vỡ ra một cổ khí tức cuồn cuộn mãnh liệt khiến đại thánh đều sợ run từ trong lòng đất sông thẳng lên trời giác thành thứ mười nhân tộc tọa lạc trong vũ trụ đương trường liền nổ tung trở thành một mảng phế tích một đó hoa sen trắng đường kính tới một trượng từ trong giếng cổ vỡ nát hiện lên nó vừa xuất hiện lập tức tạo thành cảnh tượng đáng sợ như thế ở trong huyết quang ở trong hóc vụ cây hoa sen trắng to lớn trong suốt này vô cùng thánh khiết như là một thánh vật xuất trần thương viêm cùng ngao mãng dường như có cảm ứng lớn tiếng tụng kinh, thân thể đều đang run rẩy, mà bốn đại tà thần cũng kinh sợ, tim đập nhanh từng hồi, không ngừng thối lui lại. trong cánh hoa trắng tuôn chảy ra từng đợt từng đợt máu tươi, như là nó bao bọc máu thịt trong đó, từng tia từng đợt tiên huyết đang nở rộ tiên huy bất hủ. mọi người chứng kiến đều cảm thấy hết thể quá mức quỷ dị, một cái giếng cạn bị phong ấn từ muôn đời, từ thời đại thần thoại đến bây giờ yên lặng bao nhiêu vạn năm, ngày nay mới vừa mở ra phong ấn, liền có sinh linh cường đại đi ra thật sự không thể tưởng tượng. Nhất là giếng cổ vỡ tan, rồi một đóa hoa sen trắng thật lớn bay lên, nở rộ thần quang trong màn xương máu và ma khí. Nó trắng nốn trong suốt, chung quanh là thay chất thành núi máu chảy thành sông, trông vừa yêu dị vừa thần bí. Nó tàn phát ra dao động quá mức khiếp người, trên hư không xuất hiện từng đạo vết rách, rồi lan tràn ra khắp cổ tinh. Kế đó sau khi thành thứ mười nhân tộc nổ tung, trên bầu trời xuất hiện từng đợt sóng gợn. A, à, loại uy thế này vang dội cổ kim, có thể nói là cực kỳ đáng sợ ngay cả tà thần cùng thánh linh đều thối lui không kìm nổi phát ra tiếng kêu to thảng thốt mấy đại cao thủ chỉ huy bộ thuộc toàn bộ chạy trốn đầu tiên là thông qua vực môn dẫn dắt đại quân thối lui như sóng biển không dám chậm trễ mảy may nào vực ngoại cường giả nhân tộc cảm thấy lưng phát lạnh dâng lên từng luồng hơi lạnh giá đây là tà vật gì mà mấy vị đại thánh lại quá sợ chạy mất thật là đáng sợ không thể ủ ra tiên dịch lại dưỡng ra thần quỷ đây là một hồi họa lớn. Thanh Hoàng đạo nhân lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ở niên đại thần thoại, đạo tôn chém chết thánh linh vô thượng, đem phong ấn trong giếng cổ, bày ra rất nhiều pháp trận, đây giống như một cái hầm ủ rượu, đợi cho tinh hoa máu thịt của hắn chuyển hóa thành rượu tiên, không nói tương lai có thể nuôi dưỡng ra một vị trí tôn của nhân tộc hay không, nhưng tuyệt đối có thể giúp cho đạo hạnh của nhiều cường giả tăng lên một mảng lớn. Giếng cạn trở thành đất nhuộm máu, nảy sinh ra một cây ma liên đáng sợ, nên bọn họ tạm lánh mũi nhọn này. Sau đó không lâu sẽ xuất hiện lại. Thanh Hoàng đạo nhân đưa ra phán đoán như vậy. Đóa hoa sen trắng kia bao bọc bên trong chính là máu thịt của vị thánh linh ngày xưa, cũng là một kiện cổ khí mới vừa xuất thế, lúc này tổ khí đang trong trạng thái sống lại, thần chán sát thần, Phật chán thí Phật, ngay cả đại thánh cũng không thể tranh phong cùng nó. Cái gì? Máu thịt của thánh linh kia còn giữ lại, đến nay còn không mục nát sao? Diệp Phàm khiếp sợ hỏi. Thanh Hoàng đạo nhân gật đầu, thần sắc ngưng trọng đó là một phần thân thể máu thịt của thánh linh năm đó cường đại đến tuyệt đình chỉ có đạo tôn ra tay mới chấn áp giết được hắn trong đó hoa sen ẩn chứa tiên huy từ trong cánh hoa chảy ra từng tia từng tia máu rực rỡ lóa mắt tuy rằng chỉ chút ít nhưng vô cùng chói mắt tràn ngập thần tính bất hủ thần huyết được sinh ra từ máu thịt thân thể của thánh linh đến gần máu huyết cấp đế ư đây là máu thịt của một chuẩn đế thậm chí là của tồn tại còn cường đại hơn bảo tồn đến nay kế tiếp trong nửa tháng cả viên cổ tinh đều lay động đại đạo bị áp chế, phát ra tiếng tụng kinh của ba ngàn cổ ma, biểu hiện sự khủng bố ngập trời. Đáng tiếc, một giò tiên dịch cũng không có ủ ra được, mà lại dựng dục ra một hầm thần quỷ. Thanh hoàng đạo nhân rất không cam lòng cảm khái. Chỉ cần một giọt mà thôi là có thể giúp cho đạo hạnh của một người tinh tiến, có thể giúp một đứa trẻ xây dựng mầm móng đạo cơ, tương lai thành tựu không thể lường. Đương nhiên, còn có thể sống lại ra thịt xương cốt người, là bảo đan cứu mạng và bảo mạng. Năm đó, Đạo Tôn muốn luyện hóa thánh linh này, luyện trong một lò thần đan, chính là sắp trở thành một cây bất tử thần dược. Đáng tiếc, thất bại trong gang tấc, nửa tháng sau, dao động trên viên cổ tinh dần dần bình ổn lại, đóa hoa sen kia khép kín, bao bọc trong đó máu thịt thánh linh vào cổ khí, không còn phóng ra thần uy nữa. Mà đúng lúc này, hai đại thánh linh cùng tà thần rốt cục lại xuất hiện, mở ra tiến công mãnh liệt nhất. Trên cổ tinh, đại quân dị tộc cuồn cuộn mãnh liệt, bọn chúng mang theo vô số cấm khí lại khắc ra rất nhiều trận văn, đồng loạt trấn áp về hướng giếng cổ. Đại chiến mở ra, trận chiến kinh thế tiến công giếng cổ tái mở màn. Ta cũng nên hành động rồi, nghe nói có thể còn có trí cường giả của các tinh vực khác sẽ tới đây, một trận chiến này là hung là cát rất khó nói. Thanh hoàng đạo nhân chuyển thân mình một cái liền biến mất. Nhân tộc có hộ đạo giả thương định ở thời khắc mấu chốt nhất ngăn chặn tà thần cùng thánh linh, làm cho bọn họ tổn thất nặng ở trước giếng cổ. Lão phong tử, thanh hoàng đạo nhân cấp số đại thánh này, đương nhiên là chiến lược tối tuyệt tình kế tiếp dùng toàn lực ngăn cản bọn họ tới phía trước đương nhiên hộ đạo giả nhân tộc không có khả năng trực tiếp ra tay mà phải bắt giữ thời cơ chiến đấu ở thời điểm mấu chốt nhất nhằm vào các tà thần thực hành một kiếm tuyệt sát phong hầu ầm um, đại chiến bắt đầu tà thần thánh linh tất cả đều tấn công mở ra một con đường tới phía trước tiến công giếng cổ đánh ra từng mảng pháp tắc tinh lọc mơ máu đục ngầu nhưng mà trong giếng lập tức lao ra hai mươi mấy thân ảnh mỗi người đều pháp lực ngập trời, tử khí cuồn cuộn, tất cả đều là thánh giả tử vong, cùng phối hợp phóng ra đối kháng. Chết đi! Hỏa linh thương viêm tuyệt thế quá to một tiếng, toàn thân đều nở rộ bảo huy vô cùng cường đại, từng cái ký hiệu cổ xưa trượt hiện ra trước thân thể hắn, rồi bay tới phía trước, tiến hành chấn áp. Phốc! Phốc! Từng luồng máu đen bay lên, liên tiếp bốn người cổ kia vỡ nát, trở thành một bãi máu đen, rồi tiêu biển trong đại nguyệt pha. Ngao giống! dưới giếng cổ truyền lên tiếng rít gào đáng sợ mấy đầu sinh linh khủng bố vọt lên bọn chúng là từ màn xương máu ngưng tụ mà thành mỗi một tên cực kỳ cường đại đây là máu huyết của tổ tiên thánh linh ngưng tụ mà thành ngao mãng kêu to một tiếng hít một hơi khí lạnh cả thân thể lạnh giá đó chính là máu huyết của người chạm đến đế cảnh hóa thành ma quỷ ngày nay đã thông linh có được một chút pháp tắc trật tự của người đó khi còn sống tuyệt đối khủng bố ngập trời đây là thần quỷ trong giếng cổ dưỡng ra thực lực của bọn họ có thể so với đại thánh vừa hiện ra liền phóng vọt tới đánh giết thương viêm ngáo mãng cùng các tà thần rơi vào cảnh khổ chiến sát a à. song phương triển khai chiến đấu kịch liệt vô cùng thê thảm đây là đối trọi gay gắt trong giềng cổ dâng lên màn xương máu làm cho rất nhiều cổ thi đóng băng trong lòng đất đều sống lại trở thành nô bộc liều mạng công sát tới phía trước dưới dẫn dắt của mấy đại huyết ma không ngừng thu gạt sinh mệnh các chủng tộc trong tinh không thương vong thảm trọng một lần bị bức rút đi đình chỉ công kích nhưng vì hấp dẫn của cổ khí, bọn họ lại lần lượt quay lại, triển khai đại chiến rằng co kéo dài. Bốn đại tà thần, hai đại thánh linh, liều mạng đối kháng với huyết ma, nhưng những người khác lại khó có thể chống đỡ được hai mươi mấy thân ảnh hùng vĩ trước hết đi ra từ giếng cổ kia. Trận chiến vô cùng đẫm máu. Chiến tranh tới hồi gai cấn. Thương viêm cùng ngao mãng trong miệng không ngừng đọc chú ngữ, hy vọng có thể dẫn động tổ khí trong đóa sen trắng kia, lấy ra sử dụng. Đóa hoa sen run rẩy từng đợt, chảy ra từng tia từng tia máu, nhưng vẫn không buông mở ra. Thương viêm huynh, để chúng ta tới đi. Bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di cap Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com sẹt ECAB phim viết liền không giấu nhé. Đột nhiên, một tà thần giống to, cả thân thể hắn hóa thành màu vàng mờ nhạt, trên đầu có bốn gương mặt như là một thần linh vô cùng uy nghiêm. ầm um, một cái luyện thần hồ bay ra, thấu phát ra uy nghiêm bảng bạc. Mặc dù đứng rất xa trong tinh không, Diệp Phàm cũng rung động từng hồi, lộ ra thần sắc khiếp sợ. Đây là một kiện đế binh cực đạo, là một kiện binh khí cực đạo của một chủng tộc nào đó ở chỗ sâu trong tinh không nắm giữ, khó trách Thanh Hoàng đạo nhân báo cho hắn biết, không đến vạn bất đắc dĩ không cần lộ ra cái đỉnh đồng xanh, bằng không sẽ bị tà thần cướp đi. Những người này nắm giữ đế binh tuyệt đối là vô địch, có thể quét ngang một cõi tinh không vũ trụ. Với cảnh giới hiện nay, của hắn nắm trong tay cái đỉnh đồng xanh khẳng định còn chưa phải là đối thủ của họ. Luyện thần hồ có màu xanh, sáng loáng chói mắt, tản phát ra uy áp của đại đế cổ khiến người ta sợ run. Đây là đế binh với vũ hóa thanh kim luyện chế thành, mặt trên nó có một tầng sóng gợn như là tiên vỗ cánh bay lên trời, có được quy lực vô lượng. Luyện tiên hồ, nó thuộc về quang minh tộc, là một chủng tộc cường đại cực kỳ cổ xưa ở chỗ sâu trong tinh không. Tộc đó sinh ra đầu có bốn gương mặt, cả thân thể có màu vàng mờ nhạt, cực kỳ uy nghiêm và cường đại. Diệp Phàm sợ run, khi hắn ở Bắc Đầu đã từng nhìn thấy chủng tộc này, thuộc một chủng loại trong vạn tộc Thái Cổ. Nhưng ở Bắc Đầu tinh vực thì không có cường đại như vậy, ngay cả là một vương tộc Thái Cổ đều không tính nữa là. Không nghĩ tới, bọn họ ở chỗ sâu trong tinh không lại cường thể như vậy, địa vị được tôn sùng, mà lại có nắm giữ cổ hoàng binh cực đạo, luyện thần hồ vô thượng. Đại thánh của tộc đó được xưng là tà thần, có thể nghĩ mà biết bọn họ khủng bố và cường đại tuyệt thế đến mức nào. Cả vật thể luyện thần hồ có màu vàng tranh, rực rỡ lóa mắt hiện lên từng đợt sóng gạn như lông chim thần uy cực đạo nở rộ miệng bình phun ra nuốt vào hào quang muốn hút luôn đó hoa sen trắng kia vào trong nó giờ khắc này cả cổ tinh nổ vang như là sắp vỡ nát ngao giống huyết ma gào giống bọn họ đột nhiên đều chìm vào trong đó hoa sen nơi đó cũng bộc phát ra uy thể khủng bố nhưng lại không yếu chút nào so với thần uy của cực đạo keng keng một cánh lại một cánh hoa sen nở rộ hơn nữa đang không ngừng biến thành lớn trăng sáng óng ánh không tỉ vết, tản phát ra từng đợt mùi thơm ngát. Một trượng, mười trượng, ngàn trượng, khi đó hoa sen hoàn toàn nở rộ, đường kính đã đạt tới ngàn trượng, lộ ra máu thịt ở bên trong, hào quang thần huyết chọc thẳng lên trời cao, làm cho người không thể nhìn thẳng vào đó. Khí tức tràn ngập so với đại đế cổ không kém bao nhiêu, phi thường khủng bố, khiến người ta không kiềm nổi muôn quỳ bái. Đó là, mọi người đều như ngây dại, thấy được vật thể trong đó hoa sen nhất là thánh linh nhất tộc lại không kìm nổi kêu lớn ở giữa đo hoa sen trắng có một bàn tay khổng lồ dài đến mấy trăm trượng trong lòng bàn tay nắm một quả thạch lệnh cả hai đều đang phóng ra thần uy vô thượng giống như nửa tháng trước xuất thể như vậy bẻ gãy nghiền nát hủy diệt hết thảy mọi ngăn cản là một bàn tay của tổ tiên thánh linh có nắm cổ khí của ngài lưu lại ngao mãng kêu to thần sắc kích động ầm nhưng mà ngay lúc đó bàn tay to kia dựng đứng lên cầm trong tay thạch lệnh bổ tới hướng luyện thần hồ bên này thần uy cái thế dũng mãnh không thể đỡ mọi người đều ngây dại tà thần quang minh tộc liều mạng vận chuyển luyện thần hồ cho nó sống lại phát ra uy nghiêm của cổ hoàng đối kháng với bàn tay to cùng thạch lệnh khủng bố đó là thánh linh vô thượng của thời đại thần thoại mặc dù sớm bị giết chết muôn đời nhưng đây là một bàn tay của hắn cầm thạch lệnh khi còn sống nện xuống như vậy khó mà đối kháng dị tộc sợ hãi kêu gào sợ hãi mọi người đều đại loạn chính là ngao mãng cùng thương viêm cũng đều là thần sắc thảm biển bọn họ biết rõ vị tổ tiên kia rất khủng bố nếu không phải vì cùng sinh một đời với đạo tôn tuyệt đối là vô địch dưới tinh không ầm um, và chạm đáng sợ nhất đã xảy ra luyện thần hồ đối kháng với bàn tay khổng lồ cùng với thạch lệnh kia giữa hai bên bùng phát ra hào quang rực rỡ thổi quét cả viên cổ tinh a à, từng mảng tiếng kêu la thảm thiết một trong bốn đại tà thần bởi vì cách luyện thần hồ hơi gần một chút hắn cùng với đám chỉ huy bộ tộc dưới thạch lệnh bị đứt từng khúc rồi sau đó nổ tung hóa thành màn xương máu đại đế cổ không thể địch tổ tiên thánh linh cổ của thời đại thần thoại còn không phải là đại đế dù đã mất đi sinh mệnh chỉ lưu lại một bàn tay huy động thạch lệnh mà còn có uy thể bực này chôn vùi một tà thần cùng cả bộ tộc đây là loại lực lượng đáng sợ đến mức nào ai cũng không nghĩ tới bàn tay bị phong ấn đến sắp hóa thành một bãi máu mất đi thần năng ngày xưa mà còn có thể khiếp người như thế quả thực không thể tưởng tượng vậy đại đế chân chính rốt cuộc cường đại đến cỡ nào chứ thương viêm ngao mãng cùng ba tà thần khác vội dùng luyện thần hồ đối kháng đồng thời dẫn dắt tộc nhân rất nhanh rút lui trong lòng mỗi người đều rét run âm um, ngoài vực ngoại từng viên từng viên tiểu hành tinh nổ tung dưới thần uy của cực đạo không có gì có thể trường tồn tất cả đều nổ tung như pháo hoa nở rộ bởi vì đây là nhân vật đại thánh tui đỉnh toàn lực thúc động đề khí dưới tiên uy không gì có thể kháng cự lại mà viên sinh mệnh cổ tinh này nếu không nhờ có các loại ấn ký của đại đế cổ lưu lại chỉ sợ ngay lần đầu tiên đã biến thành bột mịn nhưng dù vậy cũng xuất hiện từng vết nứt hiển nhiên sắp sửa giải thể ầm um, ngay khoảnh khắc thánh linh cùng ba tà thần rời khỏi cổ tinh một thân ảnh cuồng bá đột nhiên xuất hiện tung một quyền đánh xuống thần uy cái thế đánh cho ngang mãng nổ tung hóa thành đá vụn trộn lẫn trong màn mưa máu lần này hắn không bao giờ có thể sống lại được nữa ngươi dám tà thần của quang minh tộc giận dữ cử luyện thần hồ định thu lấy hắn nhưng mà lão phong tử nắm giữ bí quyết chữ hành cấp tốc chìm sâu vào vực môn tiến vào chỗ sâu trong vũ trụ biến mất tiên dịch trung quy cũng xuất hiện mấy giọt tiên dịch diệp phàm giật mình kinh ngạc hắn tu nguyên thuật thông thiên có thể nhìn xuyên qua long mạch thấy được ở chỗ sâu dưới giếng cổ vỡ nát kia có chất lòng trong suốt nhỏ giọt xuống đây là tổ khí của thánh linh nhất mạch ta trên thạch lệnh có ghi lại bổ thiên đại pháp có thể giúp thánh linh chúng ta đạt tới cảnh giới viên man xuất thể trước thời hạn thương viêm nói bất chấp tất cả mượn luyện thần hồ của tà thần quay lại tấn công giếng cổ ai cũng không ngờ được trận chiến này lại rằng co nửa năm thương viêm và mấy tà thần cổ xưa cầm đế binh công phạt tới nhiều lần lưu lại đủ thi thể mới trở về đánh xuống dưới giếng ma kia bảy tháng sau đại chiến lại xảy ra luyện thần hồ luyện chế từ vũ hóa thanh kim lóe lên bảo quang giống như trăng sáng trên biển rộng sóng nước trong vắt lấp lánh ánh sáng lành vô cùng vô tận, như chứa cả càn khôn. Đây là đế binh cực đạo, trên đời hiếm thấy, nở rộ tiên quang trong tay thánh linh thương viêm, miệng hồ mênh mông vô ngần, có thể trải khắp thiên địa. Thương viêm cầm thần hồ trong bàn tay huyết nhục, cùng thạch lệnh triển khai quyết đấu kinh thiên động địa, khiến tinh hà rung động, vũ trụ chấn kinh, phóng thích ra lực lượng bất hủ. Trận chiến này sinh mệnh cổ tinh này rốt cục không đảm bảo được, dù là có pháp trận của đại đế cổ lưu lại, nhưng nhiều lần bị đế binh công phạt vẫn phải vỡ nát tan tành. Tinh tú giải thể, phân tán trong vũ trụ hắc ẩm, non sông tráng lệ trở thành kiếp thổ. Đại chiến trong thời gian dài như vậy, nơi này sớm không còn một ngọn cỏ, hồ nước khô cạn rồi. Giếng cổ ở đại nguyệt pha và cả đại lục của nó lơ lửng trong vũ trụ, rách nát vô cùng, nhưng được thạch lệnh và huyết ma che trở nên vẫn bảo tồn được. A ma nhiều cổ, hỏa linh thương viêm tụng kinh nhằm vào thạch lệnh như muốn triệu tập tổ khí của bọn chúng đại lục lơ lửng trong vũ trụ tỏa ra ánh sáng lấp lạnh thạch lệnh rực rỡ lóa mắt trên mặt dày đặc những chữ nhỏ trông như con nòng nọc thần bí vô cùng đó là bổ thiên thuật của bộ tộc thánh linh ta thương viêm kêu to liều mạng tấn công đáng tiếc là những chữ kia chỉ lóe lên một chút rồi biến mất kinh hắn tụng có thể đánh động thạch lệnh trong khoảnh khắc nhưng không thể khống chế được hắn điên cuồng liều mạng tấn công thúc giục luyện thần hồ muốn thu phục thạch lệnh lấy được bí pháp khiến thánh linh đạt tới đại viên mãn trên đó trận chiến này kéo dài trong thời gian dài mấy tà thần cổ xưa đều xông lên tương trợ thương viêm khiến luyện thần hồ như biến thành thánh linh phát ra đế ảnh nhưng bên trong bạch liên hoa kia có mấy huyết ma chủ trì khiến thạch lệnh phát ra ánh sáng không gì so sánh được Và chạm kịch liệt phát sinh đại thánh rít gào tinh hà chấn động hành tinh nổ tung cả vùng tinh vực này trở thành tàn vực rách nát diệp phàm đứng xa xa xem cuộc chiến không nói một lời Long Mã và Cửu Vĩ Ngạc Long đã sớm xuất quan, trong lòng sợ hãi, cuối cùng cũng hiểu đại thánh khủng bố tới mức nào, đại đế cao không thể với tới. Âm, nơi mai táng thần quỷ nứt toạc ra, giếng cổ rách nát, huyết ma bị giết hai người, bạch liên hoa cũng bị đập nát, đó là đóa tả liên sinh ra do hấp thu máu thánh linh vô thượng, có đặc tính bất hủ vậy mà lúc này cùng bị đánh tan, phát ra tiếng kêu thê lương. Một gốc gây giống như lệ quỷ gầm giống, khiến lòng người lạnh lẽo mà cổ khí kia dù sao cũng không phải là đại đế vô thượng chân chính, chỉ dựa vào bàn tay khổng lồ kia, kết hợp lại mới có uy thế tới mức này, lúc này nó không ngừng bị oanh kích nên đã ảm đạm đi. Hỏa linh thương viêm và mấy vị tà thần tấn công mạnh mẽ không cần biết tới hậu quả, sắp thấy được kết quả phi thường hữu hiệu rồi, nơi mai táng thần quỷ sắp bị đánh tan, sắp hàng phục được thạch lệnh. Keng keng. Thạch lệnh run rẩy, phát ra tiếng rung động, kiếm khí hỗn độn vọt lên, tảng đá mang phong cách cổ xưa nhoáng lên rơi ra từng vết máu đó là máu của thánh linh văn tự dày đặc lại hiện ra thương viêm như say như mê hô to khóc lớn dụng tâm nhớ đoạn bổ thiên thuật này mong ngày sau có thể đạt tới viên măn diệp phàm biến sắc thương viêm siêu phàm thoát tục cực kỳ khủng bố có thể quyết đấu với lão phong tử là một thánh linh kinh tài tuyệt diễm hắn nếu thăng cấp thì trên đời có ai đối địch nổi a à, không tại sao lại như vậy đột nhiên thương viêm kêu lớn thần sắc tràn ngập thống khổ dán mắt nhìn chằm chằm vào thạch lệnh. Bổ thiên thuật phức tạp khó hiểu vô cùng, đây là khẩu quyết ban đầu, căn bản còn chưa viên mãn, cần lời dẫn, nhưng nó lại nằm trong ma giếng khác. Có một quyền thạch thư, trên mặt chuyên ghi lại các loại cổ thuật này, không biết được chôn trong ma giếng nào. Trong thời đại thần thoại, thánh linh vô địch bị chấn sát, phong ấn trong một ma giếng, thạch lệnh và thạch thư đều là thánh vật thần trí, đạo tôn mới có tịnh hóa, trong nhân tộc trừ hắn ra không ai làm được điều này đáng tiếc không ngờ luyện hóa huyết nhục thánh linh thất bại thần linh trong cổ binh cũng không thể hoàn toàn luyện được trở thành một bộ phận của tiên dịch bảy ma giếng nếu mở ra hết thì có thể đánh tan một đoạn tinh không cổ lộ thật không biết còn xuất hiện tồn tại đáng sợ nào nữa nên biết rằng chỉ một ma giếng thế này thôi mà đã đáng sợ như vậy rồi chết bao nhiêu người mới mở ra được mà mấu chốt nhất chính là ngao mãng và một tà thần đã bị hủy diệt nếu mở ra một ma giếng khác thì cùng gian nan nguy hiểm như vậy nhưng không cần nhân tộc ra tay hơn phân nửa là đám người thánh linh sẽ phải ngà xuống hết ầm ầm hoa sen trắng nổn hoàn toàn nổ tung bị luyện thần hồ đánh thành bột mịn hóa thành ánh sáng trắng bóc biến mất trong vũ trụ bàn tay to huyết nhục dài mấy trăm trượng kia giờ khắc này đột nhiên nứt toạc ra thần huyết văng khắp nơi thương viêm kêu to thứ này đối với hắn là thần yêu cần ra sức tranh đoạt nhưng đáng tiếc là thần huyết đều đã thiêu đốt cả một khi rời khỏi sự khống chế của bàn tay thì đều hóa thành hào quang. Thời đại thần thoại đạo tôn cường đại tới mức nào, có được uy lực vô thượng, tuy rằng phán đoán sai lầm, không thể luyện hóa thánh linh vô địch năm đó thành tiên dịch như sau nhiều năm phong ấn như vậy, thì rốt cục cũng khiến huyết nhục này sụp đổ. Lúc này dưới sự phát độn của luyện thần hồ, huyết nhục của thánh linh bị đạo tôn chấn áp muốn đời liền giải thể, không còn tồn tại nữa. A, à, thương viêm kêu to, tràn ngập vẻ không cam lòng mấy đại tà thần âm thầm thở phào nếu thương viêm thành công có được thần huyết vô thượng thì có lẽ tương lai sẽ cao cao tại thượng chấn áp bọn họ không thở nổi dựa theo ước định thạch lệnh này thuộc về chúng ta mấy tà thần nói nhìn về hướng thương viêm điều kiện đầu tiên là các ngươi giúp ta thu được bổ thiên thuật đầy đủ ở được mấy ma giếng khác thương viêm lạnh lùng nói lúc này không phải thời điểm bọn chúng thảo luận bởi vì thạch lệnh còn chưa bị thu phục thực vẫn được rung động kịch liệt như trước trên thạch lệnh có một vết nứt gần như sắp gầy ra rồi một tà thần biến sắc bởi vì đây có thể là chiến lợi phẩm của bọn họ sắp bị tổn hại rồi đó là vết nứt do đạo tôn lưu lại mọi người đều biến sắc trong lòng tràn ngập rung động bề ngoài thạch lệnh là đá bên trong có huyết nhục đây là một thánh linh đặc thù sinh ra cùng chủ nhân tất nhiên trở thành binh khí đạo tôn chết tiệt không chỉ giết cổ tổ của ta luyện hóa huyết nhục mà còn muốn biến tổ khí của ta thành tiên dịch thật sự là đáng giận thương viêm kêu to nhưng hắn cũng không cách nào thay đổi được chỉ còn có thể tĩnh tâm xuống mà thúc giục luyện thần hồ thu phục thạch lệnh đồng thời tụng cổ kinh tiến hành triệu hoán thạch lệnh bình tĩnh lại bị bọn họ thu vào bàn tay vài giọt chất lỏng rơi xuống mấy vị đại thánh đồng thời quan sát thạch lệnh ngạc nhiên thán phục liên tục đột nhiên hư không bị phá vờ một thân ảnh vọt ra thu lấy mấy giọt chất lỏng này đó không phải là máu đen của huyết ma có thể là tiên dịch do thánh linh bộ tộc ta và thạch lệnh hóa sinh ra thương viêm kêu to cùng mậy vị tà thần thúc giục luyện thần hồ đồng loạt ra tay đáng tiếc là đã chậm mất rồi hư không mờ mịt đại thánh kia đã biến mất hoàn toàn sâu trong vũ trụ diệp phàm xuyên qua tế đàn thủy tinh nhìn thấy tất cả đó là một vị hộ đạo giả của nhân tộc chưa bao giờ thấy xuất hiện ở đây thạch lệnh cũng có một phần của chúng ta đột nhiên trong vũ trụ truyền tới tiếng nói uy nghiêm có một nhân vật tuyệt thế xuất hiện đến từ một vùng tinh vực cổ xưa khác, muốn tranh đoạt thạch lệnh. Không lâu sau đó, đại chiến lại bùng nổ, đánh nát nhiều nơi này, những người kia đều tiến vào sâu trong vũ trụ. Đi! Diệp Phạm hóa thành một luồng sáng, nhằm về phía mảnh lục địa rách nát kia. Trong đó có một tầng đất nhìn không thấy gì đặc biệt, chưa khiến bất cứ kẻ nào chú ý, nhưng lúc này lại bị Diệp Phạm nhìn tới. Hắn ẩn sở sâu trong tinh vực, mượn đài thủy tinh quan sát, sớm đã phát hiện ra điểm dị thường. Hắn có nguyên thuật thông thiên, biết bên trong có bảo dịch nghịch thiên. Đây là dưới đáy giếng cổ, bị đánh bay về phía xa, dừng lại trong một góc nhỏ, không ai chú ý tới, cho rằng chỉ là bùn đất bình thường. Vút! Bí quyết chữ bình vận chuyển, tiên quang lóe lên, Diệp Phàm thu hồi tầng đất đó, xong liền mang long mã và cửu vì ngạc long biến mất trong tinh không. Ở sâu trong vũ trụ xảy ra đại chiến kịch liệt, thạch lệnh dẫn tới đại chiến của mấy đại trùng tộc khác, triển khai quyết đấu kinh thiên động địa. Đây là giao tranh của cấp đại thánh, vận dụng cực đạo cổ binh luyện thần hồ. Mà ở một khu vực khác, Diệp Phàm rất kích động, lôi phiến đất kia ra, ném đi rất nhiều bùn đất, xóa bỏ tần đá, rốt cục ở trung tâm tỏa ra ánh sáng trong suốt. Ở trong đó có mười mấy giọt tiên dịch, mỗi giọt đều lớn cỡ ngón tay, không dính với nhau, tự phân chia ra, trong suốt rực rỡ. Hương thơm ngào ngạt tỏa ra, hít một hơi đã thấy cường gân trắng cốt, khớp xương kêu răng rắc như sắp lột xác rồi. Thủ đoạn của đạo tôn đã thành công, tuy rằng không hoàn toàn như trung quy cùng có một ít tiên dịch long mã run rẩy vô cùng kích động nói Cử vĩ ngạc long đã gần như sợ run đạo tôn sản xuất ra tiên dịch mà bọn họ lại chiếm được thật sự là phúc lớn vô cùng cổ tinh tại thành thứ 10 của nhân tộc vờ nát có nghĩa là đoạn cổ lộ này đã bị đánh gãy bởi vì tế đàn thông tới đoạn sau cùng bị đánh tan nếu muốn chữa trị không biết phải đợi bao nhiêu năm tháng nữa hơn nữa chuyện đáng sợ hơn xảy ra thánh linh tộc quang minh tộc và các chủ tộc ở tinh vực khác đều đồng loạt ra tay nhằm với giếng cổ khác trong vài năm sau đó tinh không cổ lộ sụp đổ mấy ma giếng khác đều bị dùng máu huyết mở ra đây đúng là một kiếp nạn đại chiến trên cổ lộ xảy ra không ngừng trời sụp đất nứt hoàn toàn bị hủy diệt mà cường giả tại tinh vực này cũng đều xuất hiện cướp đoạt bổ thiên thuật tìm kiếm tiên dịch chạy đoạt cơ duyên do đạo tôn lưu lại máu tươi nhốm đổ tinh không đây đúng là những năm tháng đau khổ tràn ngập máu tươi Mặc dù nhân tộc sớm đã có chuẩn bị nhưng tổn thất cũng không nhỏ. Vài đoạn tinh không cổ lộ đứt đoạn, hai viên sinh mệnh cổ tinh bị đập nát, tuy rằng đã di chuyển rất nhiều sinh linh từ trước những cũng vẫn có thể gọi là thây cốt thành núi. Ai cũng chưa từng đoán được là một trận chiến này lại rằng có tới 18 năm, nhưng chưa kết thúc, vài vùng tinh vực xung động rất lớn. Nhân tộc, thánh linh tộc, quang minh tộc trong mười mấy năm chiến đấu này đều bị lôi vào, dù muốn thoát ra cũng không được, những chủ tộc mạnh mẽ ở những tinh vực khác cùng tới rồi bảy ma giếng đều mở ra giống như mở ra cửa địa ngục đây là một trận tai kiếp lớn khiến sinh linh đổ thán có người phỏng đoán là thánh linh thời đại thần thoại này chỉ còn kém một bước là có thể chứng đạo suýt hóa thành cổ hoàng đáng tiếc cuối cùng lại bị đạo tôn chấn sát dưỡng thành bảy hầm thần quỷ mười mấy năm chinh phạt giếng cổ lần lượt bị phá tan các bộ tộc tổn thất thảm trọng ngay cả đại thánh cũng mất mạng vài người có giếng cổ không nhiều nguy hiểm nhưng có giếng cổ lại tràn ngập sát khí vượt qua sự tưởng tượng của mọi người trong đó giếng cổ mai táng đầu lâu của thánh linh kia là yêu tả nhất đại quân các tộc giết tới ước chừng để sống 10 vạn sinh linh máu tràn ma thổ thầy cốt chất thành núi mới khiến phong ấn nơi này hở ra một khe mà thôi bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set phim viết liền không giấu nhé cuối cùng các tộc dùng hết mọi biện pháp rốt cục mở được giếng cổ này ra mà giếng cổ vừa được mở ra liền xuất hiện dị tượng kinh thế. Các bài đá chạy, âm phong rít gào giận dữ, huyết nguyệt ngang trời, thi thể thần ma rơi xuống từ bầu trời, chấn động mặt đất ầm ầm. Loại tình huống này diễn ra suốt 10 năm, không ai có thể tới gần. Một vị đại thánh dị vực tùy tiện xâm nhập vào vùng cấm liền thét to thê thảm suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng chỉ còn lại xương trắng, huyết nhục và nguyên thần bị gặm sạch. 10 năm sau, đầu lâu của thánh linh xuất thế, cả viên cổ tinh nổ tung, nó khi nuốt tinh hà khiến các tộc phải trả giá khó có thể tưởng tượng được máu chảy thành sông nhuốm đỏ vũ trụ nếu không có việc đầu lâu này bị đạo tôn chấn áp trong thời gian dài sắp sửa mục nát thì khó có thể tưởng tượng sẽ tạo thành tai nạn bảy ma giếng này cái nào cũng đều rất quỷ dị sát khí nặng vô cùng trở thành nơi mai táng cường giả cái giếng cuối cùng mai táng nửa thân thể của sinh linh bên trong giấu một bộ thạch kinh lại dẫn phát huyết kiếp ngập trời các tộc tàn sát lẫn nhau ngay cả tà thần cũng đều trở mặt để có được bộ kinh văn này các tộc đánh tới nghiêng trời lệch đất nhân tộc cũng tham gia vào ra tay vào thời khắc mấu chốt đáng tiếc là thất bại trong găng tấc một vị hộ đạo giả suýt ngã xuống mà các đại tộc tham dự vào đó cũng tổn thất quá lớn hai đại thánh liên tiếp bị đánh chết thi thể và máu tươi bán tung đục thủng cả tinh vực luyện thần hồ thạch lệnh các loại cổ binh cực đạo và tổ khí gần với đế binh va chạm kịch liệt khiến vũ trụ nứt nẻ có chủ tộc hoàn toàn diệt phong 18 năm trôi qua bảy ma giếng lần lượt được mở ra mà đại chiến kéo dài liên tục tới hôm nay bổ thiên thuật ở nơi này không có ai biết rõ đương nhiên các tộc tuy tổn thất thảm trọng nhưng thu hoạch cũng rất lớn bất kể là thánh linh quang minh tộc hay nhân tộc đều có được tiên dịch đạo tôn phong ấn thánh linh tại thời đại thần thoại dù sao cũng sản sinh ra được một ít bảo dịch vô thượng phát hiện ra ở bốn miệng giếng đối với các tộc thì đây đúng là thứ vô giá nhiều năm trôi qua như vậy tinh không cổ lộ tan nát vẫn chưa được xây dựng lại con đường này của nhân tộc bị chặt đứt chinh chiến không ngừng mưa máu bay là tả cổ lộ thê lương vô cùng 18 năm diệp phàm chiến đấu đẫm máu đại chiến qua các chủng tộc một đường giết tới hắn không rời khỏi vùng tinh vực này mà bằng huyết chiến tàn khốc rèn luyện chính mình xuyên qua núi thây sông máu đi qua vô tận thi cốt mà xúc tích đạo cơ hắn thăng cấp tại thánh nhân cảnh quá nhanh trải qua ngàn vạn loại đạo pháp tấn cộng quyết đấu với các loại cổ thuật từng bước từng bước khiến đạo tâm kiên định tiêu trừ hậu họa những năm gần đây, hắn cũng không vội vã đột phá mà dụng tâm đi xây dựng cơ sở tiên đạo của mình. Mặc dù chỉ là một cây cỏ, nhưng trải qua 18 năm tắm trong mưa máu, nếu không chết thì cũng có thể trưởng thành cứng cỏi, chỉ đợi thời cơ tới, nó sẽ đột ngột mọc lên từ mặt đất, hóa thành cổ thụ che trời. Huống chi diệp phàm trải qua đủ loại rèn luyện sinh tử, giống như một thanh thiên kiếm tuyệt thế, rực rỡ trói mắt, sắc bén vô cùng, ẩn bên trong vỏ kiếm. Những năm gần đây, diệp phàm đã đột phá cửa ải một lần đó là chuyện 10 năm trước, khi hắn cảm thấy đã xúc tích đủ cơ sở tiên đạo mới thử tiến thêm một bước. 10 năm trước hắn ngồi xếp bằng trên một giếng ma bị các tộc đánh vỡ, thổ nạp tử khí vô tận, sau đó ăn tiên dịch của đạo tôn lưu lại, tiến hành va chạm sinh tử. Một năm đó hắn thành công đạt tới thánh nhân tầng 7, có thể nói là tăng tiến vùn vụt, từ đó về sau trải qua sát phạt mưa máu, 8 năm trôi qua, khảo nghiệm sinh tử để củng cố tầng cảnh giới này. Tiên dịch đạo tôn lưu lại chỉ có thể dùng một lần, đối với bất luận kẻ nào mà nói thì một giọt là đủ dùng lại sẽ mất hiệu lực mỗi giọt đều lớn cỡ ngón tay thần quang tỏa ra bốn phía khiến người ta thoát thai hoán cốt đây là tiên dịch do giếng ma nuôi dưỡng thành số lượng rất có hạn ngày nay các tộc đều chiếm được một ít dùng các loại bí bảo kinh thư trao đổi nhưng không ai bán ra một giọt diệp phàm có mười mấy giọt tương lai tất có tác dụng lớn có thể cho cố nhân hoặc các đệ tử khi tu luyện tới cửa ải ăn để tăng vọt lên vài tầng 18 năm nay Long Mã và Cửu Vĩ Ngạc Long có được lợi ích rất lớn, bất kể là thánh nhân chết trận hay tinh hoa thần dịch do Diệp Phàm luyện công xong tán đi cũng đều bị bọn họ nuốt hết. Hai con hung thú này đã lột xác vài lần, thực lực tăng vọt, tất cả đều tạo cơ sở cho bọn họ không ngừng chết xuất long huyết. Yêu Hoàng không lưu lại kinh thư trên cổ lộ, nhưng chỉ một bộ cổ thuật này cũng đã nghịch thiên rồi, đó là nguyên nhân và động lực khiến hai hung thú này không ngừng tăng thực lực. Vô số người chết trong đại chiến tinh không, tất nhiên cũng không thiếu cổ thánh trở thành thức ăn của bọn họ dùng để luyện long huyết quả thực là một con đường tắt cộng thêm diệp phàm cho chúng mỗi người một giọt tiên dịch thánh linh thực lực của chúng tăng như bão táp lúc này bằng với diệp phàm đều đặt cảnh giới thánh nhân tầng 7. gần đây chúng nuốt quá nhiều máu huyết mới có thể đột phá chuyện này nếu truyền ra nhất định sẽ khiến người ta trố mắt nhìn chân chối chỉ có đi lên tinh không cổ lộ gặp đại chiến như vậy lại nắm giữ cổ thuật nghịch thiên ẩn dưỡng long huyết mới có thể có tốc độ thăng cấp thế này bằng không nếu ở trong một tinh vực tránh trên một viên cổ tinh thì làm sao có thể cắn nuốt được nhiều thi thể hải cốt thánh nhân chết trận như vậy được hai người này chiếm được rất nhiều thánh huyết bản thân cũng dính không ít mệnh mặc dù biết làm vậy tổn thương tới thiên đạo tương lai không có kết cục tốt nhưng cũng không thể nghĩ nhiều như vậy bao nhiêu thi thể cổ thánh rơi xuống trước mặt tất nhiên phải dùng để tăng thực lực rồi hai con hung thú này xua đuổi ý nghĩ trong đầu dù trong lòng cảm thấy bất an tương lai có thể gặp tai vạ nhưng trước mắt cũng phải điên cuồng tăng cường cảnh giới. 18 năm, Diệp Phàm trở thành công địch của ngoại tộc bởi hắn giết tu sĩ quá nhiều, phía sau xuất hiện một tầng thần hoa nằm huyết. Đây là kết quả của việc hắn tắm trong thánh huyết các tộc, chỉ cần xuất hiện là không cần họ báo danh, nhìn thần hoàn đỏ sẫm kia cũng biết là hắn. Hơn nữa bộ tộc thánh linh phát ra nguyền rùa hoàng kim, khiến trong thần hoàn của hắn có thêm một tầng kim quan rực rỡ, bất kể là đi tới đâu cũng bị tiêu trừ. 18 năm, từ Thạch Lang, Ô Cổ, Mặc phổ Diệp Phàm còn đánh chết một con vượn đá cường đại, dùng tay không xé tan xác, thu đi một bình thần huyết thánh linh. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn, một vị thánh linh vô thượng ở sâu trong tinh không phát ra nguyền rủa, muốn diệt trừ hắn. Đáng tiếc là trên người Diệp Phàm có đỉnh đồng xanh cản trở hết, lại khiến thần hoàn phía sau hắn có dính kim quang. Tinh vực to lớn như vậy có thể có mấy thánh linh? Diệp Phàm giết bốn người, gần như đã khiến thạch nhân ở tinh vực này diệt tộc, thật sự chọc giận thánh tộc này. Đồng thời hắn cũng tạo thành xung động, khiến nhân tài mới xuất hiện ở các tộc không ngừng truy tìm hắn, muốn đánh gục hắn, trở thành thần thoại. Cùng chính bởi vậy nên nhiều năm qua như vậy Diệp Phàm đại chiến không ngừng, vẫn chém giết vô số địch nhân trong gió tanh mưa máu. Đáng tiếc chính là cường giả các tộc muốn thành danh mà tới gần như đều mất mạng cả, khiến Diệp Phàm càng đánh càng mạnh, tạo nên uy danh của hắn. Nếu không phải các nhân vật cấp đại thánh đều đang tranh đoạt cổ kinh thần thoại thì sợ đã có người giết hắn rồi. Dù vậy thì Diệp Phàm cũng đã vài lần gặp nguy hiểm, tuy nhiên hắn cũng nắm giữ bí quyết chữ hành, trong thiên hạ có người hắn đánh không lại, nhưng lại không có mấy ai đổi nổi hắn. Sâu trong vũ trụ hắc ẩm, đại chiến vẫn tiếp tục, bổ thiên thuật kia đến cuối cùng nằm ở tay ai cũng không ai rõ. Nhưng trong lòng các tộc đều có quyết sách, cho rằng dù là ai thì cũng phải công phạt, quang minh tộc, thánh linh tộc, vũ dực tộc, nguyên ma tộc đều trinh phạt lẫn nhau. Đương nhiên trận chiến này phát sinh trên cổ lộ của nhân tộc, nhân tộc tất nhiên cũng không tốt lắm. Diệp Phàm đi lại trong vũ trụ lạnh như băng, thỉnh thoảng có thể thấy thi hài trôi nổi, máu tươi đã đọng lại. Nhiều năm qua như vậy, Long Mã và Cửu Vĩ Ngạc Long nhìn thấy thi thể là đã buồn nôn, nhưng vẫn phải nén lại, tiếp tục cắn nuốt, tất cả đều vì mạnh lên. Diệp Phàm vượt qua vũ trụ lạnh như băng, đang tìm một vầng thái dương mất hủ, bởi hắn muốn đột phá, trải qua nhiều năm rèn luyện như vậy, dưới chân hắn đã có vô số thi thể hài cốt, dùng máu xây dựng lên con đường phía trước hắn cảm thấy có thể tiếp tục vượt ải. 9 năm trước trong một lần đại chiến sinh tử, hắn đã bị rất nhiều cường giả đuổi giết vào một tinh vực âm lãnh, tìm được một thái âm thần hạch, có được băng hàn cực hạn. Đây là tinh túy của thái âm luyện thành, là báu vật tuyệt thế để tu luyện thái âm tiên kinh. Mà đối với Diệp Phàm thì nó cũng là một bảo vật tu luyện luân hải, có thể tu thái âm đồ trong thái cực tiên đồ. Ngày nay muốn phá quan, hắn tất nhiên phải tìm một vầng thần dương để luyện thái dương tiên đồ diệp phàm bay nhanh về phía vòng mặt trời hừng hực kia xua tan băng hàn và hắc ẩm càng tới gần càng nóng cháy khiến người ta không mở nổi đôi mắt hắn muốn tiến vào trung tâm của thái dương người nào đột nhiên một thân ảnh lao ra thực lực cường đại thánh uy mênh mông diệp phàm lộ dị sắc không ngờ lại là bảy đại thánh giả không phải thánh nhân bình thường mỗi người đều có pháp lực ngập trời khí tượng bất phàm người đứng giữa toàn thân tỏa ra màu vàng nhạt đúng là thánh nhân của quang minh tộc ở hai bên là ba người, ai nấy đều có dung mạo bất phàm, chủng tộc bất đồng, đứng song song một cỗ, có vẻ quái dị không nói lên lời. Những người này cũng không phải rất lớn tuổi, hẳn là nhân tài mới xuất hiện của các tộc, đi cùng một chỗ, tuyệt đối không tầm thường. Là ngươi, thiên hoàng tử nhân tộc Diệp Phàm, sát tinh đến từ táng đế tinh. Những người này sau khi nhìn phía sau hắn đều cà kinh, không cần nhìn kỳ cũng thấy âm huyết thần hoàn của hắn, quyền rùa hoàng kim rực rỡ kim quang người đúng là to gan lớn mật còn dám tiến vào hành cung động phủ của thương viêm đại thánh một nữ nhân quốc sắc thiên hương nghiến răng nghiến lợi nói vô cùng lạnh lẽo diệp phàm giết rất nhiều người của bọn họ khiến nàng vô cùng oán hận diệp phàm nghe vậy lộ ra nụ cười từ nội tâm viên thái dương này không ngờ lại là hành cung động phủ của thương viêm thánh linh hỏa tộc đúng là ở chỗ bất phàm nhất định sẽ trợ giúp hắn đột phá cửa ải thành công diệp phàm ở trong tinh vực đã cảm nhận được thái dương thần tinh này quá rực rỡ không ngờ đúng là hành cung của thánh linh hòa tộc khó trách nó lại như vậy nơi hỏa linh sinh sống tất nhiên phải có thần hòa cực cảnh vốn sự xuất hiện của nó đã là một kỳ tích trong thiên địa rồi động phủ ở bên trong thái dương tất nhiên tràn ngập thần tinh đúng là thứ mà diệp phàm cần để qua cửa ải có giá trị khó có thể đong đếm được nó có thể nói là vô giá đối với người cần tới bảy dị tộc tất nhiên rất phi phàm có nam có nữ đều tài cao chót vót là hậu bối của các đại thánh lai lịch kinh người quang minh tộc nhìn bốn phía quan sát tứ phương toàn thân phát ra thần quang vàng nhạt giống như đấu chiến thánh giả duy ngã độc tôn trong thiên địa nhân tài nguyên ma tộc sáng người hùng vĩ trên trán có một chiếc sừng ác ma phát ra sương mù giống như một ngọn núi lớn trong mắt có cảnh tượng nhật người tinh tú bị hủy diệt thiên nữ của vù dực tộc tóc vàng mềm mại ánh mắt trong suốt da thịt trắng như ngọc lưng có đôi cánh trắng nốn không tỉ vết sau đầu còn có một đạo thần hoàn thánh khiết mà đoan trang cường dạo ảnh tộc thân ảnh mơ hồ quanh năm suốt tháng đứng trong bóng tối dù sau lưng có thái dương tinh nhưng hắn cùng lộ cả một khoảng tối tăm là sát giả trời sinh bảy cường già trẻ tuổi cùng tới tạo thành áp lực đối với bất luận kẻ nào mỗi người này đều là thiên tài một phương rất ngông cuồng từ trước tới nay đều một mình di chuyển chẳng qua lần này do bề trên ra lệnh nên mới tạo thành một tiểu đội lâm thời trong tinh không các chủng tộc vào thời gian chiến tranh này có quan hệ rất phức tạp bọn họ ý thức được trên cổ lộ của nhân tộc phải liên hợp không thể vì bổ thiên thuật mà hoàn toàn trở mặt. Vì vậy đại thánh mặc dù trinh phạt cướp đoạt bộ cổ kinh kia, nhưng quan hệ giữa các đại tộc cũng không phải hoàn toàn bị đóng băng, ngược lại càng phải kiếm cơ hội hợp tác. Bảy người này đều là tuấn kiệt trong các tộc, mỗi người có thể xưng là cường đại tuyệt thế trong cùng thế hệ, trong đó không có vương của thánh nhân nhưng lại càng nguy hiểm. Diệp Phàm suy nghĩ, cũng không hề khinh thường, bởi hắn cảm thấy những người này cũng thực khó đối phó. Tàm Môn, làm sao lại nhảy ra mấy tên yêu nghiệt này? cường đại hơn cả thánh nhân bình thường thế long mã nói thầm mà vẻ mặt của cửu vĩ ngạc long cũng ngưng trọng đây không phải chỉ một hai người mà cả bảy người đều khiến người ta có cảm giác nguy hiểm bất luận thế nào cũng phải tử chiến một trận nam nhân hùng vĩ của nguyên ma tộc quát lớn chiến ý vút cao giống như một thanh chiến kiếm toát ra khỏi vỏ sắc bén bức người ta đánh với hắn một trận trước người còn lại kêu lên thần sắc phấn chấn không giống như quyết đấu sinh tử mà là gặp một sự kiến khó thế vậy những người này đều có lòng tự cao của mình dù bề trên các đại tộc bắt đi với nhau nhưng cũng không muốn đánh hội đồng bọn họ đến từ bảy đại tộc đều thuộc những tinh vực khác nhau tuy không phải là thiên tài đệ nhất của tộc nhưng cũng là một trong những người đứng sừng sững ở bậc cao nhất ta khuyên các người nên rời khỏi nơi này đi vùng tinh không này đã chảy quá nhiều máu rồi diệp phàm lên tiếng mục tiêu chủ yếu của hắn chính là thái dương tinh phía trước trong quá trình hắn di chuyển âm huyết thần hoàn phía sau hắn tỏa ra ánh sáng hoàng kim rực rỡ phụ trợ khiến hắn trông như thần linh vậy. Đây là kết quả do giết người, khiến thi thể như núi, máu chảy thành sông, tương truyền ngày sau sẽ bị trời xanh giáng tội. Thánh thể nhân tộc, người giết chóc 18 năm, nghe đồn đã đánh nát nơi này, vô địch một thế hệ, hôm nay lại sợ sao? Cường dạo ảnh tộc lạnh lùng nói, hắn không muốn độc chiến, đã chuẩn bị ấm sát rồi. Diệp Phàm không liếc nhìn hắn mà nhìn thẳng vào nam nhân quang minh tộc, kẻ này máu huyết toàn thân ủ như sấm, lấp lánh thần quang, tuyệt đối là một cường giả ta là cháu đời thứ sáu của cổ hoàng nguyện đánh với ngươi một trận cường giả quang minh tộc trầm giọng nói trong lòng diệp phàm lập tức chấn động bộ tộc này có luyện thần hồ là cổ binh nghịch thiên như vậy trong quá khứ xa xôi tuyệt đối đã xuất hiện cổ hoàng không biết huyền tổ của huyền quang còn ở trên đời hay không phía đối diện có người hỏi khè diệp phàm nắm bắt được tinh thần dao động trong lòng cũng rung động quang minh tộc có một vị cổ hoàng tử xuất thế bốn ngàn năm trước nhanh chóng trưởng thành tới cảnh giới đại thánh sau đó mất tích. Đây tuyệt đối là đại sự, có người cho rằng hắn bị ẩm hại, cùng có người cho rằng hắn biết mình xuất thế quá sớm, sợ bỏ lỡ con đường thành tiên nên tự phong ấn lại. Chó đời thứ sáu của cổ hoàng tử, nói cách khác cũng sẽ là chủ nhân của luyện thần hồ, thật sự không thể sơ xuất được. Diệp Phạm tự nhủ. Đương nhiên khiến hắn kiêng kỵ là chuyện không có khả năng, thời kỳ còn ở bắt đầu hắn đã từng giao chiến với con của mấy vị cổ hoàng, giết chết cả thiên hoàng tử. Diệp Phàm lo lắng thật sự chính là huyền tổ của huyền quang. Người kia là một vị cổ hoàng tử, nhưng đã qua bốn ngàn năm, nếu hắn còn sống thì tuyệt đối là thiên hạ vô địch. Còn có nữ nhân của vù dực tộc kia cũng không thể khinh thường, có tiền bối cao nhân hạ năm hạt sống thần lực vào trong cơ thể ở Nam Đại Bí Cảnh, thông quan nguyên thiên thần nhan mới có thể nhìn thấy, cảm ứng với vũ trụ. Ta đánh với người một trận. Cường giả hùng vĩ của nguyên ma tộc vò tới, thực lực khủng bố, là huynh trưởng của thiên tài đệ nhất tộc này các ngươi cùng lên đi diệp phàm nói hắn vươn vai thân thể cao lớn tràn ngập mỹ cảm mết ra âm dương sinh tử quyền ấn tới ngày này kinh văn tại luân hải bí cảnh của hắn đã trở nên hoàn mỹ diệp phàm bắt đầu sáng tạo bí thuật của chính mình bí cảnh này tự nhiên đều có liên quan tới thái cực tiên đồ những thiên tài của nguyên ma tộc u ảnh tộc vũ dực tộc quang minh tộc này đều biến sắc biết diệp phàm rất mạnh nhiều năm như vậy chém giết khiến các tộc khiếp sợ nhưng khi giáp mặt thì vẫn không thể không thán phục diệp phàm chủ động triển khai tấn công trước nhằm về phía trước đại chiến với những người này sát long mã và cửu vĩ ngạc long hét lớn lao theo phía sau nhằm về phía bảy người kia lúc này là thời khắc chúng kiếm chứng đạo quả của mình đại chiến bùng nổ đây là bảy vị cường giả thiên tài mỗi người đều độc tôn một vực trấn áp bát hoang đều là tồn tại tuyết đỉnh của các tộc bọn họ có một nửa hy vọng trở thành đại thánh của các tộc trong tương lai cho nên trận chiến này thực kịch liệt cường đại như diệp phàm ngày nay cũng khó lòng bè gãy nghiền nát được đối mặt với liên minh ưu nghiệt này phải đánh hết sức mình long mã và cửu vĩ ngạc long giống to cũng chiến đấu khiến tinh vực bùng nổ thái dương tinh rung động đánh cho máu chảy hai người các ngươi lui lại phía sau giữ bọn họ lại cho ta diệp phàm nói hắn đã trưởng thành tới ngày nay không phải cường giả nghịch thiên trong thế hệ thì cũng không thể tranh đấu với hắn hiện giờ rất ít người cùng thế hệ đấu lại được hắn bóp chết kỳ tích một tay che phủ bầu trời. 18 năm nay, các tộc đánh giá về hắn như thế, gặp một người như vậy thì dù là thiên tài hay yêu nghiệt cũng đều bị bóp chết. Long Mã và Cửu Vĩ Ngạc Long đều lui lại phía sau, tuy rằng những người này đều là yêu nghiệt, nhưng bọn họ cũng chưa phải thấy Diệp Phàm bóp chết thiên tài có một lần. Giết! Mấy thánh giả khác cũng hét lớn, khiến tiên hoàng tử nhân tộc thay rơi đầy đất là giống mộng của rất nhiều cường giả, nếu có thể hoàn thành thì đó sẽ là trí tôn trẻ tuổi. Diệp Phàm ôm Dương Phục Âm, tĩnh động cùng hợp trong mắt lộ ánh sáng lạnh lẽo thái cực tiên đồ hiện ra tại luân hải rực rỡ trói mắt âm dương sinh tử cân bằng xuất hiện từng cổ tự mỗi chữ đều có lực lượng trấn áp thiên địa hắn thi triển bí thuật của mình trong trận chiến sinh tử này đây là một số đạo pháp mà hắn luôn thăm dò trên đường tu đạo cũng không phải một lần là xong mà hắn vận dụng pháp môn này từ những tiểu tu sĩ trở lên ngày nay đã gần hoàn thiện chăm chờ tới cảnh giới gần như không sứt mẻ bạn đang xem giả Thiên được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube com ecab phim viết liền không giấu nhé. Động mà sinh dương, động cực mà tĩnh, tĩnh sinh âm, tĩnh cực phục động, nhất động nhất tĩnh, phút giây phân dương, lương nghi lập yên. Tiếng tụng kinh trong luân hải của hắn to vô cùng, giống như ba ngàn Phật đà và trên vạn ma chủ cùng giống lớn, cộng minh cùng thiên địa. Diệp Phạm bắt âm dương sinh tử quyền ấn hai tay nắm sinh tử thái âm thần ngư và thái dương thần ngư đều hiện lên hợp với hai nắm tay hắn uy lực vô cùng lớn ầm đại chiến hơn trăm hiệp tay trái của diệp phàm bấm tử ấn một thái âm thần ngư bay ra hợp với trường chỉ uy lực ngập trời một người đối diện trực tiếp bị đánh xuyên qua thân thể nổ tung vỡ nát tan tành hóa thành một mảng lớn máu tươi gần như chỉ trong phút chốc tay phải hắn bấm sinh ấn thái dương thần ngư bay ra hợp với quyền phải đánh ra khiến một gã thánh nhân dập nát thánh huyết bắn tung toe cuối cùng hai âm dương ngư hợp lại làm một âm dương sinh từ hợp lại uy lực càng sâu đánh cho người thứ ba thành thịt nát xương cốt cũng thành bột phấn đi giờ khắc này những người khác hoàn toàn mất đi chiến ý xoay người bỏ chạy nhưng diệp phàm làm sao cho bọn họ cơ hội được quát khè một tiếng sau lưng hắn xuất hiện một thái cực hoàng kim hóa thành một luồng sáng vỏ tới nhanh chóng mở rộng chấn áp trời đất phong ấn mấy người lại. Hả? Thiếu một người. Lòng mã ở phía sau kêu lên. Trong hoàng kim thái cực có ba người, một người không biết biến đi đâu mất. Diệp Phàm cười lạnh, bỗng dưng vươn bàn tay ra chụp lấy cường dạo ảnh tộc, sau đó dùng sức bóp một cái, phụt một tiếng liền hóa thành máu tươi. U ảnh tộc am hiểu nhất là ẩm sát, vừa rồi người này biến mất nhưng chưa chạy trốn, ẩn nấp rồi nhanh chóng lao tới ẩm sát Diệp Phàm, đáng tiếc lại nhắm vào nhầm người rồi diệp phàm tu qua bí thuật sát sinh của thiên đình làm sao hắn có thể đắc thủ được chứ a à, cường giả nguyên ma tộc kêu to tế ra một kiện cấm khí khủng bố ngập trời đồng thời trong lúc này thiên nữ của vù dực tộc cũng khẽ quát miệng phun ra năm hạt giống thần lực sắp sửa nổ tung mơ hồ tỏa ra khí tức khiến long mã và cửu vĩ ngạc long kinh sợ keng trong phút chốc diệp phàm thu hồi hoàng kim thái cực tự thân hóa thành một đường cong hình rồng đúng là đường cong phân chia âm dương trong thái cực đồ lao về hướng đó phụt cường giả nguyên ma tộc bị cắt làm đôi nguyên thần tan nát đồng thời thiên nữ của vũ dực tộc cùng hương tiêu ngọc vẫn lông chim trắng nổn dính máu tươi điêu linh rơi xuống huyền quang của quang mình tộc kêu to hoàng huyết trong cơ thể sôi trào hắn thi triển cấm thuật thực lực tăng vọt đột phá tới trình độ khiến diệp phàm phải kinh hãi phi thường hắn bộc phát ra thực lực đổi bằng thọ nguyên vô tận trong khoảnh khắc thăng hoa một luồng tiên quang vĩnh hằng nở rộ diệp phàm luyện bí thuật thành một thể âm dương sinh tử quyền ấn viên hoàng kim đường cong hình rồng hóa thành một cái thái cực tiên đổ quét ngang tới phụt chỉ một tiếng vang nhỏ truyền ra sau đó tất cả liền im lặng lại thái cực tiên đổ tràn qua huyền quang trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch của cổ hoàng trở thành bụi bậm đây là đạo pháp bí cảnh luân hải của diệp phàm cuối cùng quy về là một thuật tương ứng với kinh nghĩa thần uy kinh thế bóp chết thiên tài một tay che trời dưới tinh không này ta chính là kỳ tích long mã ngẩng đầu lao tới khoác loác nói đây là đánh giá về ngươi sao cửu vĩ ngạc long hỏi diệp phàm đi về phía thái dương tinh nơi này là hành cung động phủ của thương viêm đại thánh tất nhiên là một bảo địa sao có thể bỏ qua được thái dương tinh rất lớn độ nóng nóng cháy thỉnh thoảng có lửa bắn tóe thành dòng nhằm về phía vực ngoại mà đến diệp phàm vừa tới gần liền mơ hồ nghe được tiếng tụng kinh đây là một viên thần tinh rực rỡ tồn tại trên thế gian đã lâu, khác trên nó từng đạo thần ngân phức tạp khó hiểu. Thương viêm là sinh ra tại cổ tinh này. Giờ khắc này, Diệp Phàm ý thức được nơi này có khí tức căn nguyên của thương viêm, là nơi sinh ra hắn, có khắc dấu ấn bất diệt về một vị hỏa linh. Đây là động phủ của một vị đại thánh, dĩ nhiên Diệp Phàm không dám sơ xuất, hắn mở nguyên thiên nhãn, ở giữa mi tâm còn xuất hiện một khe hở, là con mắt thứ ba dựng thẳng đứng. Tu sĩ ở trên tiên lộ có tịch mịch cũng có thu hoạch, phá mở ra từng cái bảo tàng trên thân thể chính là đạo quả sát khí quá nhiều diệp phàm lũ lưỡi nơi này từng sinh ra thánh linh không cần bày trận bản thân nó đã là một chỗ cấm địa có rất nhiều văn lạc đại đạo thiên nhiên chính vì thế thương viêm cũng không có bố trí gì nhiều trời xanh ban cho hắn trận đồ tiên thiên như vậy là đủ để ngăn cản ngoại nhân thăm dò hơn nữa hắn thân là một thánh linh chỉ kém một đường là bước vào cảnh giới chuẩn đế ngày thường ai dám trêu chọc trận văn đối với động phủ của hắn mà nói là vô dụng. Điều này làm cho Diệp Phàm cảm thấy may mắn, hắn có nguyên thuật, vào khoảng 10 năm trước đã bước qua cửa ải trở thành nguyên thiên sư chân chính, đối với thần mạch, quạng mỏ, đạo ngân cổ của thiên nhiên hình thành, hắn đều có nghiên cứu qua. Đối với người khác nơi này là cấm địa sinh mệnh, mà với hắn, chỉ cần suy tư, cân nhắc là thông suốt. Từng đốm từng đốm lửa vọt lên, thái xương tinh đốm lửa ngập trời, Diệp Phàm cẩn thận không chế rời đi từng mảnh từng mảnh đạo ngân tiên thiên, dọn thông một con đường thẳng vào một động phủ là một khu vực yên tĩnh trong thái dương tinh thần hoa bốn phía là một chỗ tu đạo lý tưởng trong thái dương có một núi đá nguy nga bàng bạc như vậy thật là khó tin long mã cùng cửu vĩ ngạc long hai mặt nhìn nhau cảnh vật nhìn thấy trước mắt thực giống như mộng ảo một ngọn núi lớn trôi nổi trong thái dương hỏa tinh giống như một hòn đảo trên biển rộng mênh mông ngọn núi cao tới mấy vạn trượng cả vật thể có màu đen trầm trọng mà phong cách cổ xưa không nói gì khác chỉ riêng núi đá màu đen này bản thân nó chính là một kiện trí bảo hiếm có thánh linh chính là sinh ra ở trong núi nó tràn ngập lực lượng thần tính bất hủ đây dường như là một khối hỗn độn thạch lòng mã vô cùng kinh ngạc cửu vĩ ngạc long cũng tiến lên ánh mắt nóng cháy ngay cả thân thể đều run run nói đúng thật là hỗn độn thạch hỗn độn thạch rất thần bí cực kỳ hiếm thấy bên trong thường thường có ẩn chứa tiên liệu muôn đời khó gặp tương truyền vô thủy đại đế ở tần lĩnh thu được một khối hỗn độn thạch tinh luyện ra tiên liệu mới luyện hóa thành vô thủy trung rúng động thế gian kia nơi này có một khối hỗn độn thạch lớn như thế sao không khiến cho chúng khiếp sợ diệp phàm cẩn thận quan sát vận dụng nguyên thuật thông thiên nhìn thấu mỗi một tấc vật liệu đá cuối cùng lộ ra dị sắc nói khối thần thạch này dựng dục ra thương viêm trong đó còn lại một phần tinh hoa thần tính tương lai có thể còn đàn sinh ra một hòa linh khác long mã nói khó trách thương viêm không có luyện thành binh khí nơi này đối với tộc của hắn mà nói là một chỗ mẫu xảo tọa lạc trong thái dương chừng trăm vạn năm sau có thể sẽ dựng ra một đồng loại của hắn hỗn độn thạch bản thân nó đã là trí bảo luyện thành một kiện đại thánh binh tuyệt đối không có vấn đề mà nay bên trong nó còn thừa lại một số vật chất thần tính tự nhiên bị diệp phàm chú ý những vật chất thần tính này nếu đưa đến chủ tinh vĩnh hằng nói không chừng có thể luyện ra tiến hóa dịch giai đoạn thứ sáu diệp phàm tự mình động thủ hấp thu ra từng đạo thạch tương trong suốt đáng tiếc còn không có chuyển hóa thành cửu khiếu thạch nhân thần dịch chỉ có thể xem như một loại khoáng vật bọn họ không chờ được thời gian lâu như vậy bởi vì ít nhất cũng cần mấy chục vạn năm nó mới có thể chuyển hóa mới có thể có hình người đá trong mắt long mã sáng rực nói chốc nữa các người trợ giúp ta luyện hóa nó thành một khối phiên thiên ấn bọn họ leo lên núi hỗn độn thạch vùng đất an bình lập tức dâng lên từng đợt tinh hoa của thái dương hỏa lửa này có thể đốt cháy thánh nhân thành cho tàn nhưng lại khó có thể đốt cháy mảy may hôn độn thạch này bọn họ đều có thực lực phi phàm liền thi triển tị hỏa quyết tự nhiên có thể chống lại nhất là diệp phàm từng tu luyện qua thái dương tiên kinh loại địa phương này với hắn mà nói không tính là gì nhiều bảo bối như vậy bọn họ tiến vào một cổ động liền phát hiện rất nhiều kỳ chân dị bảo hầu hết đều là chất liệu thuộc tính hỏa phát sáng ông ánh thu lấy đi một cộng lông cũng không trở lại cho hắn long mã chịu ảnh hưởng của hắc hoàng sâu sắc lúc này như châu chấu quá cảnh, ngay cả giường ngủ, thậm chí bổ đoàn của thương viêm cũng không buông tha, cướp đoạt sạch sẽ. Đây là cái gì này? Cửu vĩ ngạc long phát hiện một cái lọ, lập tức mở ra, ngay khoảnh khắc hỏa tinh bắn ra bốn phía, thiếu chút nữa làm tổn thương nó. Trong lọ là chất lỏng đỏ rực giống như dung nham, nhưng lại có từng đợt từng đợt mùi thơm ập vào mũi, làm cho người ta say mê. Đây là hỏa tinh thần chấp. Diệp Phàm cúi đầu nhìn một hồi mới nhận ra, trong lòng vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ, loại vật này rất hiếm có, tìm khắp thiên hạ cũng khó có được một giọt. Đáng tiếc, loại này các tộc đều vô phúc tiêu thụ, ai dám uống vào ắt thành cho tàn, đây là thần chấp sinh ra trong hỏa tinh. Đây là một trong chủ dược để luyện chế cửu chuyển tiên đan, ngoại trừ luyện thành đan dược ra hoàn toàn không có biện pháp nuốt vào. Diệp phàm tức thì tịch thu, loại thần vật nghịch thiên này có lẽ qua muôn đời đều không dùng được, nhưng cũng không thể vứt bỏ hoặc để lãng phí cửu chuyển tiên đan là cổ đan trong truyền thuyết thần thoại tiến hóa dịch của chủ tinh vĩnh hằng đạt tới cực hạn có lẽ có thể chạm vào cánh cửa của tiên đan này đáng tiếc từ xưa đến nay không nghe nói có người nào từng luyện chế ra được có chăng chỉ là truyền thuyết về phần một vài cổ tinh phát hiện mảnh nhỏ tiên đan hoặc là tung tin vịt có cổ nhân từng luyện chế ra đều không có bằng chứng xác thực bao gồm bí phương luyện đan của chủ tinh vĩnh hằng cùng không thể tin trên ý nghĩa chân chính dù là cửu chuyển tiên đan hoặc phương thuốc cổ truyền đều thất truyền đây là thứ gì lòng mã nghi ngờ kêu lên nó vọt vào chỗ sâu trong động phủ nhìn thấy một mảng cây nhỏ tất cả chỉ cao một thước mỗi một cây đều trong sáng óng ánh bắn ra từng đạo từng đạo thần hà diệp phàm đầu tiên là ngần ra rồi sau đó cẩn thận quan sát trong lòng chấn động mãnh liệt hắn không thể không ngạc nhiên thán phục thánh linh hòa tộc thương viêm cất chứa thật phong phú loại cảnh tượng này hắn từng thấy qua vì vậy trước tiên nhận ra đây là đất bồi dường ra bất tử diệu thụ nơi này thực mát mẻ không có hỏa tinh nóng rực mà là một mảng cây ngọc xanh biếc mà cây ngọc này đều không phải điều khác mà thành chúng đều cắm rễ trên mặt đất rễ cây nổi phồng lên nơi này cộng tất cả 49 cây ngọc màu sắc không giống nhau có cây như hồng mã não có lá xanh biếc như ngọc bích còn có cây óng ánh như vàng bất tử diệu thụ ở trong thánh binh được xếp vị trí tuyệt đỉnh một khi dường thành tế luyện xong có thể nói thông thiên triệt địa có người từng cầm nó mà vô địch thiên hạ Diệp Phàm nói ra điều ghi lại trong sách cổ. Cái gì? Đây là bất tử diệu thụ, lại xưng là thất diệu cổ thụ gì đó ư? Lòng Mã khiếp sợ, rồi sau đó nuốt nước miếng ửng ực, nghe nói, ở thời đại thần thoại một vị đạo nhân luyện ra cổ bảo, chuyển lại phương pháp tế luyện, uy lực tuyệt luân. Nó nhìn chung quanh tìm kiếm, ý đồ tìm kiếm thân cây chính. Công dụng có 50, thì dùng nó hết 49, nó có liên quan với đại đạo, khi còn có một gốc cây, là có thể độn đi cùng chính là cây thất diệu cổ thụ chân chính. 49 cây này cũng chỉ là nó sử dụng qua thân cây hấp thu tiên hoa mà thôi. Ở trong này, Long Mã rốt cục nhìn thấy, nó lơ lửng ở phía trên, rễ cây cắm rễ trong hư không, hấp thu lực lượng hư không. Hiển nhiên, đây là binh khí của Thương Viêm tự mình tế luyện, ngày nay vẫn đang trong thời gian bồi dưỡng, thời gian chưa tới còn không có hoàn toàn hóa thành đại thánh binh vô địch. Đáng tiếc, còn chưa có trưởng thành. Long Mã kêu to tiếc rẻ người không thích thì ta lấy cửu vĩ ngạc long nói nước miếng chảy ào ào cây cổ thụ này cao tới một thước trên thân có bảy chạc cây chọc nứt bầu trời như là có thể khai thiên lập địa người không biết sao nếu đợi nó trở thành đại thánh binh dù tặng cho ngươi cũng không thu phục được diệp phàm nói hắn vận chuyển bí quyết chữ binh lập tức trong lòng bàn tay hiện lên một đoạn cành cây có bảy cái lá trong sáng lấp lánh tương tự như cây cổ thụ kia chỉ có điều nhỏ hơn chỉ có một khúc đây là năm đó diệp phàm thu được ở tiên phủ thế giới chỉ có một cành nhỏ vẫn chưa dùng tới ồ không đúng tuy rằng chỉ là một khúc nhánh cây như thế nào có một cổ dao động binh hồn đáng sợ như thế long mã hỏi diệp phàm gật đầu năm đó hắn từng ở bóc vực thần thành cắt một khối kỳ thạch bên trong có một loại binh hồn gì đó khó có thể tưởng tượng có thể chữa trị các loại cổ binh cuối cùng hắn dùng lên đoạn cây bất tử diệu thụ đáng tích trung quy nó chỉ là một nhánh cây ngắn thiếu sót rất nghiêm trọng, binh hồn ẩn vào trong đó, cùng không thể giúp nó đạt tới hoàn mỹ. Lấy nó xuống. Diệp phàm bảo long mã lên nhổ xuống thất rượu cổ thụ trong hư không. Nhưng nó còn chưa hoàn mỹ, ngày nay chỉ có thể luyện thành một kiện thánh binh. Long mã đau lòng nói. Diệp phàm nói. Nếu thực chờ nó hoàn mỹ không tỉ vết, sẽ không phải ngươi có thể khống chế. Hiện tại nhổ xuống, mượn dùng binh hồn hợp nhất nó với đoạn nhánh này, có thể luyện thành trí bảo. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, tương lai có thể bồi dưỡng cho nó tiếp tục trưởng thành. Long Mã nghe vậy, gật gật đầu, đi nhổ xuống cây cổ thụ. Trong tay Diệp Phàm Hào quang màu sắc rực rỡ nhoáng lên một cái, đoạn cành cây có chứa binh hồn bay, lên chìm sâu vào trong cây cổ thụ, lập tức làm cho nó có được một cỗ thần tính đáng sợ, nở rộ hào quang bất hủ. Long Mã mừng rỡ, nói: "Binh hồn này chẳng lẽ là do nhân vật vô thượng ở bắt đầu lưu lại." Nó biết rằng, có binh hồn vô chủ này dung hợp tương lai kiện binh khí có thể tiếp tục trưởng thành, nó sẽ có một cây cổ thụ kỳ diệu vô địch. Binh khí tốt nhất là trưởng thành cùng một đạo với bản thân, như vậy mới có thể thuận buồm xuôi gió phối hợp hoàn mỹ. Diệp Phàm nói xong, liền thu hết toàn bộ 49 cây nhỏ cùng đất ngọc thạch có liên quan trên mặt đất, giao cho Long Mã. Long Mã hiểu ý, nói. Chờ ta luyện nó thành thánh binh, kết hợp với ta, sau đó tiếp tục sử dụng 49 bảo thụ này tầm bổ nó, sớm muộn gì cũng có thể trở thành cổ khí vô địch bảo bối của ta đâu cửu vĩ ngạc long cũng ướt ao có được phần mình lớn tiếng hỏi diệp phàm nói long mã có cổ thụ vậy núi hỗn độn thạch lưu lại cho ngươi dùng có thể dựa theo cổ pháp tể luyện thành viên thiên ấn không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là một kiện đại sát khí một khi tể luyện thành công sẽ không yếu kém so với thất diệu cổ thụ của long mã ba người càn quét động phủ của thánh linh hỏa tộc thương viêm thu hoạch thật lớn cuối cùng ngay cả hòa long thảo cũng không trở lại núi cổ động phủ cung khuyết trong thái dương tinh đều cướp đoạt sạch sẽ lão già này một khi trở về khẳng định sẽ điên lên mất lòng mã vui sướng khi người gặp họa nói lúc này diệp phàm thành công tìm được hỏa tinh cực cảnh dựng dục ra thánh linh hỏa tộc thương viêm là sinh ra trong thái dương còn thừa lại rất nhiều thần tinh thái dương cùng một tính chất ở trong một hồi thiên kiếp đáng sợ diệp phàm sử dụng thái âm tinh hạch cùng thái dương thần tinh sinh tử pha chạm vào nhau âm dương cùng tương trợ thành công đột phá cửa quan cùng ngày sau khi thiên kiếp kết thúc hắn thuận lợi thăng cấp đến thánh nhân tầng thiên thứ tám tu đạo càng về sau càng gian nan lần này hắn chỉ tăng lên một tiểu bậc thang nhưng thực lực lại tăng lên một mảng lớn phu địch trong thánh tới giờ khắc này ở trong cấp cổ thánh diệp phàm khó có thể gặp được đối thủ thánh nhân tầng thiên thứ tám đủ để hắn đại chiến với vương của thánh nhân hắn đứng trong tinh không tối om từ xa nhìn vào chỗ sâu trong vũ trụ như là vượt qua thời không thấy được đại ma thần đế thiên cùng địch thủ truyền đời của thánh thể từng người đều là đại địch chân chính cái thế đáng sợ đại chiến sắp sửa kết thúc trong tinh không truyền đến một tin tức như vậy dẫn phát chấn động lớn thập phương đều chú ý nó tới là đột ngột như thế làm cho mọi người đều ngạc nhiên chiến hỏa lan tràn tiến hành đến lúc cực kỳ gai cấn rồi lại truyền ra tin tức như vậy điều này có thể nói là xảy ra thật đột ngột tin tức tuyệt đối chuẩn xác không có nửa điểm giả dối cuối cùng 21 năm đại chiến rốt cục sắp đi tới trung điểm tin tức chuyển đến thổi quét khắp tinh không trong trường đại chiến này cũng không biết có bao nhiêu người mất đi tánh mạng xưng được là một trường hạo kiếp cuối cùng sắp chấm dứt ở chỗ sâu trong vũ trụ đã xảy ra rất nhiều chuyện vượt quá tưởng tượng của tu sĩ bình thường các bên thỏa hiệp không thể không ngừng can qua một ít bí văn rất nhanh truyền bá có người nói xuất hiện một đầu cổ thú nuốt thiên nạp địa hủy diệt rất nhiều tinh vực ở phía trước ngay cả đại thánh cũng không địch lại có người khác nói thánh linh chủ vô thượng chưa hề tham chiến đến đây chiếm được bổ thiên thuật rồi mật nghị cùng nhân tộc đạt thành nhận thức chung nào đó vì vậy sắp sửa lui binh cũng có người nói con đường thành tiên đã mở ra rất nhiều đại thánh liều lĩnh đi xa nhằm về phía táng để tinh không muốn bỏ qua tiên duyên muôn đời mới gặp này cũng có tu sĩ nói có người sắp chứng đạo sẽ độ đại đế kiếp tại tinh vực này nếu như thất bại có thể sẽ liên lụy làm cho cường giả ngã xuống không đếm được còn có người nói trên cổ lộ nhân tộc có một tòa phần mộ đế khi các thiên kiêu tuyệt đại đại ma thần đế thiên lên can thăm dò phần mộ này nứt ra rồi bay ra một cỗ quan tài cổ dẫn phát một hồi chấn động lớn bí văn rất nhiều khiến người ta khó phân biệt thiệt giả tin tức của ta nhất định là xác thực nhất chín con rồng kéo một quan tài cổ đi ngang qua vũ trụ u tối đại thánh mấy tộc đuổi theo có người nói với giọng điệu khẳng định phi thường chuẩn xác lập tức có tu sĩ phản bác nói chín con rồng kéo quan tài mười vạn năm trước từng xuất hiện trên con đường này như thế nào có thể lại xuất hiện chẳng lẽ đây là một vòng luân hồi hay sao bạn đang xem giả thiên được thuyết minh tại kênh youtube di cắp phim truy cập kênh youtube di cắp phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set phim viết liền không giấu nhé có một điểm mọi người đều tin tưởng là trong tinh không nhất định đã xảy ra đại sự không thể tưởng tượng bằng không các tộc tuyệt sẽ không dừng cuộc chiến nửa tháng sau một số lời đồn trong đó có một hai điều mạch lạc rõ ràng có thể dừng can qua lần này đúng là kết quả của rất nhiều nhân tố hợp thành hiển nhiên những sự kiện lớn này đều ảnh hưởng rất sâu xa mọi người rất khó phán đoán đến tột cùng tin tức nào là thực chỉ có thể xác định các tộc đang nghị hòa chiến hòa thật sự sắp được dập tắt không xong có tà thần trở mặt ra tay trong cổ tinh nghị hòa đã xảy ra huyết chiến có đại thánh bởi vậy bị mất mạng ánh dạng đông hòa bình xuất hiện truyền tới các nơi đáng tiếc lập tức lại bị vẻ lo lắng bao phủ trong tinh không chuyển đến tin tức không tốt tai họa có thể sẽ không ngừng lại người trong khắp tinh vực trong nháy mắt như rơi xuống hầm băng lại khẩn trương lên chư hùng lộ ra vẻ sầu lo tình huống không ngờ lại xuất hiện thay đổi suốt nửa tháng đây là một quá trình khiến người ta chờ đợi từng ngày trong lo lắng bóng ma lởn vởn trong lòng mọi người cho đến một khắc cuối cùng vẻ lo lắng mới dần tiêu tán đi thỏa hiệp rồi hộ đạo giả của tinh vực này tụ hội rốt cục đạt thành trung nhận thức, sắp ngưng chiến. Tinh vực sôi trào vô số người hoan hô, các tộc đều có cảm giác như chút được gánh nặng, bỏ xuống được tảng đá nặng như vạn quân. Đại chiến sắp sửa kết thúc, chiến tranh kéo dài 21 năm rốt cục sắp đi tới trung điểm. Mọi người đều mỏi mệt, thánh linh tộc, quang minh tộc, nhân tộc, không có một phương nào được xem là người thắng. Các bên đều phải trả cái giá bằng máu, tàn phá nhiều lắm, cuối cùng tấm màn lớn mới được hạ xuống. Có một số chủ tộc, như nguyên ma tộc, nga linh tộc sớm đã không chịu nổi liều mạng huyết chiến một trận chiến này sinh linh đổ thán thương vong thảm trọng gần như diệt tộc chiến loạn sắp kết thúc là kết quả hợp lực của rất nhiều nhân tố nhưng cuối cùng sở dĩ thành công có một nguyên nhân chính một vị tu sĩ nhân tộc tên là cái cửu u tới nơi đây cường thể dừng can qua hắn là người nào các tộc đều khiếp sợ cùng nghi hoặc một người mà thôi lại biển đổi kết cục khắp nơi gần đây mọi người đều rất lo âu đại chiến kéo dài quá lâu ai nấy đều khát vọng hòa bình không thể tưởng được đến đây một nhân vật thần bí như vậy lại có lực ảnh hưởng lớn như thế. Hắn là một chuẩn đề, là một trí tôn từng có hy vọng chứng đạo, thời điểm cuối cùng vì hắn cường thể tham gia mà dừng can qua. Tinh không sôi động ở Mỹ, đây là một hồi sóng to gió lớn thổi quét khắp tinh vực truyền tới các tộc, làm cho chư hùng đều chấn động mãnh liệt, truyền thuyết luôn nghe nói có đế, nhưng đã có ai từng nhìn thấy, ngày nay thật sự xuất hiện một vị chuẩn đế sao? 21 năm trôi qua, một trận chiến này tàn khốc hơn xa so với tưởng tượng, nếu không có ngoại lực, các bó vật bổ thiên thuật, thạch lệnh, có thể sẽ làm cho chiến tranh kéo dài cả trăm năm. Một người tên là cái cửu u tới đây liền biến đổi hết thảy. Tin tức về hắn hết thảy rất nhanh truyền ra ngoài, phàm là tu sĩ đều không thể không chú ý. Hắn là một chuẩn đế, là chân chính vô địch dưới tinh không, các tộc đều sợ hãi, e sợ bị tiêu diệt. Sai lầm rồi, hắn đã rơi xuống khỏi đỉnh phong rất nhiều năm, huyết khí khô héo, tuổi già sức yếu khó kéo dài được huy hoàng cái cử u buông xuống mang theo binh khí của đại đế cổ mà còn có hai kiện điều này quả thực đã dẫn phát một hồi chấn động lớn chấn nhiếp các đại cường tộc bất kể là thánh linh hay là tà thần tất cả đều lặng xuống một người có hai kiện đế binh dưới tinh không ai có thể tranh phong một kiện đế binh chủ công một kiện đế binh chủ phòng trên đời xưng tôn hiệu lệnh vừa ra thiên hạ ai dám không tuân theo sau khi Diệp phạm thăng cấp thánh nhân tầng thứ 8 đã qua đi 3 năm, trong mấy năm này, hắn như một chiến thần, tung hoành ngang dọc, liên tục chiến đấu ở các chiến trường tứ phương. Từng trận từng trận huyết chiến, lần lượt vào sinh ra tử khảo nghiệm cùng rèn luyện, giúp hắn củng cố cảnh giới, xúc tích đạo cơ, quyết tâm thành đạo kiên cố như bàn thạch, không thể dao động. Thần hoa nấm huyết do tắm trong thánh huyết mà hình thành, cùng với hoàng kim của thánh linh, bộ tộc phát ra nguyền rủa, giao hòa cùng một chỗ ở phía sau hắn rồi hóa thành một vầng hào quang rực rỡ đại biểu cho uy nghiêm cùng cường đại như một mảng tiên hòa ở nhảy lên hoàng kim cùng huyết quang nấu chảy hòa tan phi thường sáng lạn đây là từng giết qua hùng trong hùng xuyên qua thấy chất thành núi máu chảy thành sông khí tượng độc tôn một vực nơi hắn đi qua cường giả thần phục dị tộc run sợ ba năm qua bên cạnh diệp phàm đi theo một số cường giả tính cả long mã và cửu vĩ ngạc long tất cả là 12 người toàn bộ đều đạt tới thánh giai đây là một chiến lược đáng sợ không thể xem thường có một nửa là cổ thú là do long mã cùng cửu vĩ ngạc long thu phục từ lúc đầu không phục đến bây giờ thì thể sống chết đi theo còn có mấy người thuộc dị tộc chủng tộc bọn họ ý thức đạm mạc tôn sùng cường giả ở dưới phủ lực tuyệt thế của diệp phàm trấn nhiếp cuối cùng bọn họ một đường đi theo ngày nay trên đoạn cổ lộ này rất ít người dám tranh phong cùng bọn họ thánh thể nhân tộc chỉ huy mười hai vị chiến sĩ thánh giai đánh đầu thắng đó không gì cản nổi bọn họ tạo nên uy danh hiển hách mặc dù là vương của thánh nhân cũng không muốn trêu chọc bởi vì đây là một đám thánh giả phi phàm mỗi người đều cực kỳ cường đại vượt hơn xa cổ thánh bình thường thánh thể đến từ táng đế tinh gần hai năm nay rất ít ra tay chỉ 12 thánh nhân dưới trường hắn đủ để quét ngang một vực có thể nói là một đội cường giả tuyệt đỉnh chấn thế người nào dám tranh phong tinh không dừng can qua chiến sự bình ổn diệt phàm cho mày ước thúc 12 thánh nhân để cho bọn họ hạ thấp không ít bởi vì thương viêm đại thánh ra tay, hắn không còn truy tìm bổ thiên thuật, ngày nay chiến hỏa tắt nên bắt đầu tìm kiếm tung tích bọn họ, muốn tập nã để phát tiết một ngụm ác khí. Thật là cường đạo mà, ngay cả động phủ thái dương tinh của thương viêm đại thánh thánh linh tộc chỉ kém một chút là bước vào cảnh giới chuẩn đế cũng dám cấp sạch, có thể nói thật to gan lớn mật. Mọi người cùng chỉ có thể ngạc nhiên thán phục như vậy, diệt phẩm tung hoành phiến tinh vực này 21 năm, còn có cái gì không dám làm, vô số kể danh túc cùng thiên tài chết trên tay hắn đây là uy danh hiển hách từ chiến mà lập ra thương viêm đại thánh tuy rằng tức giận nhưng không tìm được tung tích bọn họ mấy năm nay diệp phàm cùng 12 hai thánh nhân dưới trướng thủy chung không việc gì sống tốt lắm chúng ta cùng nên ra đi tiến vào chỗ sâu nhất trong vũ trụ tinh không cổ lộ gián đoạn 21 năm được tiếp tục diệp phàm quyết định lên đường bắt đầu một hành trình mới ở lại phiến tinh vực thành thứ 10 nhân tộc này thời gian đã lâu lắm rồi nhiều năm huyết chiến như vậy diệp phàm có tư cách đạt được ban thường cho một tòa thần quang thai đáng tiếc tinh vực tan vỡ rất nhiều tòa cổ thành nhân tộc bị phá hủy trong thời gian ngắn không có loại bảo vật quý hiếm này chỉ có thể đợi tương lai lấy được ban tặng sau 21 năm huyết chiến bổ thiên thuật không biết rơi ở phương nào mà lại không ai có thể nói rõ Diệt phà bọn họ một hàng 13 người ra đi thương viêm lại thánh muốn đuổi theo đánh giết nhưng cuối cùng trung quy không dám tùy tiện hành động cái cửu u đứng sừng sững giữa tinh không nghiêm khắc cảnh cáo các tộc ai dám xông vào cổ lộ nhân tộc xâm phạm lĩnh vực nhân tộc không cần luận tội, giết không tha. Đây cũng không phải là kháng nghị nghiêm trọng khơi khơi, mà là làm ra hành động thực chất. Lão với thủ đoạn sắt máu tiêu diệt một dị tộc, không tính là lớn cũng không tính nhỏ, từ đó không người nào dám xông vào lãnh thổ nhân tộc. Cái cử u tuy rằng, huyết bại thể khô, nhưng chỉ cần lộ ra một tiêu uy áp của chuẩn đế, hiệp với hai kiện đế binh mà đến, vẫn như cũ trấn nhiếp các tộc không dám vọng động. Có cường tộc không cam lòng, cùng không muốn dừng tay, tình thế bắt buộc phải có bổ thiên thuật và lại thời điểm cuối cùng quang minh tộc một lần cầm luyện thần hồ là một loại cổ binh cực đạo cũng theo vào rằng co nửa tháng nhưng cuối cùng vẫn là lùi bước bọn họ sợ bị diệt tộc bởi vì chuẩn đế không thể chọc nếu thật muốn liều lĩnh ngay cả hạ xuống thần đàn cảnh giới cao ngày xưa cũng có thể bán mạng mấy đại chủ tộc diệt phàm bọn họ liên tiếp vượt qua mười mấy chỗ cổ địa chứng kiến toàn là cảnh hoang tàn đổ nát trên đoạn cổ lộ này thánh thành nhân tộc đều là phế tích tường đổ gạch ngói vụn lơ lửng trong vũ trụ trong lúc vội vàng còn chưa có gầy dựng lại chỉ có tu chỉnh ngũ sắc tế đàn dọc theo đường đi này bọn họ thông suốt không bị ngăn trở rất nhiều đạo tràng thí luyện viễn cổ đều bị bức phải đóng cửa đám người diệp phàm cứ như vậy đi thẳng tới cửa ải thứ ba mươi nhân tộc mới nghỉ chân nơi đây còn là cảnh bừa bộn cả sinh mệnh cổ tinh đều bị đánh nát đất đá nứt vỡ lồn ngồn cảnh vật hoang vắng tiếp dẫn sứ xuất hiện long trọng tiếp đón bọn họ uy danh của thánh thể ở nơi giếng cổ mai táng kia mấy năm gần đây sớm đã lan truyền đến đây người này là một hạt giống mà rất nhiều lão già đều đang chờ mong nơi này vốn trước đây có một viên sinh mệnh cổ tinh phi thường trọng yếu nhưng có mai táng cổ tổ thánh linh của thời đại thần thoại lần này giếng cổ mở ra nó cùng theo đó bị hủy diệt rồi cộng tất cả bảy cái giếng cổ phân ra ở bảy khu vực dẫn tới các đại dị tộc chia đều mỗi tộc chết đi một vị đại thánh nhân tộc dù chưa có cường giả cấp số này ngã xuống nhưng bị vỡ nát hai sinh mệnh cổ tinh, đồng thời cùng tổn thất thảm trọng. Nơi đây phi thường trọng yếu, đối với thí luyện giả mà nói là thí luyện chàng không tầm thường, là một chỗ cổ địa nhất định phải lại tọa quan và thể ngộ. Tinh vực này không còn tồn tại nữa, các ngươi lựa chọn tiếp tục đi tới hay là vượt hư không đến một viên cổ tinh khác. Tiếp dẫn sứ hỏi. Tiếp dẫn sứ, chấp pháp giả, hộ đạo giả, trên con đường này, sau khi bàn bạc đã định ra bổ sung, khai thác một con đường khác, có thể đi tới một viên sinh mệnh cổ tinh càng sâu hơn, mà lại do thí luyện giả tự mình lựa chọn. Đi tới con đường cổ tinh kia trước, sau khi thể ngộ sẽ quay về. Diệp Phàm làm ra quyết định như vậy. Bọn họ đi lên ngũ sắc tế đàn, tiến vào thông đạo thời không, thần quang lóe ra, cuối cùng biến mất trên tế đàn. Phía trước chính là tới một vùng sinh mệnh cổ địa phồn thịnh. Thời gian hỗn loạn, hư không lúc sáng lúc tối, thông đạo này có khi hỗn độn khí lượn lờ bốn phía, có khi hóa thành vách đá trong suốt đám người diệp phàm bọn họ gặp được các loại kỳ cành kỳ quái trong vũ trụ quan tài chín lớp thời đại thần thoại mai táng ở trên chín tầng trời lòng mã bỗng nhiên kêu to diệp phàm quay đầu lại nhìn nhìn thấy rõ ràng một cỗ quan tài cực lớn giống như từng nhìn thấy quan tài của hư không đại đế trước kia đáng tiếc hết thảy rất nhanh liền biến mất những thứ này đều là tàn tích của ngày xưa có lẽ là di ảnh của mười vạn năm trước có lẽ là mấy chục năm trước nó từng di chuyển trên đường này không ai có thể nắm chắc được quỷ tích chân chính của nó. Một người trong 12 thánh nhân nói, cùng không biết qua bao lâu, vạn tia sáng chiếu vào thông đạo, phía trước dần dần sáng ngời, đó là ánh mặt trời, bọn họ đã tới một cổ địa. ầm ầm sóng biển mãnh liệt, mênh mông khôn cùng, phi thường bao la hùng vĩ, bọn họ dừng chân bên bờ biển, sóng vỗ vào bờ đinh tai nhức óc. Ô, kiểu cách thật lớn. Chín con thanh loan kéo một chiếc thần xa, từ ở chỗ sâu trong biển rộng bay tới, vạch ngang bầu trời trong xe chuyển ra thanh âm đa tạ nam hải long vương thịnh tình khoản đãi từ đây bái biệt thần sắc diệp phàm trượt động lộ ra vẻ mặt khó tin hắn nhìn thấy người trong thần xa đúng là một vị cố nhân năm tháng từ từ trôi qua tiên lộ vô tình có một số người một số việc sẽ từ từ phai mờ trong trí nhớ dần dần nhạt đi ở nơi cao trên tiên lộ vô cùng lạnh lẽo thời gian thấm thoát trôi đi đã qua mấy chục năm rồi phàm là con người khi còn sống mà có thể gặp người quen ngoài vực ngoại thì tốt biết mấy trong lòng diệp phàm đủ dư vị giống như mở ra một cánh cửa đầy bụi trần thời gian trôi đi những chuyện xưa khó quên đã bị chôn vùi cả giống như một luồng sáng di động hoặc một con sống yên lặng trôi đi từng bóng dáng từng khuôn mặt trước đây có người còn người mất người ở nơi nào không rõ lúc này đều hiện lên thời gian bọn họ hào hoa phong nhã như còn đây cửu long kéo đồng quan không biết khởi đầu từ đâu không biết điểm kết đi lên thiên lộ khiến quỷ tích sinh mệnh của một đám người bị chuyển hướng không đoán trước được người xưa ngày cũ nhiều năm trôi qua trí nhớ đã bị phủ bụi đầy lại không ngờ có ngày còn có thể gặp nhau dấu vết năm tháng kia vẫn còn khắc trong lòng tử văn diệp phàm đứng trên bờ biển lớn tiếng hô to với thần xa đang vượt biển sóng xanh vạn dặm nam hải mênh mông bát ngát sóng gió không dứt rộng lớn mạnh mẽ hùng hồn như thiên quân vạn mã tấn công chín con thanh loan trên biển mỗi con đều thực thần dị dương cánh phủ trời phá tan không trung lôi kéo một chiếc chiến xa ầm ầm lao qua trong xe có một nam nhân làn da trắng nõn đầu đội kim quan sợi tóc đón gió bay múa đôi mắt trong sóng thoạt nhìn đã biết không phải hạng người phàm tục các ngươi nhận sai người rồi hắn rất cảnh giác nhìn về phía này điều khiến chín còn thanh loan thay đổi hướng đi đi ra xa rất nhanh tha hương gặp cố chi vương tử văn ngươi vì sao lại né tránh diệp phàm lộ vẻ nghi ngờ biển xanh tràn lên sóng gió bao la hùng vĩ chín con thanh loan lôi kéo thần xa tiến rất nhanh vào một vực môn đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt sẽ đi vào hoàn toàn biến mất hiển nhiên là lòng người này băn khoăn tế đài trận ra muốn bỏ chạy từ trên biển rộng không hề dừng lại chút nào có cần ta đánh rơi hắn xuống không long mã hỏi để ta làm là được rồi một con cổ thú bên cạnh nói tỏa ra thánh uy cường đại muốn đánh nát vùng thiên địa kia giam cầm thần xa lại rượt phàm xua tay ngăn trở bọn họ hơi giật mình nói là ta sơ sót rõ ràng đây là một người trẻ tuổi khác chỉ có điều dung mạo rất giống nhau lại có khí tức y hệt hắn biết đây cũng không coi như là mình hoàn toàn nhận sai người thanh niên trẻ tuổi này quá giống vương tử văn đồng thời có cùng huyết mạch tất nhiên là hậu nhân của hắn rồi năm tháng hắn cũng có đời sau rồi không biết mấy năm nay thế nào vì sao lại dừng lại trên cổ tinh này trong lòng diệp phàm có rất nhiều nghi vấn tuy nhiên hắn cũng không lập tức đuổi theo mà chỉ để lại một đạo niệm có thể đi tới bất cứ lúc nào lúc này hắn cũng không muốn dọa sợ con cháu của cố nhân cửu long kéo quan biến đổi vận mệnh của một đám người mấy người chết trên đường mấy người chết ở bồng lai tiên cảnh của yên quốc cuối cùng chỉ còn lại mười mấy người bắt đầu một cuộc đời khác trương văn sương bái sư tại thái huyền triết phong liệu y tiến vào giao trì bắc vực khải đức ở trên tu di sơn tụng phật kinh bằng bác bước trên tinh không cổ lộ diệp phàm ngày này cũng tới rồi Lý Tiểu Mạn vốn còn sống lại bị Diệp Phàm đánh rơi xuống vực sâu thái cổ, cuộc đời này hẳn là không còn được gặp lại nữa. Năm đó, Diệp Phàm bị bắt vào trong cấm địa thái cổ hái thuốc, Vương Tử Văn, Chu Nghị, Trương Tử Lăng mất tích ở trong tiên cung cấm địa ngoại vực, mấy chục năm qua đi, vẫn mãi chưa xuất hiện. Từ biệt nhiều năm như vậy, nhưng không ngờ lại biết Vương Tử Văn có thể đã ở trên viên cổ tinh này, thực là khiến Diệp Phàm khó hiểu. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn tại sao lại từ bắt đầu đi thẳng tới một viên tinh tú thế này? khoảng cách như vậy thật sự quá xa vượt qua không biết bao nhiêu tinh hệ từ một đầu khác của tinh không lại đi tới đây khiến bất cứ ai cùng đều tràn ngập hoài nghi chuyện xưa phủ đầy bụi bặm lại hiện về diệp phàm đứng thật lâu tại chỗ sau khi bình phục tâm tình liền thôi hắn biết cũng có thể vạch trần không ít đáp án hắn muốn đi thăm cố nhân viên tinh tú này thật sự phi phàm các người có cảm thấy không linh khí nồng đậm tới dọa người tìm hiểu đạo pháp có thần âm rót vào tai mười hai thánh trong quang minh tộc dưới trướng diệp phàm nói những người khác tất nhiên cùng cảm nhận được thân thể đám chìm trong linh khí có tia sáng mở rất nhỏ tẩy rửa gân mạch tự nhiên tiến vào theo lỗ chân lông hiểu được biến thiên của đại đạo đây là mục đích của chuyến thí luyện này sao cửu vĩ ngạc long vô cùng kinh ngạc hỏi tiếp dẫn sứ đã nói rõ cho bọn họ là năm tháng lâu dài qua đi có cổ tinh đã không còn thích hợp cho tu luyện mà có cổ tinh lại phồn thịnh từ xưa tới nay vẫn hoàn toàn thích hợp tu đạo quan ải thứ 10 của nhân tộc nơi mà cửu vĩ ngạc long sinh ra thích hợp cho tu đạo phi thường bởi vì nơi đó chưa từng phát sinh biến cố đại đạo bất hủ tu sĩ cường đại thánh nhân không dứt mà cổ tinh tàn khốc nhất thì con đường tu đạo bị đoạn tuyệt các loại cổ pháp thần tàng bồi dưỡng ra được một cường giả hóa long đã xem như nghịch thiên lắm rồi long mã nói viên cổ tinh này so với cửa ải thứ 10 của nhân tộc còn phồn thịnh hơn sinh linh thân cận cùng đại đạo rất dễ dàng dung nhập vào nơi này ở đây nhất định có cao thủ cái thế đó cũng chính là nguyên nhân khiến người đi trên tinh không cổ lộ có tu vi chênh lệch nhau, có cổ địa đến mấy vị thánh nhân, cũng không ngạc nhiên, có nơi lại chỉ có hóa long đã bước trên hành trình này. Duy nhất, khiến người ta cảm thấy may mắn chính là những năm gần đây thiên địa thay đổi, một số cổ địa khiến người ta tuyệt vọng bắt đầu được đại đạo chiếu cố, dần dần lại tỏa sáng sinh cơ. Tiếng sóng gieo từng trận, thổi tới hương vị của biển, rìa phàm tỏa ra thần thức cường đại, tham dò sinh mệnh cổ tinh này. Viên cổ tinh này không bằng một phần trăm của bắt đầu, nhưng lại lớn hơn địa cầu nhiều lần hơi vận chuyển pháp lực một cái liền có thể nghe được thiên địa giao hòa đại đạo cùng cất tiếng trong hải vực ngoài mấy trăm dặm có một con dao long đang chú ý đến bọn họ đạt tới cảnh giới vương của thánh nhân hẳn đó chính là nam hải long vương kia người không động tới ta cùng không chọc tới ngươi các ngươi không thể gây chuyện thị phi trên viên tinh tú này rất có thể có tồn tại cấp bậc đại thánh đó diệp phàm dặn dò mười hai thánh trong vũ trụ có vô số tinh vực sinh mệnh cổ địa của mấy nơi cho tới bây giờ đây là tinh tú diệp phàm thấy thích hợp cho tu luyện nhất hơn phân nửa là có cường giả quán thế hiểu được đại đạo biến thiên chỉ có xuất hiện ở nơi phồn thịnh thế này tại những cổ tinh càn cỗi thì chỉ có thể chậm rãi sở soạn ra quy luật phát hiện bản chất vấn đề diệp phàm và 12 thánh đi từ bờ biển tới sâu trong đại lục vừa mới đi không lâu khi ngang một dãy núi lửa khí nóng ngút trời dung nham ồ hồng quang trói mắt ở trong một cổ động bọn họ thấy một con hỏa nha đã thành thánh sau đó đi tới mấy trăm dặm nữa, bọn họ lại thấy một vài nơi mà cấp bậc tu sĩ không kém, còn có hai là vương giả đại thành. Khi tiến vào trong một dãy núi nguy nga, sương mù mông lung, bọn họ thấy một con cự xà dài ngàn trượng, phun nuốt xà châu cực đại, cùng đạt tới thánh giai. Dọc đường đi bọn họ gặp không ít tu sĩ, cũng thấy nhiều động phủ cổ xưa, trước sau thăm dò được mấy thánh nhân, khiến người ta thật giật mình. Vừa rồi chỉ là trên đường mà thôi, chưa chắc đã là thánh địa hay thần triều gì mà đã gặp mấy thánh nhân. Viên cổ tinh cũng không hùng vĩ bao la này quả nhiên khiến người ta rung động. Một vị cổ thú trong 12 tháng nói. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.